Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 6. Hai người như thế nào mà quen biết nhau được vậy? Đường Mộc Tuyết thắc mắc hỏi. Trong lòng Dương Tiêu có nỗi khổ mà không cách nào nói được, phụ nữ quả nhiên là loài động vật mẫn cảm, chỉ cần gặp phải vấn đề liền tra hỏi đến cùng. Dương Tiêu lại lần nữa căng ra đầu mà trả lời, trước đây anh có dịp đi ngang qua Đông Hải, người bạn đó của anh đột nhiên tái phát bệnh tim, anh may mắn tình cờ đi ngang liền giúp đỡ gọi cấp cứu 120, may mắn cứu chữa kịp thời. Thì ra là như vậy, anh chính là một người tốt, mọi thắc mắc trong lòng Đường Mộc Tuyết lúc này cuối cùng đã được giải đáp. Ban đầu Dương Tiêu được Đường lão gia xem trọng cũng vì năm đó ông đột nhiên phát bệnh được Dương Tiêu nhanh chóng đưa vào bệnh viện, sau này Đường lão gia nhận thấy Dương Tiêu làm người trung hậu thật thà, nhưng lại nghèo túng liền chọn Dương Tiêu ở rể, những chuyện này Đường Mộc Tuyết đều biết rõ ràng. Cũng vì vậy khi Dương Tiêu nói bản thân đã làm được một việc tốt, cô không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Khi nhận ra Đường Mộc Tuyết không tiếp tục tra hỏi, Dương Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều khi nghe thấy Đường Mộc Tuyết nhận xét mình là một người tốt, Dương Tiêu cứ có cảm giác như có điểm nào không đúng. Dù cho Đường Mộc Tuyết không tiếp tục tra hỏi, nhưng cô cũng đã phát hiện ra được một chi tiết nhỏ, đó chính là Dương Tiêu vừa rồi đã đột ngột thắng gấp xe. Ngoài ra cũng chỉ là trả lời câu hỏi mà thôi, chán tại sao lại tuôn ra nhiều mồ hôi như vậy. Suy nghĩ trong chốc lát. Nghĩ đến việc Dương Tiêu hôm nay đã giúp bản thân tìm lại được trong sạch, Đường Mộc Tuyết cũng không có ý tiếp tục trả hỏi tiếp. Dù sao, bất kỳ ai cũng đều phải có bí mật nhỏ của riêng mình. Sau khi đưa Đường Mộc Tuyết quay trở lại công ty, Dương Ỷ Tiêu lúc này mới có tỉnh thân lau lớp mồ hôi trên trán. Thế nào, chú em nói dối vợ điều gì sao? Ông chủ bán thuốc lá Long Ngũ châm chọc nói. Dương Tiêu chỉ biết cười khổ một tiếng. Anh Long lại trêu chọc em, lời nói dối thiện ý dù sao cũng được tính đúng không? Long Ngũ nhếch môi cười, được rồi, anh bạn, anh đây biết rõ chú em làm người như thế nào, nếu như cậu không phải đàn ông tốt, vậy thì trên thế giới này sợ rằng cũng không tìm được người đàn ông tốt thứ hai rồi. Được rồi, anh Long cũng thật là đánh giá cao em. Dương Tiêu châm cho mình một điều thuốc, tâm trạng bất ổn vừa rồi cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Đồng thời, Dương Tiêu càng hiểu rõ từ nay về sau khi làm bất cứ chuyện gì cũng càng phải thận trọng hơn, khi Đường Mộc Tuyết có bất kỳ thắc mắc nào, bản thân cũng phải mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nhanh chóng giải đáp tất cả mọi nghi vấn của cô. Ngay lúc Dương Tiêu cảm thấy như vừa chút được gánh nặng, lúc này có một thiếu nữ dáng người thon thả cao giáo mang kính mắt từ cửa hàng bán thuốc lá tiến vào lạnh giọng nói với hắn, anh chính là tiểu hoàng tử Thổi Tiêu. Ây, cô là ai? Dương Tiêu kinh ngạc không thôi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thái độ thù ghét vô cùng to lớn từ người thiếu nữ này. Suy nghĩ một lát, Dương Tiêu vẫn không hiểu được, bản thân từ khi nào đã đắc tội với cô gái xinh đẹp như vậy. Không thể không thừa nhận, người thiếu nữ đứng trước mặt hắn quả thật là một trang tuyệt sắc, nhan sắc diễm lệ mang đến một đả kích cực mạnh về mặt thị giác cho người nhìn. Người thiếu nữ với mái tóc đen huyền, được búi cao sau đầu, khuôn mặt ngọc hình trái xoan thanh tú xinh đẹp. Đường viền hai bên gò má xinh đẹp ửng hồng lại có chút thẹn thùng. Chiếc cổ ngọc ẩm mịn, mềm mại, trơn bóng mượt mà, trông trang nghiêm mà cao quý, trầm mặc mà tao nhã, toát lên khí chất đoan trang, tao nhã cùng nét xinh đẹp quyến rũ. Người thiếu nữ này không ai khác chính là cháu nội của cung lão thái gia tộc lớn mạnh bậc nhất của thành phố Trung Nguyên, cung Linh Nhi. Cung Linh Nhi từ thuở ấu thơ đã yêu thích các loại nhạc cụ, năm nay vừa tròn 18, tinh thông các loại nhạc cụ trên thế giới. Sở trường chính là đàn cầm, nhưng bản thân cô lại càng yêu thích Thổi Tiêu, cung Linh Nhi tuổi đời chưa được bao nhiêu đã được thiên hạ xưng tụng đệ nhất âm nhạc gia của Trung Nguyên, ngũ âm tinh thông, cả thành phố Trung Nguyên này tuyệt đối không có ai là đối thủ với cô. Từ khi danh tiếng của tiểu vương tử Thổi Tiêu đang lan truyền rầm rộ trên mạng, cung Linh Nhi vẫn không ngừng điều tra tung tích của người có thân phận tiểu vương tử Thổi Tiêu. Mặc dù năng lực âm nhạc của cung Linh Nhi cao thâm, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được rằng, thực lực của tiểu vương tử Thi Tiêu quả thực không hề tầm thường, đối với trình độ Thổi Tiêu ngọc quả thực có thể áp đảo cung Linh Nhi. Cung Linh Nhi đặc biệt yêu thích khiêu chiến các cao thủ âm nhạc, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp được đối thủ trong lĩnh vực Thổi Tiêu. Những năm gần đây, người biết chơi Thổi Tiêu ngọc quả thực rất ít, cũng rất khó gặp được đối thủ, cung Linh Nhi từ sau khi từ phía cung lão thái gia xác định được thân phận của Dương Tiêu, liền ngay lập tức tìm đến hắn. Từ sáng tinh mơ hôm nay, cung Linh Nhi đã đến bên ngoài tập đoàn y dược Đường Nhân chờ người, cũng vì cô nghe ngóng được rằng Dương Tiêu mỗi ngày đều sẽ đưa vợ mình là Đường Mộc Tuyết đi làm. Quả thật không sai, chỉ chưa đến hơn một tiếng đồng hồ, Dương Tiêu cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Chuyện này thật sự khiến cho Cung Linh Nhi kích động không thôi, bản thân cuối cùng đã có thể gặp mặt người có năng lực cao trong lĩnh vực Thôi Tiêu Ngọc rồi. Không thể không nói rằng Cung Linh Nhi từ trước đến nay luôn muốn khiêu chiến các cao thủ có thành tích cao trong lĩnh vực Thôi Tiêu Ngọc này. Nhưng cũng thật đáng tiếc, những người chơi Ngọc Tiêu cô từng gặp qua, năng lực thật không đáng nhắc đến, căn bản không có một ai có đủ tư cách làm đối thủ của cô. Sau khi băng ghi hình của tiểu hoàng tử Thôi Tiêu được lan truyền trên mạng, quả thật đã khiến cho Cung Linh Nhi vui mừng khôn xiết, khiến cho cô hạ quyết tâm phải tìm được người này, dùng năng lực Thôi Tiêu của mình để đánh bại đối phương. Sau đó thông báo cho người dân khắp nơi biết rằng năng lực của tiểu hoàng tử Thôi Tiêu cũng chỉ có như vậy mà thôi. Khoảng thời gian này tiếng tiêu truyền ra từ khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo càng chấn động vô số người, hiện tại cư dân mạng đã đem Dương Tiêu xưng tụng thành người Thôi Tiêu hay nhất trong nước, điều này khiến cho Cung Linh Nhi vô cùng không phục. Cung Linh Nhi không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy cánh tay của Dương Tiêu lôi kéo ra bên ngoài, vừa đi vừa nói, khá khen cho Dương Tiêu anh, khiến cho bổn tiểu thư tìm kiếm vất vả như vậy. Hôm nay anh đừng hòng nghĩ cách chạy trốn, bổn tiểu thư chính là muốn cùng anh thỏi tiêu. Đúng vậy, anh không nghe sai, bổn tiểu thư đây chính là muốn đàng hoàng thỏi tiêu một phen với anh, xem khả năng âm luật của chúng ta ai mới là người lợi hại hơn. Phụt! Nghe thấy những lời này, Long Ngũ vừa mới uống vào một ngụm nước trắng toàn bộ đều phun ra ngoài, hắn hiện tại chính là nghẹn họng nhìn chân chối Dương Tiêu cùng Cung Linh Nhi trước mặt. Dương Tiêu cũng ngây người tại chỗ, muốn cùng hắn thỏi tiêu. Còn muốn cùng hắn so âm luật. Nhìn Cung Linh Nhi đang hùng hổ đứng trước mặt, toàn thân Dương Tiêu không nhịn được dùng mình, điếu thuốc trong tay ảm đạm rơi xuống. Long Ngũ khuôn mặt ngơ ngác nhìn sang Dương Tiêu nói, anh bạn, cậu đây chính là tạo nghiệt ở bên ngoài sao? Dương Tiêu cũng hoảng hốt không kém, hắn liên tục giải thích, Long Ngũ đại ca, em thật sự không phải loại đàn ông đó. Giây phút này, ánh mắt Long Ngũ khi nhìn Dương Tiêu cũng đã thay đổi, tràn ngập sự hoài nghi nhìn hắn. Dù sao người vừa xuất hiện cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp, vừa đến liền muốn cùng Dương Tiêu thỏi tiêu, còn nói cái gì mà âm luật, những chuyện này khiến người khác không nghĩ lệch lạc cũng khó. Dương Tiêu cười khổ một tiếng, con nhóc này từ đâu chạy đến đây, ăn nói như thế nào lại ngang tàng như vậy. Tôi nghi ngờ cô đang nói chuyện 18 cộng, nhưng tôi không có bằng chứng. Dương Tiêu nhìn cô gái xinh đẹp đeo kính mát trầm giọng nói. May mắn Đường Mộc Tuyết không có mặt ở đây. Nếu không e rằng sẽ hiểu lầm lớn rồi. Cung Linh Nhi lúc này cũng nhận thức được những lời mình vừa nói dễ khiến người khác hiểu lầm ra sao, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn lập tức ửng đỏ, hừ giọng nói, hai kẻ lão làng nhà các người, là do các người nghĩ lệch đi có đúng không? Tôi nói Thôi Tiêu chính là muốn cùng Dương Tiêu thi tài trên lĩnh vực Thôi Ngọc Tiêu, còn nói âm luật chính là chỉ tài năng âm nhạc của cả hai. Long Ngũ lúc này mới vỡ lẽ, cũng nhận ra bản thân đã hiểu sai. Cô em này, lần sau nói chuyện ngàn vạn lần đứng nói những lời như vậy, nếu như gặp phải những kẻ đầu óc không được tốt thật sự rất dễ gây ra hiểu lầm. Long Ngũ có ý tốt nhắc nhở nói. Cung Linh Nhi tháo mắt kiếng xuống, kiêu ngạo nói, hừ. Cung Linh Nhi muốn nói như thế nào thì nói như thế đó, kẻ nào dám châm chọc, bổn cô nương sẽ đánh hắn đến cha mẹ cũng không nhận ra. Cái gì, người thiếu nữ đang đứng trước mặt bọn họ chính là Cung Linh Nhi. Nghe thấy những lời này, lúc này trong tiệm thuốc lá, sắc mặt Dương Tiêu cùng Long Ngũ đồng loạt thay đổi. Cung Linh Nhi, cái tên này hai người bọn họ đều đã từng nghe qua, thiên kim đại tiểu thư của cung gia gia tộc lớn mạnh bậc nhất của Trung Nguyên, từ nhỏ đã có đam mê với nhạc cụ, tuổi còn trẻ nhưng thành tích âm nhạc sớm đã vượt qua số lão tiền bối có thâm niên, được xưng tụng là thiên tài âm nhạc, đệ nhất âm nhạc gia Trung Nguyên. Dương Tiêu đưa mắt đánh giá Cung Linh Nhi hai lượt, thật sự không nghĩ đến một thiên tài có tiếng tăm lừng lẫy như Cung Linh Nhi vậy mà lại muốn thách đấu với hắn. Long Ngũ nhìn Dương Tiêu nói, anh bạn, xem tình hình này cậu đã gặp phải đối thủ rồi. Long Ngũ vô cùng rõ ràng tài năng bất phàm của Cung Linh Nhi, trong đám người trẻ tuổi trong nước, e rằng không có ai có đủ khả năng để so bì với cô. Cung Linh Nhi vẫn chăm chú nhìn về phía Dương Tiêu, trên khuôn mặt tràn trẻ ý chiến đấu, cô ta châm chọc nói, đến danh tiếng của bổn tiểu thư đã biết sợ hay chưa? Yên tâm, bổn tiểu thư nhất định sẽ thủ hạ lưu tình với người. Nhìn dáng vẻ tự tin của Cung Linh Nhi đang đứng trước mặt, Dương Tiêu thật sự có chút vui mừng. Dù sao trước đây hắn cũng đã từng nghe qua danh tiếng của Cung Linh Nhi, nếu như không phải vì hôm nay không mang theo Ngọc Tiêu, hắn quả thật muốn cùng cô tranh tài cao thấp một phen, xem thử năng lực của Cung Linh Nhi thâm sâu đến đâu, có đủ sức để hắn dốc sức lực để tranh tài hay không. Nếu nói đến người biết chơi Ngọc Tiêu trong nước mà năng lực lại không tệ,
quả thật quá ít, bản thân Dương Tiêu hắn cũng khát vọng có thể gặp được một cao thủ tài năng vượt qua bản thân. Ngày khác đi, tôi nhất định sẽ đến tìm cô, hôm nay thì không được, tôi không mang Ngọc Tiêu theo bên mình. Dương Tiêu thành thật trả lời. Cung Linh Nhi khiêu khích nói, không mang Ngọc Tiêu, tôi có thể ở đây đợi anh quay về nhà lấy mang đến đây. Nghe những lời nghiêm túc này của Cung Linh Nhi, Dương Tiêu khó xử, giờ khóc giờ cười, hắn vốn dĩ dự tính lát nữa sẽ đến khảo sát biệt thự trên tiểu đảo ven Hồ Nhãn Minh, xem xét tiến độ xây dựng như thế nào. Hiện tại thời tiết cũng đã dần vào mùa về, nhiệt độ càng ngày càng nóng bức, trong nhà hiện tại không khác gì một cái lò hấp, hắn hiện tại hy vọng nhất chính là căn biệt thự có thể nhanh chóng hoàn công để bản thân xách hành lý dọn vào ở. Không được, lát nữa tôi còn có chuyện cần phải giải quyết, đổi sang ngày khác vậy. Dương Tiêu tiếp tục từ chối nói. Cung Linh Nhi nghe những lời này, khuôn mặt khinh thường châm chọc nói, anh không phải đã sợ rồi chứ. Dù sao đi chăng nữa thì anh cũng là tiểu hoàng tử thổi thiêu, như thế nào lại không có chút cốt khí nào. Đến cả lời mời khiêu chiến của một cô gái nhỏ mà anh cũng không dám tiếp nhận hay sao? Nhìn dáng vẻ không đạt được mục đích tuyệt không từ bỏ của Cung Linh Nhi, Dương Tiêu lúc này triệt để cảm thấy e dè rồi. Được, 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 tôi sợ cô rồi, tôi nhận thua được chưa? Cung Linh Nhi có phải không? Tôi thật sự có việc gấp phải giải quyết, hiện giờ tôi phải rời khỏi đây rồi. Dương Tiêu căng thẳng cả đầu óc nói, sau đó hướng về phía bên ngoài tiệm thuốc lá rời khỏi. Cung Linh Nhân tức giận không thôi, cô đường đường là thiên kim cung gia, từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào dám từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Nếu như hôm nay không thể thăm dò ra được năng lực thật sự của Dương Tiêu lợi hại đến đâu, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Không được đi. Tôi đã cho phép anh rời khỏi đây hay chưa? Cung Linh Nhi ra lệnh nói. Dương Tiêu chỉ biết cười khổ, sau đó tăng tốc bước đi, hắn thật không ngờ rằng cháu gái của cung lão thái gia lại điêu ngoa vô lễ như vậy. Tận mắt nhìn thấy Dương Tiêu thật sự không ngó ngàng gì đến bản thân mình, Cung Linh Nhi tức đến mức dậm chân không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tức giận gấp gáp đuổi theo phía sau kéo lấy cánh tay của Dương Tiêu. Không được, hôm nay anh nhất định phải so tài một phen với tôi, nếu như không cùng tôi thổi tiêu tôi tuyệt đối sẽ không để anh rời khỏi. Ngay lúc này, Đường Hạo lái chiếc xe Ferrari đã được bảo dưỡng tình cờ dừng xe trước cổng lớn tập đoàn y dược Đường Nhân. Cũng tình cờ nghe được câu nói vừa rồi của Cung Linh Nhi, Đường Hạo lập tức ngây người. Thổi tiêu, thì cái gì tiêu chứ? Ngắn người trong giây lát, Đường Hạo như nghĩ ra chuyện gì, điên cuồng cười không ngừng, ha 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 ha. Dương Tiêu ơi Dương Tiêu à, cuối cùng cũng để tao tóm được sơ hở của mày rồi, vậy mà lại ra ngoài lang trả cùng người khác thổi tiêu, đối tượng lại còn là một con nhóc trẻ tuổi như vậy. Mày chết chắc rồi, lần này mày chết chắc rồi. Vừa nói, Đường Hạo liền rút ra điện thoại, tách tách liên tiếp chụp vài tấm hình. Ngay giây phút này, Đường Hạo cũng đã liên tưởng được tình cảnh cùng biểu cảm điên cuồng của Đường Mộc Tuyết khi nhìn thấy những tấm hình này. Trong mắt Đường Hạo, hành động lúc này của Dương Tiêu chính là đang ngoại tình. Có bằng chứng rõ ràng. Sau khi chụp hình xong, Đường Hạo vừa ngâm nga vài khúc nhạc vừa lái xe xuống bãi xe dưới tầng hầm. Tôi nói này Cung đại tiểu thư, ngài đây có thể buông tay tôi ra được không? Cô cứ lôi lôi kéo kéo như vậy, rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Dương Tiêu lúc này thật sự nhức đầu không thôi. Cung Linh Nhi cũng đã quyết tâm hôm nay nhất định phải so tài một phen với Dương Tiêu, nếu không thể phân cao thấp được với hắn cô tuyệt đối không cam lòng mà ra về đâu. Không được, anh nhất định phải đi theo tôi nhất định phải cùng anh thổi thiêu. Cung Linh Nhi chắc chắn nói. Linh Nhi ơi, Linh Nhi cháu đây đang làm gì vậy? Ngay thời điểm Dương Tiêu đang bắt lực, một chiếc siêu xe từ từ dừng lại trước cổng tập đoàn Đường Nhân, một ông lão tinh thần khỏe mạnh mặt bộ hán phục đường trang từ trên xe bước xuống. Người đến không phải ai khác chính là người sức khỏe đã hồi phục được phần nào cung lão thái gia. Khi nhìn thấy người đến là ông nội của mình. Cung Linh Nhi lúc này mới chú ý được bản thân phải trở nên thục nữ một chút, vội vàng ôm lấy cánh tay của cung lão thái gia nhõng nhẽo nói, ông nội, ông mau nói với Dương Tiêu, để hắn ta cùng cháu so tài, cháu không tin khả năng thổi Ngọc Tiêu của hắn có thể lợi hại hơn cháu. Được rồi, Linh Nhi, cháu cũng đã không còn nhỏ nữa, sau này làm bất cứ việc gì cũng không được tùy hứng như vậy, hôm qua không phải đã nói qua với cháu rồi sao? Hôm nay là ngày khai trương hội quán cờ vây của ông nội Bạch của cháu, chúng ta cũng đã hứa hôm nay sẽ cùng ông nội Bạch cắt băng khánh thành. Cung lão thái gia lời nói thành khẩn nói từng câu từng chữ. Được thôi. Sau khi bị cung lão thái gia giáo huấn một phen, Cung Linh nhìn lúc này mới không cam lòng mà buông tha cho Dương Tiêu.
Cung lão thái gia nhìn sang Dương Tiêu cười hiền hóa nói, cậu Dương này, hôm nay hội quán cờ vây của lão Bạch khai trương, hơn nữa lão Bạch cũng đã đích thân điểm danh cậu phải có mặt, cậu có muốn cùng lão phu đến đó không? Dương Tiêu kinh ngạc nói, hội quán cờ vây của lão Bạch hôm nay khai trương. Hơn nữa còn muốn hậu bối đến đó tham dự. Không xêu hai lão già chúng ta đều không có phương thức liên lạc của cậu, chỉ có thể đành đích thân đến đây một chuyến nhắn với cậu một lời, hiện tại chúng ta cùng xuất phát đến đó vậy. Cung lão thái thái lên tiếng mời. Cũng được, Dương Tiêu không chút chần chừ nói. Thể diện của Bạch lão Bạch Nguyên Kiệt nhất định phải cho, hơn nữa Dương Tiêu cũng vô cùng cung kính với hai vị lão nhân gia này, đối đãi tôn kính giống như trưởng bối của bản thân. Đường Hạo sau khi từ bãi giữ xe dưới tầng hầm bước lên, đám người Dương Tiêu sớm đã rời đi. Đường Hạo cười lạnh khinh miệt nói, Dương Tiêu à Dương Tiêu, lần này mày nhất định chết chắc rồi. Vừa nói, Đường Hạo liền sải bước về phía văn phòng của Đường Mộc Tuyết, sắc mặt nghiền ngẫm bước đến. Khi nhìn thấy Đường Hạo không gõ cửa mà đã tự tiện xông vào văn phòng, Đường Mộc Tuyết không vui nhíu mày nói, Đường Hạo, anh có chuyện gì gấp gáp hay sao? Đường Hạo nhìn Đường Mộc Tuyết chế giễu nói, ai ra ra, tôi lúc này mới phát hiện ra, vợ chồng hai người cũng thật thú vị, cô đội mũ xanh cho hắn, thì đến phiên hắn cắm sừng cho cô. Đường Mộc Tuyết căn bản không hiểu rõ những lời này của Đường Hạo có ý gì, không lẽ Dương Tiêu đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Đường Mộc Tuyết, cô xem đây là gì? Nhìn khuôn mặt trầm trọng của Đường Mộc Tuyết, Đường Hạo nhân cơ hội cười châm chọc vài tiếng, sau đó đưa đến trước mặt cô những tấm hình hắn vừa chụp vừa rồi. Khi nhìn thấy nhân vật chính trong những tấm hình đó không phải ai khác chính là Dương Tiêu cùng một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, hành động mờ ám, thiếu nữ đó đang ôm lấy huyền cánh tay Dương Tiêu. Khuôn ngực trăng nõn thì áp sát vào người Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết lúc này như sét đánh giữa trời quang, cả người đều chết sững. Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Năm năm nay, Dương Tiêu cùng cô tương thân tương ái, Dương Tiêu lo việc trong nhà, còn cô thì bôn ba bên ngoài. Lúc này đây, Đường Hạo đột nhiên mang đến trước mặt cô tâm hình ái muội mập mờ giữa Dương Tiêu cùng người phụ nữ khác, chuyện này chẳng khác nào cú song kích đánh liên tiếp vào thị giác cùng tâm linh của cô. Nghĩ đến việc Đường Hạo gần đây vì bọn họ mà ném trái đắng, Đường Mộc Tuyết tự nhủ với bản thân đây chắc chắn là mưu kế báo thù của Đường Hạo đối với cô, nhằm mục đích phá hỏng tình cảm của mình và Dương Tiêu. Photoshop hình chơi rất vui sao? Đường Mộc Tuyết tức giận nhìn Đường Hạo nói. Tình cảm giữa cô cùng Dương Tiêu chính là quan tâm cùng yêu sâu đậm đối phương, chỉ là chuyện này trong lòng hai người tự hiểu lấy không có ý huênh hoang với kẻ khác. Năm năm bên nhau tình cảm đậm sâu giữa hai người bọn họ dù cho dùng kim tiền để diễn tả cũng không cách nào biểu đạt trọn vẹn. Đường Hạo nhìn Đường Mộc Tuyết như nhìn thấy kẻ có khiếm khuyết về trí tuệ, sau đó chậm rãi lên tiếng, Đường Mộc Tuyết, cô không cần tự lừa mình dối người đâu, cô dù sao cũng là quản lý cao tầng của Đường Nhân, tinh thông các kỹ thuật vi tính, những tấm hình này có phải đã được qua chỉnh sửa hay không chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra. Nhìn dáng vẻ cười nhạo không ngừng của Đường Hạo, Đường Mộc Tuyết liền nhíu mày. Cô tỉ mỉ quan sát những tấm hình trên điện thoại, hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ vết tích chỉnh sửa nào. Nhằm chứng minh bản thân không hề nói dối, Đường Hạo còn đặc biệt cầm điện thoại cho Đường Mộc Tuyết xem thời gian chụp hình. Nhìn thấy hay chưa, những tấm hình này chính là vừa chụp lúc nãy thôi, nếu như cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng những gì tôi nói thì có thể đến phòng giám sát kiểm tra camera, vợ chồng hai người cũng thật thú vị, cô đội mũ xanh cho hắn. Thì đến phiên hắn cắm sừng cho cô, hai người đây chính là đang cố gây tổn thương cho nhau sao? Nhìn thời gian chụp hình trên điện thoại, chuyện này căn bản không có cách nào tạo bằng chứng giả, hơn nữa Đường Hạo còn không chút sợ hãi muốn cô đến phòng giám sát kiểm tra camera, không lẽ tất cả những điều này đều là sự thật? Hừ, tôi sẽ không tin vào những lời nói vớ vẩn này của anh đâu Đường Hạo, anh chính là muốn phá hỏng tình cảm giữa tôi cùng Dương Tiêu. Tôi nói cho anh biết. Anh tốt nhất chết tâm đi, bất kỳ ai đều có thể không tin tưởng Dương Tiêu, nhưng chỉ có duy nhất mình tôi tuyệt đối không thể không tin tưởng anh ấy. Trong giọng nói Đường Mộc Tuyết tràn ngập sự tin tưởng. Cô tin tưởng vào nhân phẩm của Dương Tiêu, cô cũng tin tưởng vào trực giác của bản thân, càng tin tưởng Dương Tiêu tuyệt đối không phải loại người chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Hừ, nghe những lời này của cô, sắc mặt Đường Hạo đông cứng, hắn vốn dĩ muốn nhân cơ hội này hung hăng sỉ nhục ý Đường Mộc Tuyết một phen. Nhưng không nghĩ đến Đường Mộc Tuyết căn bản không tin tưởng, điều này khiến cho Đường Hạo chịu đả kích như gặp phải hàng ngàn hàng vạn đả kích tổn thương, khiến toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Đường Mộc Tuyết lạnh giọng nói, nếu như Đường Tổng không còn bất kỳ chuyện gì khác, vậy thì mời anh ra ngoài, tôi phải tiếp tục làm việc rồi.
Đường Mộc Tuyết đối với Đường Hạo vô cùng phản cảm, cô căn bản không muốn tiếp tục nghe thấy bất kỳ tin tức không tốt nào từ miệng hắn, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách đối với Đường Hạo. Sắc mặt Đường Hạo căng cứng, sau đó nở nụ cười châm chọc khinh thường, Đường Mộc Tuyết, tự lừa mình dối người có phải không? Được, hình ảnh tôi sẽ gửi cho cô, là thật hay giả cô chỉ cần tự mình đến phòng giám sát kiểm tra camera liền biết rõ ràng thôi. Dứt lời, Đường Hạo liền gửi những tấm hình này cho Đường Mộc Tuyết, cười lạnh bước ra khỏi văn phòng. Dù sao cho đến hiện tại, mục đích của Đường Hạo cũng đã đạt được, hắn nhận định Đường Mộc Tuyết chính là đáng cố ý giả vờ bình tĩnh, nhìn ngoài mặt thì sóng yên bể lặng, nhưng thật ra nội tâm trong lòng so với bất kỳ ai càng khó chịu. Suy đoán của Đường Hạo một chút cũng không sai, Đường Mộc Tuyết lúc này chính là đã bị đổ bình giấm chua, cảm xúc tạp nham không ngừng xông thẳng lên trái tim. Nghĩ đến những thay đổi trong những ngày gần đây của Dương Tiêu, thật sự đã dọa sợ đến cô. Mỗi một việc Dương Tiêu làm đều rất khó đánh giá, ít nhất nếu là Đường Mộc Tuyết cô cũng không cách nào hoàn thành. Dù cho giành được đơn hàng Đông Hải Lý gia, tặng chiếc xe Maserati Quattroport trị giá 2 triệu cho cô, quên biết gia chủ cung gia, hay những việc như Kim Đại Trung tặng siêu xe trị giá 20 triệu, những điều này đều đủ để thể hiện rõ sự biến hóa của Dương Tiêu, sự biến hóa cực lớn này đã mang đến cho cô một cảm giác nguy hiểm xa lạ. Giống như một món đồ chơi thân thiết của mình dần dần rời xa khỏi bản thân. Hơn nữa, thân phận Dương Tiêu chính là tiểu hoàng tử thổi tiêu nổi tiếng khắp các mạng xã hội, điều này càng thu hút sự chú ý của vô số thiếu nữ như hoa như ngọc, đang đến độ tuổi thanh xuân mơn mòn. Có tiền, có quan hệ nhân mạch, tài hoa hơn người, Đường Mộc Tuyết lúc này chỉ cảm thấy Dương Tiêu hiện tại căn bản đã không còn là Dương Tiêu mà trước đây cô quen biết. Điều quan trọng nhất chính là, mỗi việc Dương Tiêu làm đều không bộc lộ thân phận của bản thân, điều này rốt cuộc tại vì sao? Tâm tư Đường Mộc Tuyết không cách nào lý giải được. C nhất thời, suy nghĩ của Đường Mộc Tuyết rối như tơ vò. Cô không kìm lòng được cầm điện thoại lên xem những tấm hình Đường Hạo vừa gửi cho mình, tỉ mỉ quan sát người con gái trong tấm hình một phen. Người con gái này vô cùng xinh đẹp đến không còn, từ ngữ nào có thể diễn tả được, thân thể thon thả, toàn thân trên dưới đều phát ra mê lực thanh xuân tươi trẻ. Nếu đổi cách suy nghĩ khác, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy nếu bản thân là một người đàn ông e rằng cũng khó lòng kháng cự được với sự mê hoặc này. Đường Mộc Tuyết nhẹ cắn bờ môi hồng, nước mắt rưng rưng tự lẩm bẩm một mình, không lẽ anh thích Lolita, chê bai em già cả tàn úa. Nghĩ đến trước đây ở nhà bản thân nhiều lần ra ám hiệu với Dương Tiêu, nhưng Dương Tiêu ngược lại giống như đầu gõ, từ trên xuống dưới đều không có chút tự giác, Đường Mộc Tuyết quả thật không thể không suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, bản thân mình công việc không ngừng tăng ca, hơn nữa bình thường cũng không sử dụng mỹ phẩm trang điểm, dung mạo từ lâu đã không còn ở thời kỳ huy hoàng, cho nên anh chính là muốn ra ngoài tìm những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp sao. Nhưng Đường Mộc Tuyết lại nghĩ đến việc Dương Tiêu từng ở buổi họp lớp của cô, vì cô thắp sáng 3000 ngọn đèn, hoa nở khắp thành, Đường Mộc Tuyết hít sâu một hơi, khôi phục lại tâm trạng của bản thân. Không thể nào, tôi tuyệt đối tin tưởng Dương Tiêu không phải loại người đó. Đường Mộc Tuyết không ngừng âm thầm thuyết phục bản thân. Nhưng phụ nữ dù sao cũng là động vật nhạy cảm, khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp trẻ tuổi của Cung Linh Nhi, tinh thần cô hoảng hốt không thôi. Cùng lúc đó, Dương Tiêu cùng Cung Lão Thái gia đã đến trước hội quán cờ vây của Bạch Nguyên Kiệt. Khi vừa xuống xe, Dương Tiêu liền nhìn thấy một cửa tiệm được bày trí theo phong cách cổ, trên khuôn cửa viết 4 chữ Tụ Hiền Kỳ Các. 4 chữ này cứng cáp mạnh mẽ, khiến người trước mặt bái phục không thôi, vừa nhìn liền biết đây chính là do Bạch Nguyên Kiệt đặc biệt mời cao nhân đến khắc lên. Lúc này, Dương Tiêu cũng thầm kinh ngạc trong lòng, tên của hội quán cờ vây này được đặt cũng rất tinh diệu. Thời cổ đại có một quy định bất thành văn, người có khả năng chơi cờ đều được gọi là hiền giả, thời cổ đại xa xưa luôn có những kẻ kỳ nhân dị sĩ, đa số bọn họ đều là những cao nhân có kỳ nghệ thâm sâu, những người này được xưng tụng là đại hiền giả. Tụ Hiền Kỳ Các cái tên này vừa đơn giản vừa tao nhã, cộng thêm thân phận kỳ thánh của Bạch Nguyên Kiệt, khẳng định sẽ thu hút không ít người đến đây. Có ai mà không biết, Bạch Lão Bạch Nguyên Kiệt vẫn luôn là một đời kỳ thánh, trong giới chơi cờ vây trong nước tiếng tăm lừng lẫy, cũng là bậc tiền bối đức cao vọng trọng. Khi vừa đặt chân vào hội quán cờ vây, liền cảm nhận được một mùi hương trầm thoảng thoảng lượn lờ xung quanh, khiến cho tâm trạng thư thái, bên trong hội quán được bố trí theo lối xưa cũ, hơn nữa khung cảnh lại vô cùng ưu mỹ. Cung lão ông cuối cùng cũng đến rồi, Cắt Băng Khánh Thành chỉ thiếu 2 người các người thôi. Bạch Lão Bạch Nguyên Kiệt cười hỉ hả bước đến. Tham kiến cung lão, một đám người trong hội quán lần lượt, đứng dậy cung kính ra mắt chào hỏi.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết, thực lực chơi cờ vây của Cung Thiên Tề hơn hẳn so với người thường, cũng là một vị cao nhân tiền bồi. Cung Thiên Tề hòa ái mỉm cười, các vị không cần đa lễ, Bạch lão đầu, ông xem tôi mang ai đến cho ông đây. Bạch Nguyên Kiệt lúc này mới chú ý đến người thanh niên đang đứng phía sau Cung Thiên Tề, khi nhìn thấy Dương Tiêu, Bạch Nguyên Kiệt cười rạng rỡ nói, được. Cậu Dương cũng đã đến đây rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người cùng nhau cắt băng khánh thành nào. Bạch lão, chúc mừng ông. Dương Tiêu thành tâm chúc mừng. Dưới sự hướng dẫn của MC, tiếng pháo không ngừng vang lên, Dương Tiêu, Cung Thiên Tề cùng những người khác đồng loạt tham gia vào nghi thức cắt băng khánh thành. Bạch Nguyên Kiệt ở thành phố Trung Nguyên tiếng tăm lừng lẫy, người đến chúc mừng cũng vô cùng đông đúc, trước cửa hội quán cờ vây đều được bố trí vô số hoa chúc mừng. Dòng người đông đúc, khiến cho không khí mang đến cảm giác vui vẻ chúc mừng, vô cùng đặc sắc. Sau đó, chính vào ngay giây phút này, một ông lão râu bạc trắng tinh thần sảng khoái dẫn theo một người thanh niên dáng vẻ kiêu ngạo bước đến. Ông lão râu bạc khuôn mặt không vui, một chân đạp thẳng lên, bàn cờ vây được xếp ngay trước cửa. Lúc này chiếc bàn cờ vây liền lập tức nứt đôi làm hai, hạt dưa cùng mứt quả trên bàn rơi vãi đầy đất. Bạch Nguyên Kiệt mau cút ra đây cho lão phu, còn tụ hiền kỳ các, úi trà, thật không có mặt mũi gì. Ông lão râu bạc khinh thường nói. Đột nhiên nhìn thấy có người đến gây chuyện, sắc mặt một đám người trong hội quán đột nhiên thay đổi, cả đám người sắc mặt kinh ngạc nhìn ra ông lão râu bạc đang đứng bên ngoài. Dương Tiêu kinh ngạc không thôi, đây chính là đến gây sự sao? Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Mắt thấy có người đến phá quán gây sự, hiện trường không ít người kinh ngạc không thôi. Người đến là kẻ nào? Dương Tiêu vô cùng kinh ngạc nói. Trong mắt tất cả mọi người, ông lão râu bạc cũng vị thiếu niên kia đều điên rồi, dám đến hội quán cờ vây của Bạch Nguyên Kiệt gây rồi, hành động này rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn lật tung cả bầu trời lên hay sao? Hơn nữa, hôm nay lại là ngày lành khai trương của hội quán cờ vây. Đến cả Cung Thiên Kỳ cung lão thái gia của gia tộc hùng mạnh nhất Trung Nguyên cũng đích thân đến chúc mừng, hai kẻ này vừa đến liền hất văng bàn cờ vây, đây rõ ràng chính là muốn gây rối mà nhưng có điều, nhiều người tuy rằng sắc mặt không vui, nhưng cũng không có kẻ nào dám bước lên trước trách móc vài lời. Hiện trường lúc này, đều là các dòng họ danh giá Trung Nguyên, bọn họ đều hiểu rằng dám ở địa bàn của Kỳ Thánh Bạch Nguyên Kỳ gây sự phá rối, nhất định không phải nhân vật đơn giản gì. Nghe thấy từng trận ồn ào bên ngoài, Bạch Nguyên Kiệt theo tiếng ồn mà đến, sau khi nhìn rõ người đến là kẻ nào, nét già nua trên khuôn mặt Bạch Nguyên Kiệt hiện lên nét không vui. Cát Hưu ông điên rồi có phải không? Nếu như ông có thành kiến gì với tôi, chúng ta ngày khác hẹn gặp, đánh cờ cũng được, đánh nhau cũng không sao, nhưng xin ông đừng nhằm trúng ngày tôi khai trương hội quán mà đến gây rồi. Nhìn thấy thần sắc tức giận ngút trời của Bạch Nguyên Kiệt, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường liền lập tức hiểu rõ, hai người này trước đây nhất định có xích mích. Hả, Cát Hưu Cát Lão, đó không phải chính là hội trưởng của Hiệp hội Cờ Vây Trung Nguyên hay sao? Cát Lão như thế nào lại đến gây phiền phức cho Bạch Lão được chứ? Một người sau khi nhận ra ông lão râu bạc kia liền kinh ngạc thốt lên. Hội trưởng của Hiệp hội Cờ Vây, Dương Tiêu lúc này có chút hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Đáng nhắc đến chính là, Bạch Nguyên Kiệt vẫn là kỳ thánh lão tiền bối của Thiên Phủ Chi Quốc, được Hiệp hội Cờ Vây Trung Nguyên trao tặng danh hiệu hội trưởng vinh dự trọn đời. Còn ông lão đến gây sự hôm nay Cát Hưu chính là hội trưởng đang nhậm chức. Nếu so về sức ảnh hưởng, hiệu hội trưởng vinh dự trọn đời nhất định sẽ có sức ảnh hưởng hơn hết. Tục ngữ nói, kẻ chung ngành đều là oan gia, ông lão này quá nữa chính là có xích mích cùng với Bạch lão Bạch Nguyên Kiệt. Một người đàn ông trung niên biết rõ sự tình liền thấp giọng nói, nghe nói Bạch lão cùng các lão thời trẻ cùng thích một người con gái, bọn họ ước định so tài đánh cờ. Năm đó trong nước cũng đang tiến hành tổ chức cuộc thi cờ vây. Cả hai bèn lập lời thề, nói rằng nếu kẻ nào vinh dự giành được phần thắng sẽ trở thành kỳ thánh, người còn lại phải tự mình rút lui khỏi chuyện tình cảm này. Hình như năm đó Cát lão cuối cùng lại thua Bạch lão vài quân cờ, đến cuối cùng Bạch lão ôm được mỹ nhân về nhà. Cùng vì vậy Cát lão cả đời không cưới vợ, không ngừng nghiên cứu bồi dưỡng kỳ nghệ của bản thân, chính là hy vọng có một ngày có đủ sức đánh bại được Bạch lão, nhìn điệu bộ này xem ra hôm nay Cát lão chính là muốn báo mối thù năm đó mà đến đây. Thì ra là như vậy, không ít người đột nhiên bừng tỉnh hiểu rõ. Đến cả Dương Tiêu lúc này đứng trong đám người cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cảm xúc của ông lão râu bạc này lại kích động đến như vậy. Người con gái mình yêu bị kẻ khác cướp đi, không đem Bạch lão trở thành kẻ thù cả đời mới kỳ lạ. Tất nhiên, Dương Tiêu cũng càng thêm khâm phục với các hưu các lão, vì một người con gái mà quyết định cả đời không cưới bất kỳ ai,
không thể không khiến người khác dựng ngón tay cái khen ngợi. Như thế nào lại là ông bạn cũ này đến đây chứ? Xem tình huống này, Bạch lão ông hôm nay gặp phải phiền phức lớn rồi. Cung lão thái gia Cung Thiên Tề sau khi nhìn rõ người đến là ai, cũng cảm thấy nhức đầu không thôi. Chuyện xảy ra năm đó Cung Thiên Tề rõ ràng hơn bất kỳ ai, ông chính là người đã chứng kiến toàn bộ yêu hận tình thù năm đó giữa Bạch Nguyên Kiệt cùng Cát Hưu. Nói ra cũng thật là trời xanh biết cách đày đọa người, người tài nữ đó sau khi ở bên Bạch Nguyên Kiệt, không đến một năm liền hạ sinh một người con trai. Tất nhiên, Cát Hưu cũng là một chính nhân quân tử, tuân thủ theo lời thề, nếu đã thua cuộc thi đấu tức khắc sẽ rút lui khỏi chuyện tình cảm này, không tiếp tục xen vào. Nhưng mộng đẹp thường không kéo dài lâu, Bạch Nguyên Kiệt cùng vị kỳ nữ đó có một đêm từ ngoài trở về, trên đường gặp kẻ lưu manh. Năm đó, Bạch Nguyên Kiệt tuổi trẻ khí thịnh, cùng đám người xấu so tài, nhưng đối phương người đông thế mạnh, trong đó có một kẻ xấu có ý đồ dùng dao găm đâm lén Bạch Nguyên Kiệt, vị kỳ nữ đó nhân lúc thời điểm sống chết, thay Bạch Nguyên Kiệt chắn một đao. Dù cho Bạch Nguyên Kiệt đã kịp thời đưa vị tài nữ ấy đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vì mất máu quá nhiều mà không may qua đời, chuyện này cũng trở thành nỗi tiếc hận cả đời của Bạch lão. Cũng vì chuyện này, Bạch lão Bạch Nguyên Kiệt sau tang sự, cũng không tái giá. Cát Hưu sau khi biết chuyện này, liền xách dao thái dao đến sống mái một phen với Bạch Nguyên Kiệt, may mắn có người ngăn cản kịp thời. Quả thật nếu như người con gái trong lòng cùng Bạch Nguyên Kiệt hòa thuận vui vẻ, êm ấm sống một đời, Cát Hưu hắn cũng không có gì để nói. Nhìn người con gái mình yêu lại vì Bạch Nguyên Kiệt mà mất mạng, chuyện này triệt để kích thích đến Cát Hưu, hai người cứ như vậy mà tranh đấu cả một đời. Hôm nay, hội quán có vây Bạch Nguyên Kiệt khai trương, Cát Hưu đến đây gây rối cũng là chuyện bình thường. Cung Thiên Tề biết rõ Cát Hưu những năm nay chính là không nhìn thấy Bạch Nguyên Kiệt sống tốt. Cát Hưu trừng mắt nhìn Bạch Nguyên Kiệt lạnh giọng nói, Bạch lão đầu, người đến gây rối hôm nay không phải là tôi, mà là đệ tử thân truyền của lão phu Vương Hạo Nhiên. Dáng vẻ tuấn tú dáng người cao lớn Vương Hạo Nhiên nhìn Bạch Nguyên Kiệt khiêu khích nói, Bạch tiền bối, sớm đã nghe sư phụ của đệ tử nói kỳ thuật của ngài tinh thông, hôm nay đặc biệt đến lĩnh giáo. Cái gì? Tên nhóc trẻ tuổi này chính là Vương Hạo Nhiên có kỳ nghệ bất phàm đó sao? Hiện trường không ngừng vang lên một trận xôn xao. Dương Tiêu ngược lại cũng kinh ngạc nói, khiêu chiến Bạch lão. Dương Tiêu ở công viên quan sát hai người chơi cờ nhiều năm, kỳ nghệ của Bạch Nguyên Kiệt hắn là người rõ ràng hơn ai hết, danh hiệu kỳ thánh không phải chỉ là nói chơi mà thôi. Lúc này, sắc mặt Vương Hạo Nhiên kiêu ngạo, hắn không những là đệ tử thân truyền của Cát Hưu, mà còn là nhân vật đứng đầu trong giới thanh thiếu niên chơi cờ của Hoa Hạ. Nửa năm trước, người từ trước đến nay luôn mai danh ẩn tích Vương Hạo Nhiên đại diện cho Hoa Hạ đến Hàn Quốc tham gia cuộc thi cờ vây châu Á, giết hết một đám thanh niên các nước châu Á tơi bời tan tác. Cũng vì đó, Vương Hạo Nhiên một trận thành danh, đến các bậc tiền bi trong giới cờ vây các nước đối với hắn khen ngợi có thừa. Đám đông tại hiện trường không thể nào ngờ rằng, Cát Hưu vậy mà lại cho gọi Vương Hạo Nhiên quay trở về nước. Nếu như Bạch Nguyên Kiệt cùng Cát Hưu hai người quyết đầu, nhất định bắt phân thắng lợi. Một người là Hoa Hạ Kỳ Thành, hội trưởng vinh dự trọn đời của Hiệp hội Cờ Vây Trung Nguyên, còn một người chính là đại nhân vật cấp nguyên lão của Hiệp hội Cờ Vây Hoa Hạ đồng thời cũng là hội trưởng Hiệp hội Cờ Vây Trung Nguyên, thật lực mạnh mẽ khó bề so sánh. Hiện tại, Cát Hưu vậy mà lại đồng ý để cho Vương Hạo Nhiên tuổi trẻ xuất trận, đây rõ ràng chính là hành vi cố ý gây rối. Nếu như hôm nay Vương Hạo Nhiên thua cuộc, vậy chỉ có thể chứng minh Bạch Nguyên Kiệt gừng càng già càng cay, còn nếu như ngược lại Bạch Nguyên Kiệt thất thế thua cuộc, vậy thì đúng là chuyện cười khắp thiên hạ. Đường đường là kỳ thánh Hoa Hạ vậy mà lại thua một hậu bối trẻ tuổi, chuyện này nhất định có thể náo động một trận khắp các trang báo. Một khi Bạch Nguyên Kiệt thua cuộc, ông nhất định sẽ không có mặt mũi nào tiếp tục điều hành hội quán cờ vây. Bạch Nguyên Kiệt trừng mắt nhìn Cát Hưu lạnh giọng nói, Cát lão đầu, ông hôm nay nhất định phải nhằm đúng ngày khai trường hội quán của tôi mà đến gây chuyện hay sao? Hôm nay Bạch Nguyên Kiệt vốn dĩ không có tâm tư thi đấu, trong lòng ông cũng hiểu rõ hành động của Cát Hưu có ý nghĩa gì. Người thanh niên Vương Hạo Nhiên này nếu như có thể giết một đám hậu bối cao thủ cờ vây của châu Á không còn một mảnh giáp, vậy cũng đủ chứng minh thực lực của hắn quả thật bất phàm. Vương Hạo Nhiên có được chân truyền từ Cát Hưu, bản thân ông hôm nay cũng không có tâm trạng, nếu thi đấu với trạng thái như thế này, vậy rất có khả năng rơi vào thế bị động. Vương Hạo Nhiên cười châm chọc nói, Bạch tiền bối, trận đấu ngày hôm nay không có bất kỳ liên hệ gì với sư phụ của đệ tử là do đệ tử muốn đích thân đến khiêu chiến người. Xin mời tiền bối. Vương Hạo Nhiên cũng không tiếp tục dài dòng, trực tiếp bước đến bên bàn cờ vây, ánh mắt lóe lên tia nhìn khiêu khích.
Sắc mặt Bạch Nguyên Kiệt rốt cuộc cũng âm u hơn rất nhiều, Vương Hạo Nhiên nhìn thấy sắc mặt khó coi của Bạch Nguyên Kiệt, không nhịn được châm chọc nói, Bạch tiền bối, ngài đây không phải đã sợ rồi đấy chứ. Hỗn xược, sư phụ, để đệ tử thay người, một người thanh niên sắc mặt tức giận đứng lên nói. Bạch Nguyên Kiệt do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, ông biết rằng nếu như hôm nay bản thân mình không biểu hiện thái độ gì, như vậy đối phương nhất định sẽ không chịu từ bỏ. Người thanh niên này dù sao cũng là môn sinh đắc ý của ông, Bạch Nguyên Kiệt chính là không tin rằng môn sinh đắc ý của mình vậy mà không thắng được một người tên Vương Hạo Nhiên. Hai người nhanh chóng bắt đầu thi đấu, Dương Tiêu mắt không rời bàn cờ, không đầy 5 phút liền lắc đầu cảm thán nói, mắc mưu của đối phương rồi, thế cờ đã thua ồ. Cung Linh Nhi đứng một bên cười lạnh nói, Giang sư huynh thực lực rất lợi hại, anh vậy mà lại dám nói anh ấy sẽ thua cuộc sao? Cung Linh Nhi cũng là người thích chơi cờ, chỉ là kỳ nghệ vẫn chưa đủ, cô tất nhiên cho rằng thực lực của người thanh niên đang thi đấu với Vương Hạo Nhiên cực kỳ lợi hại. 8 phút sau, Vương Hạo Nhiên không nhanh không chậm nói, còn muốn chơi tiếp sao? Cùng lắm cá chết rách lưới mà thôi. Chuyện này, người thanh niên thất sắc kinh ngạc, thế cờ trong tay sớm đã tan rã từ lâu. Bạch Nguyên Kiệt sắc mặt trầm trọng thấp giọng nói, tiểu Giang con đã thua rồi. Cứ lui xuống trước đi. Vâng, lúc này vị thanh niên kia cực kỳ không cam lòng thu dọn quân cờ sau đó rời khỏi. Làm sao có thể, nhìn thấy người thanh niên bại trận, Cung Linh Nhi nhìn sang Dương Tiêu lúc này mặt không chút gợn sóng tức đến mức giẫm cả chân. Sư phụ, lần này để môn sinh đấu với hắn một trận. Lại có một vị cao thủ khác xuất hiện. Bạch Nguyên Kiệt lần nữa gật đầu. Nhưng cũng chỉ thấm thoát trôi qua vài phút đồng hồ, người này cũng tiếp tục bại trận. Nhìn thấy từng môn sinh đắc ý của Bạch Nguyên Kiệt lần lượt bại trận trong tay đệ tử thân truyền của mình, Cát Hưu cười lạnh nói, Bạch lão đầu, ông có được hay không đây? Đệ tử của ông cũng chỉ là hạng chó mèo gì đây? Nếu so với đệ tử của lão phu chẳng khác nào người trên trời kẻ dưới đất, lão phu cũng thay ông mà cảm thấy mất mặt. Một đám môn sinh phía sau Bạch Nguyên Kiệt tức giận không thôi, nhưng đáng tiếc thực lực đối phương quá cường đại. Đệ tử của Bạch Nguyên Kiệt liên tiếp xuất trận, nhưng chưa từng có một ai có thể kiên cường chống chọi quá 10 phút. Nhưng nguyên nhân cũng không phải vì thực lực đám đệ tử này của Bạch Nguyên Kiệt không đủ mạnh mẽ xuất sắc, chỉ tiếc thực lực kỳ nghệ của đối phương đã vượt xa năng lực của người thường, đến mức sắc mặt của Cung Thiên Tề cũng phải biến sắc. Đánh bại tất cả đệ tử môn sinh của Bạch Nguyên Kiệt, Vương Hạo Nhiên lúc này nhìn sang Bạch Nguyên Kiệt dở giọng khinh thường nói, Bạch tiền bối, năng lực của những đệ tử này của người yếu kém đến mức đáng thương. Đệ tử xem ra vẫn nên do lão nhân ra người đích thân xuất trận thôi. Sắc mặt Bạch Nguyên Kiệt 10 phần âm u, ông có thể cảm nhận ra được năng lực của Vương Hạo Nhiên ít nhất cũng gần bằng 7-8 phần kỳ nghệ của mình. Nhưng hiện tại toàn bộ tâm tư của lão đều đặt trên việc khơi trương hội quán, làm gì còn tinh thần sức lực cùng Vương Hạo Nhiên thi đấu nữa chứ? Cát Hưu cười lạnh nói, Bạch lão đầu, đệ tệ của ông toàn bộ đều đã nhận thua, ông vẫn còn đang do dự điều gì? Bạch Nguyệt Kiệt siết chặt nắm tay. Khuôn mặt tức giận, không lẽ tình thế hiện tại cần phải do ông đích thân ra tỉ thí một phen hay sao? Chính ngay lúc Bạch Nguyên Kiệt đang chuẩn bị bước chân về phía bàn cờ, Cung Linh Nhi hừ giọng nói, ai nói vậy? Vẫn còn một người chưa ra khiêu chiến. Cái gì, vẫn còn một người chưa xuất hiện? Lời này vừa nói ra, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người Cung Linh Nhi. Nhất thời bị nhiều người chăm chú quan sát như vậy, thần sắc Cung Linh Nhi có chút không tự nhiên. Linh Nhi nhà đầu này. Cháu nói vẫn còn một người chưa xuất hiện rốt cuộc là kẻ nào? Ta như thế nào lại không biết Bạch lão đầu còn môn sinh đắc ý nào khác? Cát Hưu kỳ quái hỏi. Ông cùng Bạch Nguyên Kiệt đấu cả một đời, Bạch Nguyên Kiệt có những đệ tử đắc ý nào, ông đây rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Ồ, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Còn không mau nhanh chóng xuất hiện cùng tôi đại chiến một trận. Vương Hạo Nhiên châm chọc nói. Giống như đệ tử cuối cùng của Bạch Nguyên Kiệt cùng lắm chỉ là chó gà ngoài đường. Trước mặt Vương Hạo Nhiên hắn căn bản không đáng nhắc đến. Trước khi đến đây, Vương Hạo Nhiên đã điều tra toàn bộ tài liệu liên quan đến đệ tử của Bạch Nguyên Kiệt, trong ấn tượng của hắn, nhưng môn sinh đắc ý của Bạch Nguyên Kiệt vừa rồi đều đã bị hắn đánh bại không chừa một manh giáp. Cung lão thái gia Cung Thiên Tề kéo Cung Linh Nhi thấp giọng nói, Linh Nhi, không được gây rồi. Cung Thiên Tề cũng vô cùng rõ ràng, chính ngay vừa rồi toàn bộ đệ tử đắc ý của Bạch Nguyên Kiệt đều đã bại dưới tay Vương Hạo Nhiên. Làm gì còn có cao thủ nào có thể cử ra để khiêu chiến được chứ? Cung Linh Nhi gấp gáp nói, ông nội, cháu không có gây rối, thật sự có người có thể xuất chiến. Vừa nói, Cung Linh Nhi nhìn sang Dương Tiêu sụ mặt nói, việc đã đến nước này, anh vẫn còn có ý che giấu hay sao?
Dương Tiêu, đến phiên anh xuất kích rồi. Tôi, Dương Tiêu nghẹn họng nhìn chân trời. Hắn như thế nào cũng không ngờ được rằng, môn sinh cuối cùng của Bạch Nguyên Kiệt trong lời nói của Cung Linh Nhi lại chính là bản thân hắn, đây rõ ràng chính là đuổi vịt lên bờ mài. Híp mắt nhìn Dương Tiêu, Vương Hạo Nhiên khịt mũi khinh thường, nhìn Dương Tiêu điên cuồng cười lớn, thi đấu với tôi. Chỉ dựa vào hắn, hắn xem là cái thứ gì chứ? Nhìn Dương Tiêu, Vương Hạo Nhiên trên mặt không kìm được nét khinh bỉ, giống như Dương Tiêu đứng trước mặt hắn không đáng nhắc đến. Tôi được xem là thứ gì? Vốn dĩ không có ý nhúng tay vào nhưng sắc mặt Dương Tiêu đột nhiên âm u như nước sâu. Nếu như có người thân thiết có mặt ở hiện trường, bọn họ nhất định sẽ biết được Dương Tiêu hiện nay đã tức giận không ngừng. Cát Hưu nhíu chặt chân mày, tỉ mỉ đánh giá Dương Tiêu một phen, có chút nghiền ngẫm nhưng vẫn không nghĩ ra Dương Tiêu là vị đại thần nào trong giới cờ vây. Hơn nữa, trong mắt Cát Hưu, Dương Tiêu tuổi tác cũng không quá lớn, có lẽ kỳ nghệ cũng chỉ tầm tầm bậc trung. Căn bản không phải đối thủ của đệ tử thân truyền Vương Hạo Nhiên của ông. Cậu Dương, Bạch Nguyên Kiệt cùng Cung Thiên Tề nhất thời đều ngây người. Hai lão già bọn họ đều không ngờ đến rằng người cuối cùng trong lời nói của Cung Linh Nhi lại là Dương Tiêu. Cung Thiên Tề sắc mặt có chút không tự nhiên nhìn sang Cung Linh Nhi trách mắng, Linh Nhi, cháu càng ngày càng biết gây rối. Cung Thiên Tề thừa nhận Dương Tiêu y thuật xuất thần nhập hóa, nhưng cũng không thể đại diện cho kỳ nghệ của Dương Tiêu đã đạt được cảnh giới cao. Linh Nhi, đừng gây chuyện nữa. Bất quá thì để lão phu đích thân ra tay. Bạch Nguyên Kiệt cười khổ một tiếng. Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu căn bản không thể nào là đối thủ của Vương Hạo Nhiên. Dương Tiêu chớp mắt cười nhạt, Linh Nhi cô nương, cô cũng thật có khiếu hài hước. Mắt thấy Dương Tiêu không có ý bước lên thách đấu, Cung Linh Nhi hung ác liếc mắt nhìn Dương Tiêu sau đó nói tiếp, Dương Tiêu, anh còn có phải là đàn ông hay không? Nếu còn là đàn ông thì đừng rụt rè nhút nhát. Xem nhẹ chuyện sống chết không phục thì cứ bước lên mà chiến đấu thôi, anh không nghe thấy tên này đang sỉ nhục anh là đồ rác rưởi sao? Không lẽ anh thừa nhận bản thân mình chính là đồ rác rưởi hay sao? Cung Linh NS đây chính là cố ý kích động Dương Tiêu, cô chính là muốn Dương Tiêu cùng không ai bì nổi Vương Hạo Nhiên quyết chiến một trận, muốn Dương Tiêu triệt để mất mặt. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân hẹn Dương Tiêu quyết đấu bị hắn vô tình cự tuyệt. Điều này nhất thời khiến cho Cung Linh Nhi bình thường tâm cao khí ngạo đã quen chịu đả kích không thôi. Tất nhiên, Cung Linh Nhi cũng không phải chỉ biết tùy tiện gây rối. Giác quan thứ 6 của phái nữ nói cho Cung Linh Nhi biết, Dương Tiêu tuyệt đối biết chơi cờ, hơn nữa còn là một cao thủ cờ vây. Đêm qua cô dù sao cũng nghe ngóng từ phía Cung Thiên Tề những việc liên quan đến Dương Tiêu. Đặc biệt điều khiến Cung Linh Nhi kinh ngạc không thôi, chính là Dương Tiêu lại có thể kiên nhẫn quan sát Cung Lão cùng Bạch Lão chơi cờ trong 2 năm liên tục. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng nhẫn nại như vậy đâu. Còn có, vừa rồi vòng đấu đầu tiên Dương Tiêu chỉ trong vòng 5 phút liền có thể phán đoán được kết cục thua cuộc của môn sinh họ Giang kia, đây cũng cần phải có một năng lực quan sát nhất định. Trực giác nói cho Cung Linh Nhi biết có lẽ có thể cho Dương Tiêu thử một phen. Cung Linh Nhi băng tuyết thông minh như vậy, tất nhiên cũng biết rõ nếu như tất cả đệ tử của Bạch Nguyên Kỳ đều bại trận sẽ có hậu quả như thế nào. Linh Nhi, Cung Thiên Tề trầm giọng nhắc nhở. Trong mắt Cung Thiên Tề, Cung Linh Nhi lúc này chính là gây rối một cách vô lý. Cung Linh Nhi kéo cánh tay Cung Thiên Tề nói, ông nội Bạch, hai người nhất định phải tin tưởng Linh Nhi, tên Dương Tiêu này thật sự biết chơi cờ, hai người suy nghĩ kỹ lại xem, tên này đã có kiên nhẫn xem hai người chơi cờ trong 2 năm nay, như thế nào lại không biết chơi cờ chứ? Cung Linh Nhi vừa nhắc đến, Cung Thiên Tề cùng Bạch Nguyên Kỳ lúc này mới nhận ra rằng Dương Tiêu quả thật đã kiên trì xem hai người bọn họ chơi cờ trong 2 năm nay. Hơn nữa mỗi lần đều không ít hơn 2 giờ đồng hồ. Nếu như không xem hiểu được thế cờ, căn bản không cách nào có thể yên tĩnh cùng kiên nhẫn trong 2 tiếng đồng hồ nhìn hai người bọn họ hạ cờ được. C. Cung Linh Nhi nhìn Dương Tiêu hung hăng nói, mau nhanh chóng thừa nhận rằng anh biết chơi cờ đi, anh có phải là một người đàn ông hay không? Ông nội cùng ông nội Bạch đối xử tốt với anh như vậy, vậy mà anh lại thấy chết không cứu hay sao? Được rồi, tôi xem như là sợ cô rồi đấy. Dương Tiêu bắt lực nói. Hắn cũng muốn khiêm tốn nhưng thực lực lại không cho phép. Dương Tiêu trong lòng hiểu rõ, nếu như Bạch Nguyên Kiệt thua Vương Hạo Nhiên, không những bị Vương Hạo Nhiên đập vỡ bảng hiệu chữ vàng kỳ thành, mà ngày khai trương hội quán cỏ vây hôm nay nhất định sẽ trở thành một trò cười trong mắt thiên hạ. Có điều, nếu như để hắn đối đầu với Cát Hưu, hắn nhất định sẽ từ chối. Dù sao, Cát Hưu cũng là đại nhân vật có danh tiếng, nếu như để ông bại dưới tay mình. E rằng sẽ gây nên một sóng gió không nhỏ trong nước, đến mức có thể lên trên tin tức.
Chuyện này một khi được lan truyền trên tin tức, như vậy thân phận bản thân cũng dễ dàng bị bại lộ. Nhưng nếu để Dương Tiêu đối đầu với Vương Hạo Nhiên, muốn thắng được hắn ta là chuyện nằm trong lòng bàn tay, cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục, dù sao tên Vương Hạo Nhiên này cũng không phải là kỳ thủ cờ vây nóng bỏng tay như giang hồ đồn đại. Nhìn thấy Dương Tiêu không tiếp tục khiêm tốn, Bạch Nguyên Kiệt kinh ngạc nhìn sang hắn ta nói, cậu Dương này, cậu thật sự biết chơi cờ vây sao? Đúng vậy, Dương Tiêu gật đầu thừa nhận. Không thể không nhắc đến, khả năng chơi cờ vây của Dương Tiêu căn bản không thấp. Hắn đã từng là con dao sắc bén của Tổ quốc với khả nhanh quan sát nhạy bén. Là người dẫn đầu của đội tuyển, nhất định cần phải có năng lực quan sát thế cục. Đối với Dương Tiêu mà nói, cờ vây tuyệt đối không phải là một bộ môn cờ đơn giản, mà có thể nâng cấp đến từng tầng cao thâm. Chơi cờ vây cũng là một loại trí tuệ, cao thủ cờ vây càng lợi hại thì năng lực phản ứng càng phải vượt xa so với người bình thường. Trên thực tế, nếu luận về kỳ nghệ Dương Tiêu cũng không dám quá hoành hoang khoác lác. Nếu như cùng Bạch Nguyên Kiệt đánh một trận ngang tài ngang sức, chuyện này nghe nói phải có trước sau, kỹ thuật cần phải không ngừng trau dồi. Bạch Nguyên Kiệt cả đời đều dốc lòng nghiên cứu kỳ nghệ, năng lực cao thân, nếu để bản thân đối chọi, e rằng phần thắng chỉ chiếm được 5 phần. Còn hiện tại, người Dương Tiêu phải quyết đấu lại là Vương Hạo Nhiên, nếu đổi sang người này hắn tuyệt đối có khả năng nắm chắc phần thắng. Nghe thấy những lời này, Cát Hiu cười nhạo một tiếng, thật sự mắc cười chết người. Có thể đứng nhìn hai ông lão các người đánh cờ trong 2 năm liền có thể trở thành cao thủ cờ vây. Thật sự là buồn cười. Bạch Nguyên Kiệt có thể cảm nhận được, Dương Tiêu căn bản không phải là loại người ưa thích khoác lác. Hừ, Cát lão đầu, lão cũng đừng đắc ý quá sớm. Dương Tiêu đây chính là đệ tử thân truyền lão phu đã thu nhận trong 2 năm gần đây, chỉ là từ trước đến nay không công bố ra bên ngoài mà thôi. Lão phu nghĩ Dương Tiêu nhất định sẽ mang đến một bất ngờ vô cùng to lớn cho mọi người. Bạch Nguyên Kiệt thấp giọng nói. Ngay giây phút này, Bạch Nguyên Kiệt chỉ biết căng ra đầu mà nói, lúc này cũng chỉ có thể biến ngựa chết thành ngựa sống. Ồ, vậy sao, ông xác định đây không phải là một kẻ ất ơ mà ông tùy tiện lôi đến để kéo dài thời gian hay sao? Cát Hiu nhìn Dương Tiêu khinh thường nói. Bạch Nguyên Kiệt phản kích nói, Cát lão đầu, là ngựa hay lừa chỉ cần kéo ra ngoài dạo vài vòng liền biết rõ. Ông cũng đừng đắc ý quá sớm, nếu như Dương Tiêu thua. Tôi nhất định sẽ đích thân ra trận. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cát Hiu hất tay áo sau đó lạnh giọng dặn dò, Hạo Nhiên, nhanh chóng hạ bệ hắn cho sư phụ. Vâng, Vương Hạo Nhiên nhìn Dương Tiêu chính là một bộ dạng coi thường, giống như Dương Tiêu căn bản không đáng để hắn xem vào mắt. Mời, Dương Tiêu cũng không tiếp tục chần chừ, bước về phía bàn cờ liền ngồi xuống. Khi nhìn thấy Dương Tiêu đã ngồi xuống, Bạch Nguyên Kiệt cùng Cung Thiên Tề cùng những người còn lại đều đổ mồ hôi lạnh, bọn họ giây phút này đều đã đem tất cả hy vọng đặt cược lên trên người Dương Tiêu. Vương Hạo Nhiên kinh thường nói, tiểu tử, tôi nhường cậu đi trước một bước. Được, Dương Tiêu cũng không chút chần chừ. Dương Tiêu chọn quân trắng, Vương Hạo Nhiên chọn quân đen. Giây phút đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên trên bàn cờ, chính là không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào để chứng kiến được ai mới là kẻ mạnh thật sự. Trong sự quan sát theo dõi của mọi người, Dương Tiêu liền đặt con cờ trắng xuống ngay vị trí trung tâm của bàn cờ. Lạc Tử Thiên Nguyên, nhìn quân cờ trắng được đặt vào vị trí trung tâm của bàn cờ, hiện trường có không ít người kinh ngạc không thôi. Chuyện này, Cung Thiên Tề cùng Bạch Nguyên Kiệt chấn động liếc nhìn đối phương. Phải biết rằng, trong cờ vây, điều tối kỵ nhất của các kỳ thủ chính là vị trí Thiên Nguyên này, cũng vì thế cờ này dễ dàng bị đối thủ bao vây. Dù cho hai người bọn họ cũng không dám khinh suất lựa chọn thế Lạc Tử Thiên Nguyên này. Nực cười, Cát Hiu cười lạnh một tiếng. Lạc Tử Thiên Nguyên, đúng là biết tìm đường chết. Trong mắt ông mà nói, chỉ có kẻ mạnh cấp thế giới mới có đủ dũng khí bắt đầu cuộc cờ từ vị trí Thiên Nguyên. Vương Hạo Nhiên cũng cười lạnh, nghĩ thầm, dám hạ cờ Lạc Thế Thiên Nguyên, đây chính là tự nộp mạng dâng đầu cho người khác chặt chém hay sao? Dương Tiêu chỉ mỉm cười không nói, hắn vô cùng rõ ràng. Các chiến thuật trong cờ vây chú trọng nhất chính là chiến thuật đấu cờ. Có rất nhiều kỳ thủ rất thích bố trí thế cờ từ vị trí 4 góc của bàn cờ, điều này càng dễ dàng có thể hạ gục đối thủ. Nhưng Dương Tiêu hắn cũng hiểu rõ, chân lý của cờ vây chính là lấy vị trí Thiên Nguyên ngay vị trí bàn cờ làm trung tâm. Thiên hạ rộng lớn, chia cách lâu ngày nhất định sẽ hợp nhất quá lâu nhất định sẽ chia cách, vị trí Thiên Nguyên chính là vị trí trung tâm trong bàn cờ, chỉ cần kỳ thủ năng lực đủ hùng mạnh. Hoàn toàn có đủ khả năng từ vị trí trung tâm mà tung hoành 4 phương. Tốc độ hạ cờ của Dương Tiêu cực nhanh, khiến cho người xem hoa mắt rồi loạn.
Nhưng Vương Hạo Nhiên ngược lại xem thường ra mặt, cũng vì kỹ thuật chơi cờ của Dương Tiêu vô cùng bình thường, căn bản không có bất kỳ chiến thuật nào đáng được nhắc đến. Không quá một canh giờ, quân đen trên bàn cờ không ngừng nuốt chửng quân trắng, trong chớp mắt, số quân trắng chỉ còn lại 2/3. Sắc mặt Bạch Nguyên Kiệt cùng Cung Thiên Tề xám xịt như sắp chết, từ thế cục này mà phán đoán, Dương Tiêu đã thua không còn đường lui. Không lẽ trực giác của cháu là sai sao? Khuôn mặt xinh xắn không thể tưởng tượng được thốt lên. Tiếp tục ăn thêm 2 quân cờ trắng, Vương Hạo Nhiên liền khinh bỉ nói, tiểu tử, bị dồn ép đến bước đường này, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần phải tiếp tục đấu tiếp nữa đâu. Dương Tiêu đồng ý gật đầu, không xêu bàn cờ này đã kết thúc rồi. Thật ngại quá, tôi thắng rồi. Cái gì? Tôi thắng rồi. Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, sắc mặt của từng người có mặt ở hiện trường lập tức đông cứng, toàn thân như hóa đá. Ánh mắt tất cả mọi người có chút hoảng hốt, khó hiểu nhìn sang Dương Tiêu. Tình huống hiện tại của cậu đã bị Vương Hạo Nhiên đánh cho tan tác, vậy mà vẫn có dũng khí nói mình đã thắng rồi hay sao? Vương Hạo Nhiên nghe lời này, có chút ngây người, sau đó điên cuồng cười không dứt, đến mức nước mắt suýt chút nữa tuôn rơi. Hắn giống như nhìn một kẻ điên, tâm thần có vấn đề mà nhìn chăm chú Dương Tiêu, cậu thắng rồi. Cậu thắng ở đâu chứ? Các vị, tôi xem đầu óc tên tiểu tử này chỉ toàn là gạch đá mà thôi. Ha 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 ha. Trong thoáng chốc, cả gian phòng đều vang lên tiếng cười nhạo của Vương Hạo Nhiên, tiếng cười vang lên khắp nơi, cực kỳ chói tai. Thắng rồi. Cung Thiên Tề và Bạch Nguyên Kiệt liếc mắt nhìn sang đối phương, cũng có thể cảm nhận được từ sâu trong mắt đối phương chính là sự khó lý giải. Theo phán đoán của hai người bọn họ, thế cờ của Dương Tiêu sớm đã mất đi thế cục, nếu muốn xuất hiện khả năng xoay chuyển tình thế là chuyện không thể nào. Nực cười, khuôn mặt già nua của Cát Hưu hiện lên nét khinh thường nói. Hiện trường lúc này có không ít người vô cùng bối rối, chỉ dựa vào năng lực quan sát của bọn họ, quả thật không cách nào nhìn ra thế cờ trước mặt người thắng là thắng như thế nào. Chỉ thấy Dương Tiêu nhếch môi cười nhạt tiếp tục nói, thật ngại quá, tôi thật sự đã thắng rồi. Vừa rút lời, Dương Tiêu liền cầm lên một quân cờ màu trắng đặt lên trên bàn cờ, quân cờ trắng vừa đặt xuống, khiến cho thế cục trên bàn cờ đột nhiên xoay chuyển tức thời. Chuyện này làm sao? Dán mắt nhìn vào vị trí quân cờ trắng vừa được đặt xuống, sắc mặt Bạch Nguyên Kiệt cùng Cung Thiên Kỳ lập tức thay đổi, đến ánh mắt xem thường của Cát Hưu cũng nồng đậm sự kinh ngạc. Chăm chú quan sát hồi lâu, chỉ nhận thấy rằng quân cờ trắng vừa hạ xuống, đã khiến cho toàn bộ thế cục của bàn cờ thay đổi. Quân đen vốn dĩ chiếm ưu thế trong giây lát liền trở nên vô hiệu, chỉ có thể chấp nhận vận mệnh bị quân trắng chiếm đóng. Tất nhiên, người bình thường tất nhiên không cách nào nhìn ra được thế cục đã thay đổi lúc này của bàn cờ trước mặt, chỉ có thể nhận ra quân đen vẫn đang chiếm ưu thế như cũ. Trên thực tế, quân đen sớm đã không còn bất kỳ ưu thế nào, đã không còn cách nào ngăn cản thế tiến công như vũ bão của quân trắng. Những người đã đạt đến cảnh giới như Bạch Nguyên Kiệt, bọn họ mỗi một bước đi đều phải tính toán đến hơn 10 bước tiếp theo. Ngay giây phút này, cả hai người lập tức nhìn thấu. Thì ra vừa rồi Dương Tiêu chính là cố ý dẫn dụ Vương Hạo Nhiên ăn một số quân cờ, từ từ dẫn dụ đối phương lọt vào bố cục của mình. Chuyện đến nước này, thế cục của Dương Tiêu đã hoàn thành, Vương Hạo Nhiên tất nhiên đã không còn bất kỳ ưu thế nào để có thể lật ngược tình thế. Một đám người lúc này đứng ở hiện trường vẫn mù mờ không rõ, đối với sự lý giải bình thường của bọn họ. Dương Tiêu cũng chỉ đơn giản đặt một quân cờ, căn bản không chiếm bất kỳ thế thượng phong nào. Hả, chuyện này làm sao có thể? Nhìn vị trí quân trắng vừa được đặt xuống, Vương Hạo Nhiên giống như thấy sét đánh giữa trời quang, cả người đều sửng sốt không thôi. Hắn tuy trẻ tuổi nhưng sớm đã luyện thành một thân kỳ nghệ bất phàm, nhưng từ khi Dương Tiêu đặt quân cờ xuống, nụ cười châm chọc lúc ban đầu đột nhiên đông cứng. Mặc dù bản thân không phán đoán được những bước cờ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể nhìn ra thế cục sớm đã chuyển mình thay đổi, tình huống hiện tại ưu thế đã không thuộc về hắn. Tên Dương Tiêu này sắp phải thua rồi, vậy mà còn dám ở đây khoác lác sao? Cung Linh Nhi nhìn Dương Tiêu không vui nói. Trong mắt Cung Linh Nhi, Dương Tiêu nhất định sẽ thua cuộc, căn bản không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển tình thế nào. Ngay khoảnh khắc Cung Linh Nhi cho rằng Dương Tiêu đã thua cuộc, Cát Hưu nặng nề thở dài một hơi, Hạo Nhiên, không cần phải tiếp tục đấu tiếp, anh đã thua rồi. Cái gì? Vương Hạo Nhiên thua rồi sao? Lời này vừa nói ra, khiến cho gần như toàn bộ người có mặt tại hội quán đều hốt hoảng không thôi. Trên bàn cờ còn nhiều quân đen như vậy mà Vương Hạo Nhiên lại thua sao?
Hơn nữa lời này còn không phải do đích thân sư phụ của Vương Hạo Nhiên Cát Hưu lên tiếng hay sao? Vừa rồi Dương Tiêu nói bản thân đã thắng rồi, Cung Linh Nhi còn khít mũi khinh thường, cho rằng Dương Tiêu đây là đang bốc phét. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, hình như chuyện không phải như vậy. Vương Hạo Nhiên tất nhiên biết bản thân đã không còn chiếm ưu thế, nhưng hắn cũng cực kỳ không cam lòng, sư phụ, ngài đang nói gì vậy? Đệ tử đã thua sao? Chuyện này không thể nào. Mặc dù đệ tử thừa nhận đã mắc bẫy của hắn, nhưng mà trên bàn cờ hiện nay quân đen của đệ tử vẫn chiếm đa số, đệ tử chính là không tin quân trắng của hắn có thể ăn hết toàn bồi. Hồ nháo, anh đây còn chê không đủ mắt mặt hay sao? Đến cả vi sư cũng thay anh cảm thấy xấu hổ. Thua cuộc chính là thua cuộc. Cát Hưu lên tiếng dạy dỗ. Vương Hạo Nhiên nắm chặt bàn tay, vô cùng không tình nguyện quay về đứng bên cạnh Cát Hưu. Cho đến hiện tại, Vương Hạo Nhiên vẫn cho rằng bản thân không hề thua cuộc. Hắn vẫn có thể tiếp tục cùng Dương Tiêu so chiêu, đến cuối cùng hưu chết trong tay ai còn chưa biết được đâu. Cát Hưu vô cùng rõ ràng, số phận cuối cùng của những quân đen của Vương Hạo Nhiên chỉ có thể chờ những quân trắng của Dương Tiêu truy sát, nuốt trọn. Đến cuối cùng Vương Hạo Nhiên chính là không còn bất kỳ cơ hội xoay chuyển tình thế nào cả. Ông cuối cùng vẫn là hội trưởng của Hiệp hội Cờ Vây Trung Nguyên, là thành phần nguyên lão cốt cán của Hiệp hội Cờ Vây Hoa Hạ, kỳ nghệ vân vượt xa so với Vương Hạo Nguyên. Chuyện đã đến nước này, xem ra thế trận vừa rồi do Dương Tiêu bổ trí không hề có chút sơ hở nào. Thật nguy hiểm, nội tâm Cát Hưu thầm nói. May mắn vừa rồi bản thân không khiêu chiến trực diện với người thanh niên trước mặt này, nếu này bản thân quá nữa cũng phải thua trận cờ này. Lạc Tử Thiên Nguyên, tuổi trẻ như vậy mà kỳ nghề lại cao thâm không kém so với mình là bao nhiêu, tại sao nhân tài như vậy bản thân trước giờ chưa từng nghe thấy tiếng tăm qua. Dương Tiêu giành thắng lợi. Bạch Nguyên Kiệt giống như được tiếp thêm năng lượng phấn chấn nói, các lão đầu, ông có phục hay không? Đều là đệ tử thân truyền, nhưng thực lực lại cách biệt lớn như vậy. Hai người bọn họ tranh đấu cả một đời, lúc này Dương Tiêu lại chiến thắng trước Vương Hạo Nhiên, Bạch Nguyên Kiệt đương nhiên phải huênh hoang một lần trước mặt các hưu. Hừ, Bạch lão đầu, ông cũng đừng ở đây đắc ý, vừa rồi cũng chỉ là do Hạo Nhiên khinh địch mà thôi, nếu như Hạo Nhiên có thể nghiêm túc thi đấu, sớm muộn gì cũng giết thằng nhóc kia không còn manh giáp. Mặc dù Vương Hạo Nhiên đã bại trận, nhưng công phu võ miệng của các hưu tuyệt đối không cam chịu thế hạ phong. Bạch Nguyên Kiệt cười châm chọc một tiếng nói, các lão đầu, nếu như lúc nãy đổi thành ông, e rằng kết cục cũng là chiến bại đi. Đừng tiếp tục cứng miệng phủ nhận nữa, kỹ năng Dương Tiêu mạnh bao nhiêu, trong lòng ông tất nhiên hiểu rõ. Bạch Nguyên Kiệt đứng trước khả năng chơi cờ của Dương Tiêu chấn động một phen, ông vừa rồi quả thật không nhìn ra những bước đi lúc ban đầu của Dương Tiêu chính là bước đệm cho bố cục chính phía sau. Khả năng quan sát cùng mắt nhìn sắc bén hoàn toàn không thua kém bản thân. Bạch Nguyên Kiệt vốn dĩ muốn biến ngựa chết thành ngựa sống, nhưng không nghĩ đến Dương Tiêu lại mang đến bất ngờ lớn như vậy đến cho ông. Các hưu vốn dĩ muốn phản bác vài câu, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Ông thừa nhận kỳ nghệ của Dương Tiêu vô cùng xuất chúng, cho dù vừa nãy do đích thân ông thi đấu cũng chưa chắc nắm phần thắng hoàn toàn. Nhưng có điều, cũng phải nói rằng khi nhìn thấy dáng vẻ đắc ý vừa rồi của Bạch Nguyên Kiệt, Các Hưu tức giận đến mức sâu muốn giật ngược cả lên. Tiểu tử kia, cậu tên là gì? Các Hưu đen mặt nhìn sang Dương Tiêu gặng hỏi. Dương Tiêu cung kính đáp lời, vãn bối là Dương Tiêu, kính mong các tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Hừ, lão phu sẽ nhớ rõ cậu, Hạo Nhiên, chúng ta đi. Các Hưu trừng mắt nhìn Dương Tiêu, tức giận hất ống tay áo, sau đó bước ra ngoài. Các Hưu vốn dĩ muốn đệ tử đắc ý nhất của mình là Vương Hạo Nhiên đến đây gây rối một phen. Nhưng không nghĩ đánh đến giữa đường lại nhảy ra một tên Dương Tiêu, phá hư kế hoạch của ông, chuyện này cũng đừng nhắc đến tâm trạng các hưu có bao nhiêu ấm ức. Vương Hạo Nhiên cũng không để cho Dương Tiêu sắc mặt tốt đẹp, hắn ta hung hăng trừng mắt nhìn Dương Tiêu, sau đó bước theo phía sau các hưu nhanh chóng rời khỏi. Vương nhìn theo dáng vẻ hùng hổ tức tối phải quay về của các hưu, Bạch Nguyên Kiệt như chút được gánh nặng nhìn sang Dương Tiêu cảm kích nói, cậu Dương này, hôm nay may nhờ có cậu. Nếu như không nhờ có cậu kịp thời ra tay cứu giúp, e rằng lão phu hôm nay khó lòng xoay chuyển được. Bạch lão quá khen rồi, nếu chỉ dựa vào kỳ nghệ của ngài nhất định có thể đánh bại được Vương Hạo Nhiên, chuyện này tất nhiên cũng không thành vấn đề, hôm nay chính là do hậu bối cướp hào quang của tiền bối. Dương Tiêu cười nhạt nói. Khi nhìn thấy Dương Tiêu để mặt mũi cho mình như vậy, Bạch Nguyên Kiệt ha ha cười lớn, liên tục nói ba chữ rất tốt. Cung Thiên Tề nhìn Dương Tiêu càng nhìn càng hài lòng. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại lễ phép, nếu để Dương Tiêu làm cháu rể của mình thì càng thích hợp hơn ai khác.
Đôi mắt xinh đẹp của Cung Linh Nhi chớp mắt, trong lòng phức tạp khôn cùng. Cô vốn dĩ muốn chỉnh Dương Tiêu một phen, không thể nghĩ rằng Dương Tiêu vậy mà lại có thể đánh bại Vương Hạo Nhiên, điều này hoàn toàn vượt ngoài khống chế của cô. Lưu lại hội quán được một lúc lâu, Dương Tiêu liền canh đến thời gian Đường Mộc Tuyết gần tan ca liền chào tạm biệt mọi người rời khỏi. Khi vừa đến tập đoàn y dược Đường Nhân, Đường Mộc Tuyết đã sớm rời khỏi công ty. Trong lòng Dương Tiêu nóng như lửa đốt, nhanh chóng gọi cho Đường Mộc Tuyết, nhưng điện thoại lại hiển thị đối phương đã khóa máy. Chuyện này thật sự khiến cho Dương Tiêu gấp gáp đến phát điên, có khi nào Đường Mộc Tuyết đã gặp phải người xấu rồi hay sao? Dương Tiêu trước mắt quay trở về nhà, nhưng trong nhà không một bóng người. Sau đó, Dương Tiêu lập tức lao đến những nơi Đường Mộc Tuyết hay đến tìm kiếm một phen, nhưng căn bản không tìm ra tung tích của cô ấy. Màn đêm dần buông xuống, Dương Tiêu gấp gáp đến mức muốn báo cảnh sát. Hắn không thể không âm thầm suy đoán có phải hay chăng thân phận của bản thân đã bị tiết lộ, nên Đường Mộc Tuyết đã bị những kẻ thù cũ của hắn bắt cóc giấu lớn một lần hành hạ này liền kéo dài cả buổi tối, sau khi Dương Tiêu quay trở về nhà lúc này cũng đã 10 giờ 30 phút. Khi vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Đường Mộc Tuyết toàn thân đầy mùi rượu uể oải nằm bất động trên giường. Mộc Tuyết, em làm sao vậy? Em như thế nào lại đi uống rượu chứ? Có phải đã gặp chuyện phiền lòng gì hay không? Đường Hạo có phải đã đến tìm em gây rắc rối hay không? Dương Tiêu liên tục hỏi han. Ý thức được Dương Tiêu đã quay trở lại, Đường Mộc Tuyết đến giày cũng không tháo ra, đôi mắt ửng đỏ, ngón tay chỉ thẳng ra ngoài cửa tức giận hét lên với Dương Tiêu, đi ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy anh. Dương Tiêu mặt hoảng hốt không thôi, hắn thật sự không ngờ rằng bản thân vừa trở về thì cảm xúc của Đường Mộc Tuyết lại trở nên nóng nảy, cáu kỉnh như vậy. Dương Tiêu chính là sợ Đường Mộc Tuyết ở bên ngoài bị người ức hiếp, hắn ân cần quan tâm hỏi, Mộc Tuyết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải Đường Hạo lại âm thầm phá rối em hay không? Đừng nói nữa, tôi cái gì cũng không muốn nghe, biến ra ngoài, anh mau đi ra ngoài cho tôi. Đường Mộc Tuyết hai mắt đỏ ửng mạnh tay đuổi Dương Tiêu ra ngoài phòng. Triệu Cầm lúc này vừa quay trở lại, nhìn thấy hai mắt Đường Mộc Tuyết sưng đỏ, toàn thân là mùi rượu. Bà hung hăng trừng mắt nhìn Dương Tiêu sau đó tức giận nói, được lắm. Tên Dương Tiêu này vậy mà lại dám ức hiếp con gái của bà liều mạng với Min. Vừa nói, Triệu Cầm liền bước về phía nhà bếp, cầm lên cây cán bột mì sau đó hung hăng đánh lên người Dương Tiêu. Dương Tiêu không chút chống cự, mặc kệ Triệu Cầm đánh trên người mình, lúc này Đường Mộc Tuyết nhìn chằm chằm về phía Dương Tiêu, không cách nào khống chế được cảm xúc của bản thân, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô liền xông lên trước cản lại Triệu Cầm nghẹn ngào nói, mẹ, đừng đánh nữa, để anh ta đi. Không được, để mẹ đánh chết tên vô dụng này, Dương Tiêu cậu to gan rồi phải không? Dám ức hiếp con gái của tôi, chính là ngại mạng sống mình quá dài hay sao? Triệu Cầm liên tục phẫn nộ khiển khách Dương Tiêu, sau đó bà quay sang Đường Mộc Tuyết nói, Mộc Tuyết, mẹ sớm đã nói với con rồi, tên Dương Tiêu này cũng không phải là thứ đồ tốt lành gì. Ly hôn, ngày mai liền cùng cậu ta ly hôn. Khi nghe đến hai chữ ly hôn, sắc mặt Đường Mộc Tuyết càng thêm thống khổ, mẹ, không cần phải nói nữa cứ để anh ta đi khỏi đây. Lúc này, sau một thời gian trị liệu, Đường Kiến Quốc hiện tại cũng đã đủ sức đứng dậy đi lại, chỉ là vẫn chưa thuận tiện vận động quá mạnh. Nghe thấy âm thanh huyên náo ngoài phòng khác, Đường Kiến Quốc liền từ phòng ngủ chậm rãi bước ra. Khi nhìn thấy trên khuôn mặt Đường Mộc Tuyết tràn ngập nước mắt, Đường Kiến Quốc liền túm chặt cổ áo của Dương Tiêu hung hăng hét lên, thằng nhóc này, mau nói. Có phải mày đã ức hiếp gì Mộc Tuyết hay không? Mày chính là đồ bất tài vô dụng, ở ngoài khiến người khác mắt mặt, quay trở về nhà chỉ biết ức hiếp Mộc Tuyết, như vậy thì xem là thứ đàn ông gì chứ? Chát! Giây kế tiếp, Đường Mộc Tuyết liền hung hăng tát lên mặt Dương Tiêu. Đánh hắn, hung hăng đánh hắn cho tôi. Triệu Cầm gào thét vang trời, bà hiện tại hận không thể xông lên trước xé nát mặt Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết mặc dù tâm trạng đau khổ khôn nguôi, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy Dương Tiêu bị ba mẹ của mình đánh đập như vậy, Đường Mộc Tuyết liền nghẹn ngào nói, ba, đừng đánh nữa. Ba cứ để anh ta đi đi. Đường Kiến Quốc không muốn kích thích đến Đường Mộc Tuyết, liền tóm lấy cổ áo của Dương Tiêu, mở tung cánh cửa, một tay đem Dương Tiêu ném ra ngoài, cút. Người nhà chúng tôi cả đời này cũng không muốn nhìn thấy cậu. Bị Đường Kiến Quốc hung hăng tát một cái, bản thân vừa quay trở về thì thấy cảm xúc của Đường Mộc Tuyết mất khống chế. Những chuyện này khiến cho cả người Dương Tiêu đều ngây ngốc không thôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ? Bản thân rõ ràng chuyện gì cũng không làm, nhưng Đường Mộc Tuyết tại sao lại đối xử với bản thân như vậy?
Cùng Đường Mộc Tuyết chung sống 5 năm nay, cô chưa từng một lần uống say, như thế nào lại trong nhất thời uống nhiều rượu như vậy? Dương Tiêu vô cùng không lý giải được, nhưng lúc này cả nhà Đường Mộc Tuyết đều vô cùng tức giận, Dương Tiêu thở dài một tiếng, chỉ đành bước xuống công viên dưới nhà. Ngồi trên băng ghế trong công viên, Dương Dương từ từ rút bao thuốc lá, châm thuốc, rít sâu vài hơi, tâm trạng lúc này mới từ từ bình tĩnh lại. Dương Tiêu vô cùng hiểu rõ, bản thân cùng Đường Mộc Tuyết chung sống bên nhau 5 năm, tính cách Đường Mộc Tuyết dịu dàng ôn hòa, mặc dù đối với hắn luôn có thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng lại chưa từng khinh thường hắn. Như thế nào mọi chuyện rõ ràng đang yên ổn như vậy, tính cách Đường Mộc Tuyết như thế nào lại kích động đến như vậy, không lẽ bản thân đã làm sai ở chỗ nào hay sao? Nhất thời, Dương Tiêu cảm thấy lòng rối như tơ vò. Tỉ mỉ nhớ lại những chuyện phát sinh trong những ngày gần đây, Dương Tiêu cũng rất hoài nghi thân phận của bản thân có phải hay không đã bị tiết lộ, hoặc nói rằng Đường Mộc Tuyết đã điều tra ra được Lý Thần Chiến thật sự chính là thủ hạ của hắn, nên đối với hắn cảm thấy thất vọng cùng cực. Suy xét hồi lâu, Dương Tiêu ngược lại không hề phát hiện ra chút sơ hở hay manh mối nào. Hắn làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng cẩn thận, căn bản không thể tồn tại quá nhiều lỗ hỏng. Có phải Đường Hạo lại âm thầm gây rối bên trong? Chuyện này cũng không có khả năng. Nếu như Đường Hạo ở bên trong âm thầm chơi xấu, vậy thì Đường Mộc Tuyết cùng lắm chỉ tức giận mà thôi, tuyệt đối sẽ không chút giận lên bản thân hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiêu có thể cảm nhận được, Đường Mộc Tuyết đối với hắn chính là thất vọng cùng cực. Hừ, Dương Tiêu chính là không nghĩ ra được, lại tiếp tục châm thêm một điều thúa. C. Mộc Tuyết, Dương Tiêu đã ăn hiếp con như thế nào? Mau nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ trừng trị tên vô dụng đó một trận. Trong phòng khách, Triệu Cầm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói. Đường Kiến Quốc sắc mặt trầm trọng nhìn Đường Mộc Tuyết hỏi han, con gái, có phải tên Dương Tiêu thú tính nổi lên, làm chuyện có lỗi với con hay không? Nếu như hắn dám cưỡng ép con, cho dù phải thí cái mạng già này thì ông già này cũng sẽ giúp con đòi lại công đạo. Mặc dù hai vợ chồng Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm ngang ngược vô lý lại ham hư vinh, nhưng hai người bọn họ đối với hai người con gái ruột của mình lại được xem như đã làm hết trách nhiệm của mình. Dù cho trên phương diện tiền bạc không thể làm bất cứ điều gì, nhưng chỉ cần nếu có bất kỳ ai dám ức hiếp hai đứa con gái bảo bối của họ, bọn họ thật sự có thể liều cả mạng già này. Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm hai người đều biết rằng, mặc dù 5 năm nay Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết luôn ngủ chung một căn phòng nhưng chưa từng xảy ra chuyện vợ chồng. Nếu như Dương Tiêu thật sự dám to gan cưỡng ép Đường Mộc Tuyết, hai kẻ già cả bọn họ nhất định xông xuống dưới xé xác Dương Tiêu thành tám khúc. Không sao, ba mẹ, con không sao cả. Chỉ là cảm thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Khuôn mặt Đường Mộc Tuyết trắng nhọt, vô cùng tiều tụy bước về phía phòng ngủ. Ngay giây phút này, trong lòng Đường Mộc Tuyết không chút tư vị nào, cô lại không có cách nào nói với Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm rằng Dương Tiêu ở bên ngoài đã có người phụ nữ khác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn theo bóng lưng Đường Mộc Tuyết lủi thủi quay về phòng của mình, Đường Kiến Quốc kỳ quái nhìn sang Triệu Cầm. Triệu Cầm lúc này cũng không còn bao nhiêu hơi sức, trợn mắt nhìn ông ta, ông hỏi tôi, vậy tôi đi hỏi ai được đây? Chắc chắn là do tên vô dụng Dương Tiêu ức hiếp Mộc Tuyết nhà chúng ta rồi. Dương Tiêu tên phế vật này, dám ức hiếp Mộc Tuyết nhà chúng ta, tốt nhất đừng để tôi bắt được hắn, nếu không đừng trách tôi lột da hắn ra. Đường Kiến Quốc tức giận lẩm bẩm nói. Trong mắt hai người bọn họ, nhất định là do Dương Tiêu ức hiếp Đường Mộc Tuyết, hơn nữa chính là ức hiếp vô cùng quá đáng. Sau khi trở về phòng ngủ, Đường Mộc Tuyết không ngừng nghẹn ngào khóc, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập tơ máu. Vốn dĩ không đặt nặng chuyện này trong tim, nhưng Đường Mộc Tuyết càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng. Sự thay đổi đột ngột trong những ngày gần đây của Dương Tiêu, việc cô ra ám thị đối với việc vợ chồng với hắn, còn có việc Dương Tiêu che giấu thân phận thật của mình, khiến cho một Đường Mộc Tuyết trước nay luôn nhạy cảm thấy bất an, gần như sụp đổ. 5 năm này, trách nhiệm nặng nề to lớn gần như đều đè nặng lên thân thể cô, khó khăn lắm mới có thể tìm thấy một tia sáng trên người Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết cảm thấy bản thân cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng không nghĩ đến vào chính thời điểm này Dương Tiêu vậy mà lại cùng người phụ nữ khác ở bên ngoài giở trò mờ ám. Đây cũng là việc Đường Mộc Tuyết không cách nào chấp nhận được. Cộng thêm những ngày gần đây lại là thời kỳ đặc biệt của cô, chỉ cần vừa suy nghĩ, tư duy liền suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Dương Tiêu, anh tại sao lại đối xử với em như vậy? Đường Mộc Tuyết cầm lên bình nhị hoa đầu uống lấy uống đề. Cô bình thường căn bản không ưa thích uống rượu, hương vị cay nồng của nhị hoa đầu khiến cho Đường Mộc Tuyết hung hăng ho một phen.
Mặc dù như vậy, nhưng Đường Mộc Tuyết vẫn từng ngụm chút say bản thân, bất giác đã uống hơn nửa cân rượu. Đường Mộc Tuyết lúc này chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, tinh thần hốt hoảng ngắn ngơ nằm trên giường. Thời gian dần dần đến thời khắc nửa đêm. Trong công viên cũ nát, Dương Tiêu nằm trên băng ghế cũ, chuẩn bị ở nơi này miễn cưỡng trải qua một đêm. Bùm! Ngay giây phút Dương Tiêu chuẩn bị khép mắt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khắp trời. Mi mắt Dương Tiêu khẽ động, ngồi bật dậy, chỉ nhìn thấy từ phương hướng ngôi nhà xuất hiện từng ánh lửa chói mắt. Bùm bùm bùm. Sau đó liên tiếp từng tiếng nổ chói tai vang lên, giống như tiếng sấm vang lên giữa đêm đen. Mắt nhìn thấy căn chung cư cũ nát trước mắt đột nhiên bị bao phủ bởi ngọn lửa, Dương Tiêu chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy tòa nhà cũ nát đang bốc cháy chính là nhà của bọn họ. Đường Mộc Tuyết xảy ra chuyện rồi, đây chính là trực giác đầu tiên của Dương Tiêu. Giây kế tiếp, Dương Tiên thân thủ nhanh nhẹn, điên cuồng chạy trở về. Nhìn khắp trời đầy hoa lửa, tinh thần hắn căng thẳng cực độ, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Mộc Tuyết, em ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện. Dương Tiêu khi vừa xông đến dưới tòa nhà, chỉ thấy xung quanh đang vây kín đông nghẹt người, rõ ràng có thể nhận ra được những người này đã bị tiếng gầm rú đỉnh tai nhức óc này làm thức tỉnh. Nhìn toàn bộ căn chung cư lúc này hóa thành một biển lửa, trong không khí vẫn còn lan tỏa nồng nặc mùi khí ga bốc lên. Hiện trường toàn bộ những người đang có mặt sắc mặt kinh hoàng cực độ, bọn họ như thế nào cũng không ngờ được rằng hệ thống khí ga của khung chung cư này vào ban đêm lại đột ngột rò rỉ, dẫn đến sự cố phát nổ. Khụ khụ, khụ khụ. Chính ngay giây phút này, Dương Tiêu liền phát hiện ra Đường Kiến Quốc ở trần nữ người cùng với Triệu Cầm đang mặc một váy ngủ màu đỏ. Mặt mày đầy bụi bặm ngồi bệt trên nền đất không ngừng hít thở. Đồng thời, hai người này cũng chú ý đến Dương Tiêu, Triệu Cầm khi liếc mắt nhìn thấy Dương Tiêu, không nhịn được tức giận phừng phừng hét lớn, được lắm tên phế vật này, nhà người còn có gan dám quay trở lại. Dương Tiêu căn bản không hề có ý muốn cùng Triệu Cầm nhiều lời, hắn gấp gáp hỏi, ba mẹ, Mộc Tuyết đang ở đâu? Bị Dương Tiêu hỏi như vậy, Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm hai người liền lập tức chết sững. Đúng vậy. Con gái của bọn họ Đường Mộc Tuyết đang ở nơi nào? Huyền Mộc Tuyết không phải đang ở cùng mày hay sao? Triệu Câm có chút ngây ngốc hỏi. Dương Tiêu thần sắc run rẩy nói, vừa rồi con bị ba Tống Cổ đuổi ra ngoài, căn bản không hề có ở nhà. Hai vợ chồng Đường Kiến Quốc hoảng hốt không thôi, lúc đó trên lầu đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm trời, hai người bọn họ căn bản không suy nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất trốn thoát ra bên ngoài, như thế nào lại quên mất Đường Mộc Tuyết vẫn còn ở trong nhà. Tao, chúng tao cho rằng lúc nãy Mộc Tuyết đã ra ngoài tìm mày rồi. Đường Kiến Quốc sắc mặt trắng bệch lèm bèm nói. Cái gì, nghe những lời này của Đường Kiến Quốc, cả người Dương Tiêu lập tức chết sững. Hắn chính là không cách nào ngờ được rằng hai người Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm trước tình huống như vậy lại có thể để Đường Mộc Tuyết ở nhà một mình. Triệu Cầm lúc này mới phát giác có điểm không đúng, hốt hoảng nhìn sang Đường Kiến Quốc nói, làm thế nào bây giờ? Mộc Tuyết vẫn còn đang ở trong nhà. Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào bây giờ? Nhìn cả tòa nhà trước mắt đã biến thành một biển lửa, khói không ngừng bốc lên cuồn cuộn, Đường Kiến Quốc sợ đến mức cả người đều run cầm cập. Hiện tại nếu cứ xông vào bên trong cứu người, với nhiệt độ cao ý như vậy, có khác gì tự tìm đường chê? Hơn nữa, trận cháy nỗ này không có dấu hiệu dừng lại, tình hình trên lầu càng nguy hiểm trầm trọng. Hai người các người đều làm cái gì vậy? Dương Tiêu tức giận hét lên khàn cả giọng nói. Đây cũng là lần đầu tiên trong 5 năm từ khi Dương Tiêu vào ở rễ nhà họ Đường nổi giận với Đường Kiến Quốc cùng Triệu Mũ Câm. Mày chính là một tên vô dụng vậy mà lại to gan hét lên trước mặt hai người chúng ta. Vô pháp vô thiên rồi có đúng không? Nhìn thấy Dương Tiêu dám đứng trước mặt bọn họ la hét, Triệu Cầm càng phẫn nộ. Hét khô cả cổ họng, Dương Tiêu không chút chần chừ xông về phía biển lửa. Tên nhóc này điên rồi sao? Nhìn thấy có người xông thẳng vào trong biển lửa. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều thất sắc kinh ngạc. Hiện tại khí ga rò rỉ ra bên ngoài nhiều như vậy, khắp nơi đều xảy ra cháy nổ, bất kỳ ai cũng không thể nào nói chắc được khi nào sẽ phát nổ lần tiếp theo. Nơi này toàn bộ đều là những ngôi nhà kiến trúc cũ, nền móng không vững chắc, hơn nữa cộng thêm căn nhà đã quá xưa cũ, căn bản không cách nào chịu đựng được mấy lần phát nổ. Nói không chừng lần phát nổ kế tiếp, có thể khiến toàn bộ căn chung cư này đều biến thành đống đổ nát. Hiện tại trong mắt tất cả mọi người, Dương Tiêu chính là một kẻ điên, dám lấy tính mạng của bản thân ra làm trò đùa. Nhìn Dương Tiêu không màn an nguy của bản thân xông vào biển lửa, sắc mặt hai người Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm lập tức thay đổi,
bọn họ không thể ngờ rằng vào giây phút chỉ mảnh treo chuông này người có đủ can đảm xông lên cứu con gái của bọn họ lại chính là Dương Tiêu, người con rể phế vật mà bọn họ trước nay chưa từng để vào trong mắt. Đây, đây có còn là tên phế vật đó hay không? Ông nói xem tên phế vật đó có thể cứu được Mộc Tuyết ra ngoài hay không? Triệu Cầm căng thẳng nói. Đường Kiến Quốc ôm lấy Triệu Cầm đang hoảng hốt lo sợ an ủi một phen, bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện đến nước này chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào Dương Tiêu, nếu như Dương Tiêu không thể cứu ra được Mộc Tuyết, thì dù cho phải bỏ cái mạng già này tôi cũng nhất định phải cứu bằng được con bé Mộc Tuyết. Giây phút đó, hai người bọn họ chỉ biết đem tất cả hy vọng ký thác lên người Dương Tiêu, hy vọng Dương Tiêu có đủ sức để xoay chuyển tình thế. Đáng chết! Khi vừa xông vào biển lửa, Dương Tiêu lập tức bị cảnh tượng hát trước mắt làm chùn chân. Chỉ thấy lối đi lên cầu thang từng trận khói dày đặc không ngừng bốc lên, hơn nữa còn có ánh lửa hừng hực rực cháy. Dương Tiêu không chút do dự liền cởi áo sơ mi đang mặc, không nhiều lời liền tháo thắt lưng vẫy nước tiểu lên trên áo sơ mi, sau đó bịt chặt mũi, không ngại nguy hiểm xong lên trên lầu. Khụ khụ, Đường Mộc Tuyết vốn dĩ có uống chút rượu, lúc quay trở về phòng ngủ lại tiếp tục uống hơn nữa cân nhị qua đầu, đầu óc chướng đau liền mê man thiếp đi. Vị trí nhà của bọn họ nằm ở vị trí tầng cao nhất của tòa nhà, hiện nay khói lửa đen ngòm không ngừng lan vào, khiến cho Đường Mộc Tuyết lúc này dù đang uống say cũng dần khôi phục lại ý thức. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đường Mộc Tuyết ý thức được đã xảy ra hỏa hoạn, liền lập tức từ trên giường đứng dậy. Đập vào mắt cô lúc này chính là một biển lửa, các đồ dùng trong nhà gần như đã bốc cháy. Đường Mộc Tuyết hốt hoảng không thôi, đại não ngay lập tức khôi phục thanh tĩnh. Cô hít sâu một hơi. Ngay lập tức lấy tay bị chặt mũi hướng về phía cửa lớn ý đồ muốn xông ra ngoài. Ngay khi Đường Mộc Tuyết đã di chuyển đến phòng khách, thì chiếc đèn thủy tinh cũ kỹ trong phòng khách đột nhiên rơi xuống, đập lên bàn chân của Đường Mộc Tuyết. Nhiệt độ không ngừng tăng cao trong phòng cộng thêm phần sắt nhọn đã bị lão hóa của đèn thủy tinh, trong chớp mắt đã khiến cho một bên chân của Đường Mộc Tuyết bị phỏng nặng. Đường Mộc Tuyết không chút đề phòng liền loạng choạng ngã trên nền đất. Cơ thể chịu đau, máu trên chân không ngừng chảy ra. Tình huống cấp bách, Đường Mộc Tuyết cũng không quan tâm đến quá nhiều thứ, nhịn đau đớn từ dưới nền đất bò dậy. Bịch! Chính vào lúc Đường Mộc Tuyết đứng lên, một bức tường đột nhiên đổ sụp xuống, đập lên ngay sau lưng cô. Thân thể nhỏ bé của Đường Mộc Tuyết làm sao có thể là đối thủ của bức tường dày được chứ, trong phút chốc cô đã bị bức tường bè bẹp bên dưới. Lần này, Đường Mộc Tuyết không ngừng giãy giụa, nhưng đều không cách nào thoát ra được. Bức tường này nặng ít nhất cũng phải hơn 50 kg. Khi đè lên thân hình nhỏ bé của cô, khiến cho cô không cách nào động đậy được. Cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa mang đến, nhìn thấy từng làn khói đen đang bao vây lấy mình, Đường Mộc Tuyết giây phút này tuyệt vọng cực độ. Nếu như biết rằng sẽ xảy ra sự cố cháy nổ, đêm nay cô tuyệt đối sẽ không uống nhiều rượu như vậy. Đường Mộc Tuyết là một người quật cường, chỉ cần chỉ còn một tia hy vọng cô cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha. Nhưng đáng tiếc, có một bức tường nặng ngàn cân đè lên người. Cô căn bản không có cách nào trốn thoát được, chỉ có thể để mặc làn khói cuộn cuộn lấp kín từng khe hở trong tòa nhà này. Rất nhanh Đường Mộc Tuyết dần dần mất đi sức lực, hô hấp cũng có chút khó khăn. Dần dần ánh mắt Đường Mộc Tuyết liền trở nên rời rạc, sắp rơi vào trạng thái hôn mê. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu như lần này bản thân thiếp đi, e rằng đời này cũng không còn khả năng mở mắt ra lần nữa. Nghĩ đến cuộc sống sau khi trưởng thành chỉ có đau khổ và bi kịch. Trong lòng Đường Mộc Tuyết tràn ngập chua chói. Bản thân từ trước đến nay chưa từng gây hại cho bất kỳ ai, tại sao ông trời lại bất công với bản thân cô như vậy? Dương Tiêu ơi là Dương Tiêu, anh tại sao lại gây ra chuyện có lỗi với em? Bỏ đi, bỏ đi, bản thân cũng là người sắp chết, còn suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Hy vọng đời này anh có thể gặp được người tốt hơn, kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Ngay khi Đường Mộc Tuyết chuẩn bị khép mắt lại, cô chỉ cảm thấy phía trước có một bóng người xông thẳng vào, hơn nữa dáng vẻ bóng người này chính là Dương Tiêu. Trong lòng Đường Mộc Tuyết ngổn ngang trăm mối hòa lẫn, bản thân đã sắp nhắm mắt xuôi tay khỏi cõi đời này, vậy mà vẫn cứ lưu luyến kẻ phong lưu như vậy. Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, một loạt âm thanh gấp gáp liên tiếp vang lên. Thì ra tất cả không phải là ảo giác, quả thật chính là Dương Tiêu hắn đang xông đến đây. Giây phút này, sắc mặt Dương Tiêu nghiêm trọng, hai tay bấu chặt vào bức tường. Tức giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên dùng lực, đem bức tượng nặng hơn vài trăm cân lật qua một bên. Mộc Tuyết, em không sao chứ? Dương Tiêu chính là sợ Mộc Tuyết sẽ đột ngột xảy ra chuyện, không màng đến tiếp xúc da thịt liên vội vàng hô hấp nhân tạo cho cô.
Đường Mộc Tuyết lúc này vẫn chưa hoàn toàn rơi vào tình trạng hôn mê, dần dần khôi phục ý thức, khi nhìn thấy người phía trước thật sự là Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết không biết phải diễn tả như thế nào tâm trạng phức tạp của bản thân. Anh, cái đầu ngốc nhà anh tại sao lại xông vào đây chứ? Có biết nơi này rất nguy hiểm hay không? Em vừa rồi đã đối xử với anh như vậy, anh tại sao còn không tiếc cả mạng sống mà xông vào cứu em chứ? Đường Mộc Tuyết liên tục hỏi. Dương Tiêu chạm nhẹ vào sống mũi của cô, khuôn mặt dịu dàng nói, bé ngốc, em chính là vợ của anh mà. Dù cho em có đối xử tệ bạc với anh trăm ngàn vạn lần, anh vẫn sẽ đối xử với em như tình đầu, không đúng, em chính là tình đầu của anh. Mộc Tuyết, đừng nói chuyện nữa, anh hiện tại mang em rời khỏi đây. Dứt lời, Dương Tiêu cũng không tiếp tục chần chừ, nhanh chóng ôm lấy thân thể mềm mại của Đường Mộc Tuyết, tăng tốc phóng như bay xuống lầu. Nằm trọn trong vòng tay ấm áp của người đàn ông này, nước mắt Đường Mộc Tuyết không ngừng tuôn rơi trên gò má. Giống như chỉ cần người đàn ông trước mặt còn hiện diện, dù cho núi đao biển lửa cũng không có gì ngăn cản được. Giây phút này, nhìn khuôn mặt Dương Tiêu chỉ toàn bụi khói, vầng trán lắm tắm mỏ hôi, Đường Mộc Tuyết đột nhiên mỉm cười trong lòng, cô chính là biết rõ Dương Tiêu sẽ không bao giờ phản bội phần tình cảm này giữa hai người bọn họ. Nếu như Dương Tiêu thật sự ngoại tình vậy thì không thể nào mạo hiểm cả tính mạng của bản thân để xông vào biển lửa cứu cô, nhất định là do bản thân quá đa nghỉ rồi. Trong tim mỗi một cô gái đều có một vị anh hùng cái thế, Đường Mộc Tuyết cũng không ngoại lệ, khi được Dương Tiêu ôm vào trong lòng, Đường Mộc Tuyết hy vọng giây phút này có thể hóa vĩnh hằng. Tình huống không tốt, Mộc Tuyết mau ôm lấy anh. Khi vừa chạy đến lầu 4, một âm thanh nỗ chói tai lại vang lên một lần nữa. Ngọn lửa lớn lập tức xông về phía hai người Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết. Không ổn, khi nghe thấy âm thanh cháy nổ lại vang lên một lần nữa, dưới lần không ít người sắc mặt trắng bệch, cho rằng Dương Tiêu lần này rời đi tuyệt đối không có khả năng trở lại. Khí ga rò rỉ dẫn đến cháy nổ, đây rõ ràng chỉ mới là màn khởi đầu, chỉ cần đợi thêm lát nữa sẽ xảy ra cháy nổ quy mô lớn hơn, nói không chừng cả tòa nhà cũ nát này sẽ hóa thành đống đổ nát. Triệu Cầm gấp gáp đến muốn khóc. Bà không ngừng lắc đôi vai Đường Kiến Quốc gào khóc, ông nói xem Mộc Tuyết nhà chúng ta có phải hay không đã gặp nạn. Chính là nạn thiên sát đó. Rốt cuộc là do khí ga của nhà nào dò dỉ ra trước. Nếu như Mộc Tuyết có bất kỳ tổn thất nào, tôi nhất định sẽ khiến cho cả nhà bọn họ đền mạng. Sắc mặt Đường Kiến Quốc trắng bệch, nắm chặt bàn tay, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Tự bản thân ông cũng có thể cảm nhận ra được, nếu như bản thân xông vào biển lửa, tuyệt đối chết không còn đường sống. Không lẽ con gái bảo bối của bọn họ phải chôn thân trong biển lửa hay sao? Bùm! Chính vào giây phút đó, vang lên tiếng vỡ nát của kính thủy tinh, sau đó diễn ra một cảnh khiến người khác kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy một bóng người hung hãn đập vỡ cửa kính lầu 4, sau đó người đàn ông ôm chặt người còn lại, từ trên cao phóng mình nhảy xuống bên dưới. Trong sự quan sát của hơn trăm người bên người, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng một bóng người đàn ông ôm chặt lấy một người con gái trong lòng. Lưng đối diện với bên dưới, hung hăng ngã trên nền đất. Hai người từ lầu 4 nhảy xuống chính là Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết. Lúc này, Dương Tiêu từ độ cao 10 mét hơn nhảy xuống tiếp đất, dù cho Dương Tiêu thân thủ bất phàm, nhưng sức lực hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, té ngã như vậy, hắn cũng tự cảm thấy toàn bộ xương cốt trong người đều tan rã. Mộc Tuyết, Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc đồng loạt kêu lên. Hai người dùng tốc độ như tên bay lao đến trước mặt Đường Mộc Tuyết. Triệu Cầm quan tâm hỏi, Mộc Tuyết tốt của mẹ, con không sao chứ? Ông trời phù hộ, Đường Kiến Quốc như được đại xá nói. Một đám người vây quanh đều kinh ngạc sửng sốt, không ai trong số họ có thể ngờ được Dương Tiêu thật sự đã cứu thoát được Đường Mộc Tuyết từ trên tầng cao nhất của tòa nhà. Đường Mộc Tuyết gắng gượng chịu đựng nỗi đau trên bàn chân, nước mắt cảm động lã chã tuôn rơi. Cô cũng biết vừa rồi Dương Tiêu vì bảo vệ mình đã đem bản thân trở thành tấm đệm lưng bằng thịt. Từ hành lang lầu 4 đến mặt đất ít nhất cũng phải hơn 10 mét chiều cao. Rơi từ trên 10 mét xuống, té ngã như một vũng bùn sình trên mặt đất, nếu không chết thì cũng bị trọng thương. Dương Tiêu, anh tại sao lại ngốc như vậy chứ? Dương Tiêu, tên khốn nhà anh, mau tỉnh lại cho em. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu lúc này đang khép chặt hai mắt tâm trạng nóng như lửa đốt. Nếu như Dương Tiêu vì cứu cô mà mất mạng nơi Hoàng Tuyên, vậy thì Đường Mộc Tuyết sẽ áy náy cả cuộc đời này. Tất cả đều là do em không tốt, là do em đã hiểu lầm anh, Dương Tiêu anh mau tỉnh lại. Nước mắt Đường Mộc Tuyết không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Ải nhanh, nhanh làm hô hấp nhân tạo, có người gấp gáp nói. Đường Mộc Tuyết đột nhiên bừng tỉnh, đúng, đúng, đúng vậy, hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo.
Vừa dứt lời, Đường Mộc Tuyết cũng không chút chần chừ, lập tức dùng cách thức chuẩn xác nhất ấn mạnh lên ngực Dương Tiêu, sau đó hít sâu một hơi, đôi môi đỏ hồng ấn lên đôi môi Dương Tiêu. Ngay giây phút này, Đường Mộc Tuyết cũng không màng đến việc tiếp xúc da thịt giữa hai người, cô chỉ muốn có thể nhanh chóng cứu Dương Tiêu tỉnh lại. Liên tục thực hiện hô hấp nhân tạo 3 lần, Dương Tiêu lúc này mới mệt mỏi mở đôi mắt, trên mặt hiện lên nét vui mừng, nhìn cô, Mộc Tuyết, em rốt cuộc cũng hôn NHTL. Anh chấm ANS không sao, nhìn khuôn mặt tràn ngập niềm vui của Dương Tiêu, đại não của Đường Mộc Tuyết lập tức rơi vào một khoảng không trắng xóa. Không sao, không sao hết, Dương Tiêu cố gắng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Mặc dù té ngã không nhẹ, nhưng Dương Tiêu vừa rồi chính là cố ý. Hắn chính là muốn nhìn xem Đường Mộc Tuyết rốt cuộc có quan tâm đến bản thân mình hay không. Đêm nay cực khổ vất vả tìm kiếm Đường Mộc Tuyết hơn vài tiếng đồng hồ, vừa về đến nhà thì liền bị Đường Mộc Tuyết vô tình đuổi ra khỏi nhà, tốt nhất đừng nhắc đến, trong lòng Dương Tiêu cảm thấy như thế nào. Có điều, sau khi Đường Mộc Tuyết hôn hắn 3 lần, sự uất ức trong lòng Dương Tiêu toàn bộ đều tan biến, lúc này chỉ còn trời xanh mây tạnh. Chính vì vợ của tôi chủ động hôn tôi rồi, còn hôn cả 3 lần. 5 năm nay, đây cũng là chuyện thân mật nhất bản thân từng làm qua với Đường Mộc Tuyết. Nếu như không phải sợ Đường Mộc Tuyết thương tâm tuyệt vọng, Dương Tiêu thật sự muốn nhắm chặt mắt không tỉnh lại. Nhìn Dương Tiêu đang cười ngây ngô, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết ửng đỏ, anh, cơ thể anh hiện tại cảm thấy thế nào rồi? Có biết em rất lo lắng cho anh hay không? Được lắm, tên vô dụng này vậy mà lại chủ động chiếm tiện nghỉ của con gái tao. Lửa giận Đường Kiến Quốc bốc lên trên đầu. Một cước hung hăng đá lên người Dương Tiêu. Dương Tiêu chịu đau, phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Lúc này, trong ánh đèn chập chờn, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, máu tươi trên mặt đất lan thành một màu đỏ tươi. Đường Mộc Tuyết lúc này cũng chú ý đến vết máu trên nền đất, cô nhanh chóng ôm lấy cơ thể Dương Tiêu, lúc này tất cả mọi người mới chú ý đến thảm cảnh máu thịt lẫn lộn sau lưng Dương Tiêu, máu đỏ tươi không ngừng tràn ra, trên lưng hắn lúc này máu tươi đầm đìa, thấm đẫm trên nền đất. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại trở thành như vậy? Đường Mộc Tuyết hoa dung thất sắc. Cô vốn dĩ cho rằng Dương Tiêu vừa rồi chỉ đang đùa giỡn với mình mà thôi, nhưng thật không ngờ rằng hắn vậy mà cố ý bày ra dáng vẻ không có bất cứ chuyện gì xảy ra cười đùa với cô, chính là không muốn bản thân cô càng thêm lo lắng. Anh tại sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Đường Mộc Tuyết khó chịu vô cùng. Sắc mặt Đường Kiến Quốc đông cứng, nghĩ đến cú đá vừa rồi của mình, trong lòng liền gợn lên cảm giác khó xử. Ông biết rõ rằng nếu như không phải Dương Tiêu hy sinh thân mình trở thành tấm nệm thịt để bảo vệ Đường Mộc Tuyết, e rằng người con gái bảo bối của ông lúc này tính mạng khó được bảo toàn. Triệu Cầm hoảng hốt nói, chuyện này nên làm như thế nào đây? Nhanh gọi 120. Hiện trường không ít người liên tục gọi điện thoại, mọi người nhìn Dương Tiêu âm thầm kính phục không thôi. Vì cứu vợ của mình, không tiếc mạo hiểm cả tính mạng, nam tử hán như vậy xứng đáng được người khác tôn kính. Thành phố Trung Nguyên rộng lớn, đội cứu hỏa cũng có mấy đội, tiểu khu nhỏ chưa đến 2.000 mét này của bọn họ cũng có một trạm cứu hỏa. Sau khi nhận được thông tin, đội cứu hỏa ngay lập tức đến hiện trường triển khai cứu hỏa. Con của tôi ơi! Con của tôi ơi! Chính ngay lúc này, tình huống đột xuất xảy ra, một người mẹ vừa từ siêu thị mua sữa bột quay trở về, lúc này đang điên cuồng xông vào trong biển lửa. Hai nhân viên cứu hỏa lập tức ngăn cản người mẹ đang mất khống chế. Một trong hai người thận trọng nói, không được. CK Hồng được xông vào trong, xin bà hãy giữ bình tĩnh, toàn bộ nhân viên đội cứu hộ của chúng tôi sẽ nghĩ ra biện pháp. Nhanh cứu con của tôi. Khuôn mặt người phụ nữ tuyệt vọng nghẹn ngào hét lên. Ngay sau đó, tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ trên lầu lập tức vang lên, khi nghe tiếng khóc thảm thiết của đứa bé, sắc mặt của không ít người ở hiện trường lập tức thay đổi. Dương Tiêu nhận ra người phụ nữ này, chính là hàng xóm nhà đối diện với bọn họ. Nếu như vậy thì tình huống này càng trở nên rắc rối lớn rồi. Một đội nhân viên cứu hỏa lúc này cũng bối rối không biết nên làm gì mới tốt, hiện tại bên trong căn nhà nơi đâu cũng là giai đoạn bùng nổ, ngọn lửa ngày càng bùng phát dữ dội, khói bốc lên cuồn cuộn, việc cứu người hiện giờ khó khăn như muốn lên trời. Ngay giây phút các nhân viên cứu hỏa đang lúng túng thì một bóng người bước tới, nghiêm trang, đưa cho tôi bộ đồ bảo hộ, tôi sẽ đi cứu người. Cái gì? Không ai ngờ rằng người đứng lên vào thời khắc mấu chốt này lại là Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết thần sắc hoảng hốt, nhanh chóng tiến lên ngăn cản, không được, Dương Tiêu, anh không được đi. Dương Tiêu hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Đường Mộc Tuyết với biểu cảm vô cùng trịnh trọng, Mộc Tuyết, thật xin lỗi,
anh nhất định phải đi, vì anh đã từng là một người quân nhân. Đúng vậy, Dương Tiêu nhất định phải bước lên, cũng vì hắn từng là một người quân nhân. Nhận Long Môn chủ nhân làm sư phụ được một năm, nhiệm vụ chính của Dương Tiêu chính là gia nhập quân ngũ, chấp hành nhiệm vụ sống chết, không ngừng rèn luyện bản thân. Mặc kệ sau lưng Dương Tiêu đã máu thịt lân lộn, nhưng trong những người có mặt tại hiện trường lúc này, hắn chính là người có kinh nghiệm phong phú nhất, kỹ năng cũng nhạy bén nhát, tất cả nhân viên cứu hỏa có trình độ chuyên môn ở hiện trường lúc này có lẽ cũng không so sánh được với Dương Tiêu. Nhìn thấy Dương Tiêu quần áo bê bết máu, người chỉ huy đội cứu hỏa kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối Dương Tiêu, lắp bắp nói, anh chấm ANS có được không? Anh chấm ANS thật sự đã từng là quân nhân sao? Đây là giấy chứng nhận của tôi, nhanh, Dương Tiêu hối thúc nói. Nếu như còn tiếp tục chậm trễ, dù ngọn lửa không cháy lan lên mái nhà nhưng chỉ sợ rằng ngọn khói đen cuồn cuộn tràn vào cũng có thể khiến cho đứa bé ngạt thở. Khi nhận lấy giấy chứng nhận, đội trưởng đội cứu hỏa lúc này cũng không kịp kiểm tra giấy chứng nhận, nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Dương Tiêu, sau đó vẫy tay hô, đưa cho anh ta một bộ đồ cứu hỏa. Nhanh lên! Sau khi nhận được bộ đồ cứu hỏa, Dương Tiêu nhanh chóng mặc vào, lấy khăn ướt che miệng và mũi rồi lại lao về phía biển lửa. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Tiêu, hầu như tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc không thôi. Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc đều ngây ngốc nhìn thôi, vợ chồng hai người bọn họ đều không nghĩ tên vô dụng trong mắt bọn họ vậy mà lại vào thời khắc nguy hiểm máu chốt lại sóc một lần nữa bất chấp nguy hiểm tiến về phía trước cứu người. Ít nhất nếu đổi thành hai người bọn họ nhất định không có dũng khí làm như vậy. Đường Mộc Tuyết không tin được che đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Trong đầu không ngừng vang lên những gì Dương Tiêu vừa nói, xin lỗi, anh từng là quân nhân. Dương Tiêu trước đây thật sự là quân nhân sao? Giây phút này, đội trưởng đội cứu hỏa có chút chần chừ, lúc này mới quyết định mở ra xem giấy chứng nhận của Dương Tiêu. Giấy chứng nhận hiện tại đã cũ nát, hơn nữa là phiên bản cũ trước đây, trên giấy chứng nhận ghi rõ ràng chi tiết tất cả thông tin liên quan đến thân phận của Dương Tiêu. Khi nhìn thấy khu vực trực thuộc quản lý của Dương Tiêu, đội trưởng đội cứu hỏa không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của anh ta không ngừng nhìn chằm chằm lên dòng chữ đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng trên giấy chứng nhận của Dương Tiêu, hơn nữa chức vụ của Dương Tiêu còn là vị trí đội trưởng. 5 năm trước, Dương Tiêu đột nhiên rời quân ngũ, căn bản không kịp giải quyết các thủ tục rời ngũ, cho nên giấy chứng nhận này vẫn luôn được giữ bên cạnh hắn. Xin chào, tôi là vợ của Dương Tiêu, tôi có thể xem giấy chứng nhận được không? Đường Mộc Tuyết nhìn sang vị đội trưởng đội cứu hỏa. Do dự trong chốc lát, nhìn thấy Đường Mộc Tuyết cũng không giống người đang nói dối, vị đội trưởng này cuối cùng vẫn từ chối, thật ngại quá, dù cho Dương Tiên Sinh là chồng của cô, tôi cũng không thể đưa cho cô kiểm tra, đây là bí mật cá nhân của chồng cô. Vô cùng xin lỗi. Mặc dù bị từ chối, nhưng Đường Mộc Tuyết không hề cảm thấy chút tiếc nuối nào. Từ thái độ của vị đội trưởng đội cứu hỏa này, Đường Mộc Tuyết có thể nhìn ra, Dương Tiêu căn bản không hề nói dối. Anh ấy trước đây quả thật chính là một quan nhân, nếu không vị đội trưởng này tuyệt đối sẽ không dù thái độ như vậy để nói chuyện với cô, càng không vì Dương Tiêu mà giữ bí mật. Giây phút này, trong lòng Đường Mộc Tuyết ngổn ngang suy nghĩ. Nghĩ đến việc mình cùng Dương Tiêu đã sống bên nhau 5 năm nay, Dương Tiêu vô dụng 5 năm, đột nhiên phát hiện chồng của mình đã từng là quân nhân, không nhắc đến cũng biết được trong lòng Đường Mộc Tuyết có bao nhiêu kinh ngạc cùng chấn động. Hơn nữa, Dương Tiêu khi vừa mới đến ở dãy nhà bọn họ, Đường lão thái gia đã từng nói qua Dương Tiêu chính là cô nhị, gia thế trong sạch. Trước đây, trong lòng Đường Mộc Tuyết có vô số thắc mắc, cho dù Dương Tiêu là cô nhi, gia thế trong sạch, thì cũng không thể chấp nhận hắn ở rễ trong nhà họ Đường được. Sau khi biết được Dương Tiêu chính là một người quân nhân, nội tâm Đường Mộc Tuyết lập tức sụp đổ. Cô hiểu rõ ràng, tại vùng đất hoa hạ này, sẽ không còn nghề nghiệp nào so với quân nhân càng thêm thần bí cùng vinh quang hơn. Trong trách được Dương Tiêu luôn thần bí bí như vậy, thì ra chính là không muốn nói cho cô biết thân phận quân nhân của hắn. Sau khi biết rõ được mọi chuyện, trong lòng Đường Mộc Tuyết vô cùng kiêu ngạo. Người chồng này của mình căn bản không phải là phế vật, anh ấy từng là một người quân nhân, chuyện này khiến cho Đường Mộc Tuyết vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Đồng thời lúc này, mồ hôi lạnh trên trán Dương Tiêu không ngừng rơi xuống. Ngọn lửa trong tòa nhà lúc này so với vừa rồi chỉ có hơn chứ không hề kém đi chút nào. Khi vừa bước đến lầu 2 Dương Tiêu liền nghe thấy trên lầu phát ra từng tiếng nổ nhỏ. Nhìn thấy đám lửa đang bùng lên trên lầu 3, đồng thời nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của đứa bé càng vang lên, Dương Tiêu cắn chặt răng, căn bản cũng không suy nghĩ nhiều. Soạt! Dương Tiêu bước chân như bay,
phóng thẳng vào trong biển lửa xông lên trên tầng cao nhất của tòa nhà. Ập mặc dù đã mặc đồ cứu hỏa, nhưng trong biển lửa hừng hực, Dương Tiêu vẫn không tránh khỏi bị thương vì vết bỏng. Phù, chống chọi lại ngọn lửa mãnh liệt, Dương Tiêu tăng tốc bước lên lầu 6, một chân đạp tung cửa phòng tiến vào bên trong. Chỉ nhìn thấy một đứa bé đang bị khói lửa vây kín, đứa bé sơ sinh ấy nằm trong xe nôi không ngừng khóc thét. Bùm bùm bùm. Chính vào ngay giây phút này, lối đi hành lang tiếp tục truyền đến từng âm thanh cháy nỏ. Lửa cháy hừng hực không ngừng đột kích, sắc mặt Dương Tiêu đột nhiên thay đổi, lập tức đóng chặt cửa, chính là sợ lửa sẽ đột ngột lan vào trong căn phòng. Đáng chết, Dương Tiêu liếc mắt nhìn, phát hiện cầu thang bộ lúc này đang bị lửa cháy xém. Nếu như chỉ có một mình hắn, vậy thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng lúc này Dương Tiêu vẫn còn đang ôm một đứa trẻ sơ sinh trong tay, căn bản không cách nào từ cầu thang xông ra ngoài. Dưới tình huống đặc biệt như vậy, Dương Tiêu dựa vào tố chất tâm lý của bản thân nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn lập tức bước vào các phòng lục lọi tìm kiếm vật có thể buộc chặt được. Bùm, lầu 4 trong khoảnh khắc đột nhiên phát nổ, khiến cả tầng lầu đều chìm trong biển lửa. Bùm, kế tiếp từ lầu 5 vang lên tiếng nổ, biển lửa một lần nữa bao phủ khắp tầng lầu. Không ổn, nhìn thấy hai tầng lầu bên dưới liên tiếp phát nổ, một đám người bên dưới đều lập tức thay đổi sắc mặt. Bọn họ biết rằng, tầng lầu phát nổ kế tiếp chính là tầng 6, hơn nữa lúc này Dương Tiêu cùng đứa trẻ sơ sinh đó đang ở tầng 6. Vì tình huống cấp bách, trái tim tất cả mọi người như mắc nghẹn. Ebola nơi cuồng họng. Bảo bối của tôi. Người phụ nữ nước mắt lưng tròng bị hai nhân viên cứu hỏa chặt chẽ kéo lại. Một đám người ánh mắt đều nhất thời tập trung lên lầu 6, nhìn chăm chú không rời mắt bất kỳ giây phút nào. Kết quả sau cùng rốt cuộc là Dương Tiêu có thể mang theo đứa trẻ cùng thoát thân hay sẽ cùng đứa trẻ ấy bỏ mình trong biển lửa. Đường Mộc Tuyết căng thẳng nắm chặt góc áo, trong lòng không ngừng cầu nguyện, Dương Tiêu anh tốt nhất đừng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Bùm! Trong sự chú ý của tất cả mọi người, lầu 6 nhanh chóng phát nổ, tiếng nổ liên tiếp vô cùng chói tai vang lên khiến cho đầu óc của mọi người vang lên ong ong. Tiêu đời, không ít người khuôn mặt trắng bệch thốt lên. Xoả! Xê chính ngay giây phút này, chỉ thấy một bóng người từ lầu sau nhảy xuống phía dưới. Cái gì? Mắt thấy Dương Tiêu mang theo đứa bé sơ sinh từ lầu 6 nhảy xuống, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc không thôi. Chính vào ngay lúc vừa rồi, Dương Tiêu trên lầu tìm thấy dây thừng cùng tấm nệm giường, hắn liền nhanh chóng buộc chặt dây thừng cùng nệm giường vào nhau, sau đó cấp tốc nhảy xuống. Tay phải nắm chặt cố định lấy dây thừng, tay trái ôm chặt đứa bé sơ sinh. Chỉ có đáng tiếc một điều rằng dù cho như vậy, nhưng chiều dài của dây thừng cũng không đủ dài, miễn cưỡng chỉ có thế đến lầu 3. Có điều khoảng cách này đối với Dương Tiêu mà nói, cũng đã đủ rồi. Ngay khoảnh khắc dây thừng chuẩn bị đứt ra làm hai, Dương Tiêu quyết đoán buông tay, cơ thể thả rơi xuống bên dưới, theo bản năng ôm chặt lấy đứa bé vào lòng. Bùm 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 bùm. Tòa chung cư cũ nát không cách nào gắng gượng được tiếp, trong chốc lát liền sụp xuống, một số lượng lớn bụi bặm bay khắp tứ phía. Tất cả mọi người đều ngây người, không nghĩ đến tòa nhà này vậy mà lại sụp đổ thành một đống đổ nát. Dương Tiêu, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết hai mắt đỏ rực điên cuồng hét lớn. Bảo bối của tôi, người phụ nữ tiếng khóc như dao cắt vào tim lập tức đứng lên. Nhìn một mảng hoang phế trước mặt, ánh mắt tất cả mọi người đều đờ đẫn, tâm trạng nặng nề không gì sánh bằng. Trong tai họa đột nhiên giáng xuống như thế này, Dương Tiêu có cách nào sống sót được hay không? Khụ khụ. Trong lúc mọi người đều đang cảm thấy nặng nề, một tiếng ho khan vang lên, chỉ thấy bên rìa đống hoang tàn một bóng người đột nhiên đứng lên. Thật không nghĩ đến, ngay khoảnh khắc khi tòa nhà sập vừa rồi, Dương Tiêu dựa vào thân thủ phi thường của mình đã bảo vệ đứa bé trong tay. May mắn rằng, trong quá trình rơi xuống, không có quá nhiều vật đập vào người Dương Tiêu, lúc này trên người hắn nhiều nhất chỉ có bụi khói. Ôm chặt đứa trẻ sơ sinh trong tay, Dương Tiêu như chút được gánh nặng nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, con của bà đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Cảm ơn, cảm ơn, đón lấy đứa bé không chút thương tích nào, người phụ nữ kích động đến mức suýt chút nữa quỳ gối để cảm tạ Dương Tiêu. Nhìn thấy Dương Tiêu thật sự cứu thoát được đứa trẻ sơ sinh, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt nồng đậm cung kính cùng nể phục. Kính lễ, giây phút này, tất cả binh lính cứu hỏa ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Dương Tiêu. Bài ba 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 bài ập không biết ai là người khởi xướng vỗ tay đầu tiên, lúc này tất cả mọi người ở hiện trường đều vỗ tay kịch liệt, ánh mắt bọn họ nhìn Dương Tiêu giống như nhìn thấy một vị anh hùng cái thế.
không sai, hình tượng Dương Tiêu lúc này trong lòng bọn họ so với anh hùng không khác biệt bao nhiêu. Có thể không màng đến an nguy tính mạng của bản thân để cứu sinh mạng của một người khác, loại người này nếu không phải là anh hùng thì còn có thể là gì nữa chứ? Pipon pipon. Lúc này 120 cũng đã kịp thời đến hiện trường, Dương Tiêu lúc này không khống chế được bản thân, hai mắt tối sầm, tiếp tục ngất xỉu. Dương Tiêu, hiện trường không ít người đều đồng loạt hô hào. Khi Dương Tiêu tỉnh lại lần nữa, lúc này anh ta đang nằm trên giường bệnh, trên lưng đã được xử lý ổn thỏa, trên tay đang truyền dịch. Anh tỉnh rồi, khi vừa mở mắt nhìn, thì nghe thấy giọng nói vô cùng quan tâm của Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu liếc mắt nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi cảm thán, thực lực của bản thân hiện tại mặc dù đã khôi phục được một ít nhưng nếu so với thời kỳ đỉnh cao thì vẫn còn cách khá xa. Nếu không làm sao có chuyện bản thân chỉ vì vài tảng đá đập chúng dẫn đến tình trạng hôn mê như hiện giờ được. Đúng vậy, Mộc Tuyết, em không sao chứ? Dương Tiêu quay đầu lại hỏi thăm cô. Nhận thấy Dương Tiêu hiện tại muốn ngồi dậy, Đường Mộc Tuyết liên tục ngăn cản, anh đừng nên ngồi dậy, bác sĩ đã nói rằng nếu như vận động kịch liệt, vết thương của anh sẽ nứt ra mắt. Được thôi, cảm nhận cơn đau từ vết thương sau lưng truyền đến. Dương Tiêu cười khổ một tiếng nhưng vẫn nghe theo lời của Đường Mộc Tuyết thành thật nằm lại trên giường bệnh. Mộc Tuyết, vết thương trên chân em đã đỡ hơn chút nào hay chưa? Vết thương trên chân em chỉ cần bôi thuốc là được, bác sĩ cũng nói không có bất kỳ vấn đề gì đáng ngại, anh xem em hiện tại vẫn có thể đi lại trên đường được. Đường Mộc Tuyết đặc biệt đứng lên đi lại hai bước. Vậy thì tốt, Dương Tiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, ánh mắt Đường Mộc Tuyết khi nhìn Dương Tiêu đặc biệt dịu dàng ấm áp. Đêm nay. Cô đã biết được thân phận của Dương Tiêu, đặc biệt vì thân phận quân nhân của chồng mình là cảm thấy tự hào gấp bội. Xin lỗi, cũng là do em quá tùy tiện, nếu như không phải vì em, thì anh cũng không có khả năng bị thương nặng như vậy. Đường Mộc Tuyết vô cùng áy náy nói. Dương Tiêu cưng chiều nói, được rồi, tất cả đều là chuyện đã qua, không cần phải tự trách nữa. Anh cam tâm tình nguyện bị thương vì em, ai nói rằng em chính là vợ anh chứ? Dứt lời. Dương Tiêu không nhìn được hồi tưởng lại ba nụ hôn vừa rồi Đường Mộc Tuyết trao cho hắn, trong lòng vui mừng không thôi. Nếu như không phải do bản thân bị thương có lẽ nụ hôn giữa hắn cùng Đường Mộc Tuyết không biết kéo dài đến bao lâu. Nếu như Đường Mộc Tuyết nghe được suy nghĩ trong lòng lúc này của Dương Tiêu, nhất định sẽ dở khóc dở cười không thôi. Người đàn ông này vậy mà lại đem hô hấp nhân tạo xem như hôn môi, e rằng khắp thiên hạ này chỉ có tên đầu gỗ Dương Tiêu suy nghĩ như vậy mà thôi. Cùng Đường Mộc Tuyết trò chuyện đơn giản vài câu, Dương Tiêu lúc này mới biết được Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm đã thuê hai chiếc giường ở bệnh viện, hiện tại đã ngủ thiếp đi. Không lâu sau, sắc mặt Dương Tiêu căng cứng, hắn đột nhiên muốn vào nhà vệ sinh. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy sắc mặt Dương Tiêu có chút không đúng, Đường Mộc Tuyết liên quan tâm hỏi. Dương Tiêu chần chừ không nói, Mộc Tuyết, anh chấm ANS muốn đi giải quyết. Hả, nghe thấy lời này, cả người cô đều chết lặng. Cô như thế nào cũng không ngờ được Dương Tiêu lại đột nhiên nói bản thân muốn đi vệ sinh, chuyện này quả thật đã làm khó đến cô rồi. Nếu như bản thân cùng Dương Tiêu đã xảy ra cá nước thân mật, giúp đỡ Dương Tiêu trong chuyện này cũng không có vấn đề gì khó khăn. Nhưng hiện tại cô cùng Dương Tiêu vẫn chưa phát triển đến bước này, chuyện này khiến cho Đường Mộc Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt. Dương Tiêu cũng vô cùng ngượng ngùng nhìn sang Đường Mộc Tuyết áy náy nói, Mộc Tuyết, còn không em gọi ba tỉnh dậy, anh cùng ba đi vệ sinh cũng được. Đường Kiến Quốc hiện tại sớm đã chìm vào giấc ngủ, Đường Mộc Tuyết cũng không muốn làm phiền ông. Hơn nữa, hai chân của Đường Kiến Quốc vẫn chưa bình phục hoàn toàn, Đường Mộc Tuyết cũng sợ khiến cho hai chân của ông có bất chắc gì. Em dìu anh vào nhà vệ sinh vậy, Đường Mộc Tuyết đỏ mặt ngập ngừng nói. Chuyện này không được tốt lắm đâu, Dương Tiêu giật mình nói. Nếu như hiện tại Đường Mộc Tuyết muốn dìu hắn đi đến nhà vệ sinh, không phải chính là sẽ có tiếp xúc da thịt hay sao? Nghĩ đến đây, trái tim Dương Tiêu đập nhanh, thấp thỏm bất an không yên. Đường Mộc Tuyết khẽ cắn răng nhẹ nhàng bước đến trước mặt Dương Tiêu, anh vừa rồi không phải nói em chính là vợ của anh hay sao, chút chuyện nhỏ này thì tính là gì chứ? Chậm một chút. Vừa nói, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng nâng Dương Tiêu cầm theo bình truyền dịch bước về phía nhà vệ sinh nam. May lúc này phòng vệ sinh nam cũng không có mấy người, nếu không Đường Mộc Tuyết càng ngại ngùng bất an. Anh không phải gấp gáp đi vệ sinh sao? Như thế nào lại thành không tiện rồi? Đường Mộc Tuyết đỏ mặt hỏi. Dương Tiêu khẽ ho, thấp thỏm trả lời, Mộc Tuyết, cánh tay anh vẫn đang truyền dịch, không tiện mở khóa quần. Chuyện này, Đường Mộc Tuyết lần nữa ngây người.
Đam Mỹ hát văn. Nếu là như vậy, bản thân không những phải giúp Dương Tiêu mở dây nịt còn phải giúp Dương Tiêu giải quyết chuyện đó. Hơn nữa nhằm tránh việc Dương Tiêu tiểu lên chân của bản thân cô không phải dùng tay giúp Dương Tiêu xử lý hay sao? Vào giây phút này, Đường Mộc Tuyết ngại ngùng đến cùng cực. Dương Tiêu miệng khô lưỡi đắng, dùng giọng điệu thương lượng nói, Mộc Tuyết, không bằng trước mắt anh tự mình thử xem L. Không được, Đường Mộc Tuyết quả quyết từ chối. Nếu như tay phải của Dương Tiêu dùng lực quá độ, va chạm vào bình truyền dịch dẫn đến việc máu chảy ngược lại, như vậy cũng mát nhiều hơn được rồi. Nghĩ đến Dương Tiêu đêm nay đã mạo hiểm tính mạng bản thân cứu mạng mình, Đường Mộc Tuyết hít sâu một hơi, run rẩy dùng hai tay giúp Dương Tiêu xử lý. Si Dương Tiêu nhìn không được hít một ngụm khí lạnh, dưới sự phục vụ của Đường Mộc Tuyết, hắn nhìn không được tâm thần nhộn nhạo. Từ nhà vệ sinh quay lại, trong tâm trí Dương Tiêu không ngừng hiện lên hình ảnh ái muội cũng vừa thuần khiết vừa rồi. Đường Mộc Tuyết hận không thể tìm một kẻ nứt trốn vào bên trong, tình cảnh vừa rồi cô nhìn rõ rành rành từng chút một, vẫn chưa cùng nhau cá nước chỉ hoan, cô dù sao vẫn là một đại cô nương, làm sao có thể chịu đựng được hình ảnh vừa rồi. Khi trở về đến phòng bệnh, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết đỏ bừng, không lên tiếng. Nhằm mục đích bình ổn lại tâm tình, Dương Tiêu liền cầm ly nước trên bàn liên tục uống vài ngụm. Lúc này, đêm khuya yên tĩnh, bệnh nhân trong bệnh viện gần như đều đã nghỉ ngơi từ sớm. Ùng ục ục, không lâu sau, trong bụng Dương Tiêu liền vang lên một tràn âm thanh kỳ quái. Cũng không phải vì Dương Tiêu đói bụng, mà chính vì hắn lại muốn đi vệ sinh. Chuyện này ngại ngùng rồi. Nếu sớm biết như vậy thì bản thân cũng không uống nhiều, ị nước như vậy, chuyện này làm như thế nào để lên tiếng được đây? Nhưng, nếu không lên tiếng cố nín nhịn lại thì cũng quá khó chịu đi, đêm hãy còn dài, bản thân làm sao có thể nhẫn nhịn cả một đêm được đây? Thế nào? Anh có phải đói rồi không? Nghe đến âm thanh ủng ục vừa rời, Đường Mộc Tuyết liền lên tiếng hỏi. Nằm bẹp trên giường, Dương Tiêu chỉ cảm thấy phình to đầu, chỉ có điều nhịn lại quả thật khó chịu. Hắn ấp a ấp úng nói, Mộc Tuyết, anh chấm ANS vẫn muốn đi nhà vệ sỉ nhồ. Cái gì? Vẫn muốn đi vệ sinh? Đường Mộc Tuyết trừng to đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế nhất thời ửng đỏ. Cô há hốc miệng nhìn Dương Tiêu lúc này còn nằm trên giường bệnh. Trong tâm trí không tự chủ được tái hiện lại hình ảnh mờ ám vừa rồi trong nhà vệ sinh. Giây phút này, Đường Mộc Tuyết thật sự muốn hỏi hắn một câu, anh chính là cố ý đúng không? Từ nhà vệ sinh quay trở lại, Dương Tiêu tâm viên ý mã, đặc biệt tình cảnh mờ ám vừa rồi càng khiến cho tâm thần hắn trở nên nhộn nhào. 5 năm nay, đây chính là chuyện mờ ám nhất mà hắn từng làm cùng Đường Mộc Tuyết, so với nụ hôn mãnh liệt còn mờ ám hơn. Cũng không muốn bản thân lại tiếp tục gấp đi vệ sinh. Dương Tiêu lần này tuyệt đối không dám uống nước, chỉ sợ rằng lát nữa sẽ khiến cho Đường Mộc Tuyết mắng hắn vô sỉ. Trong lòng Đường Mộc Tuyết lúc này loạn cào cào, căng thẳng không thôi. Có điều, lúc này Dương Tiêu cũng không hề có ý muốn đi vệ sinh, hắn chính là mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ. Quả thật sau khi Dương Tiêu thiếp ngủ, Đường Mộc Tuyết lúc này mới chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng vì tình cảnh mờ ám xảy ra vừa rồi, Dương Tiêu rất nhanh rơi vào mộng cảnh. Cảnh trong mơ chính là Đường Mộc Tuyết cùng hắn vui vẻ cá nước thân mật. Dương Tiêu có điều không biết, trong lúc hắn ngủ say thân thể không ngừng co giật, sau đó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi tia bình minh đầu tiên chiếu căn phòng, Dương Tiêu cũng từ từ mở mắt, cây kim truyền dịch trên tay đã được rút ra từ sớm. Nhưng lúc này, Dương Tiêu rõ ràng cảm thấy quần áo bản thân dính nhất khó chịu, bản thân tựa như bị sét đánh từ trên trời giáng xuống, cả người choáng váng. Xoa xoa cơ thể, bản thân không phải chính là chuyện đó chứ. Dương Tiêu, anh có cảm thấy khỏe hơn chút nào hay không? Có phải muốn vào nhà vệ sinh hay không? Có cần em dìu anh đi không? Đường Mộc Tuyết mang một phần bữa sáng bước vào phòng bệnh. Không cần. Dương Tiêu lập tức từ chối. Bản thân có phản ứng, nếu như bị Đường Mộc Tuyết phát hiện, bản thân không phải càng mất mặt hơn sao? Vốn cho rằng đêm hôm qua chỉ nằm mơ một giấc mơ đẹp mà thôi. Có ai ngờ được rằng lại xảy ra phản ứng liên hoàn như vậy? Thật sự không cần sao? Đường Mộc Tuyết vốn dĩ đã chuẩn bị ổn thỏa tâm lý của mình. Dương Tiêu trịnh trọng nói, anh hiện tại không truyền dịch. Không có vấn đề gì cả. Chuyện là, Mộc Tuyết em có giấy không? Có, Đường Mộc Tuyết cũng không chút chần chừ liền rút ra vài tờ khăn giấy đưa đến cho Dương Tiêu. Cầm lấy khăn giấy, Dương Tiêu lập tức xông vào nhà vệ sinh xử lý bản thân một chút, mất mặt, quá mất mặt rồi.
Dương Tiêu sống hơn 20 năm nay, đây cũng là lần đầu tiên gặp loại chuyện như vậy. May mắn bản thân không hề truyền dịch, nếu không đến lúc đó không những bản thân ngại ngùng, Đường Mộc Tuyết nhất định cũng xấu hổ không thôi. Khi hắn quay về phòng bệnh, Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nói, nhanh như vậy sao? Tiểu tiện mà thôi, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Dứt lời, Dương Tiêu liền chết lặng. Đúng vậy. Bản thân nếu như chỉ là tiểu tiện, cần gì phải dùng nhiều khăn giấy như vậy? Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu không nói nên lời, bản thân đã đưa Dương Tiêu không ít khăn giấy, hai túi quần của hắn lúc này trống rỗng, căn bản không hề nhét giấy bên trong. Không lẽ Dương Tiêu đến nhà vệ sinh chính vì chuyện kia? Chuyện này vô cùng có khả năng, hơn nữa đàn ông sáng sớm thường có phản ứng. Mặc dù cảm thấy xấu hổ nhưng Đường Mộc Tuyết vẫn đứng lên bước chân ra bên ngoài, em ra ngoài mua cho anh một bình dinh dưỡng. Bình dinh dưỡng? Dương Tiêu lúc này như bị sét đánh. Hắn biết Đường Mộc Tuyết lúc này đã suy nghĩ lệch lạc rồi. Mộc Tuyết, không cần, thật sự không cần. Dương Tiêu liên tục từ chối. Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói, không được, anh vừa mới bị thương, thân thể căn bản đã suy nhược, vừa rồi anh vừa làm chuyện như vậy, nhất định cần bổ sung dinh dưỡng. Dứt lời, Đường Mộc Tuyết không chút chần chừ, liền nhanh chân bước ra bên ngoài. Không, thật sự không có chuyện gì. Dương Tiêu suýt chút nữa ngắt đi. Bản thân thật sự không phải vào nhà vệ sinh để giải quyết sinh lý, Dương Tiêu biết rõ, chuyện này hiểu lầm to rồi, Đường Mộc Tuyết khẳng định cho rằng bản thân hắn chính là làm chuyện kia. Không lâu sau, Đường Mộc Tuyết thật sự mang một bình dinh dưỡng quay lại. Đường Mộc Tuyết giống như một người vợ đảm đang, liền mở nắp chai đưa sang cho Dương Tiêu, Dương Tiêu, hắn lúc này muốn mở miệng lên tiếng giải thích đôi lời. Chỉ là chuyện này nói ra quá xấu hổ đi, Dương Tiêu cũng không biết nên mở lời như thế nào. Anh mau uống đi, Đường Mộc Tuyết mang bình dinh dưỡng đưa đến trước mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu chỉ có thể căng ra đầu nói, Mộc Tuyết, em hiểu lầm rồi, anh thật sự không phải vì chuyện đó. Đường Mộc Tuyết dịu dàng cười, được rồi, em tin tưởng anh mà, anh mau uống đi. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết muốn ép hắn uống bình dinh dưỡng, Dương Tiêu muốn khóc không ra nước mắt, hắn biết Đường Mộc Tuyết căn bản chính là không hề tin tưởng bản thân hắn, chỉ một mực cho rằng Dương Tiêu chính là vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý. Được, anh uống, anh uống. Trong lòng Dương Tiêu vô cùng phức tạp. Đây rõ ràng chính là cho dù nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch vết bẩn. Mặc dù lời này nói có chút khó nghe, nhưng lời nói thô thiên lại chân thật. Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm sáng sớm sau khi ăn sáng xong liền rời khỏi bệnh viện quay về căn nhà cũ trước đây. Tòa chung cư đột nhiên trở thành đống đổ nát, cả nhà bọn họ hiện tại không còn trốn dung thân, nếu như không nhanh chóng tìm một căn nhà mới. Cũng không thể cứ ở mãi trong bệnh viện được. Nhất thời, một chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng ngay trước cổng bệnh viện, một người đàn ông mặc Âu phục từ trên xe bước xuống chính là Đường Hạo. Giây phút này, Đường Hạo sắc mặt vui vẻ sảng khoái, thần sắc nham hiểm nói, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết hai kẻ khốn khiếp nhà các người, cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi sao? Ha 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 ha, vốn dĩ đã có rút cuộn mình trong một khu nghèo nàn ở thành phố Trung Nguyên này. Giờ tòa nhà ở khu ổ chuột này cũng đã sụp đổ thành đống đổ nát, tôi phải xem thử hai con chó nhà tang các người còn đấu với tôi như thế nào nữa chứ. Sáng nay Đường Hạo đã nhận được tin tức, đêm qua tại khu thành phố cũ thuộc thành phố Trung Nguyên xảy ra vụ việc rò rỉ khí ga, dẫn đến một vụ nổ lớn, khiến cho cả tòa chung cư trong chốc lát trở thành bãi phế tích. Đường Hạo vốn dĩ không hề để tâm đến, cho đến khi Đường Mộc Tuyết gọi điện thoại đến xin nghỉ phép, Đường Hạo lúc này mới sực tỉnh. Tòa chung cư sụp nát trong tin tức chính là nhà của Đường Mộc Tuyết bọn họ. Ây da, chuyện này quả thật khiến cho Đường Hạo vui mừng không thôi. Đường Hạo hắn vẫn còn đang suy nghĩ nên báo thủ Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết như thế nào, nhưng không nghĩ rằng họa từ trên trời giáng xuống lại giáng xuống nhà Đường Mộc Tuyết nhanh như vậy. Hiện tại, nhìn có vẻ như đến thăm hỏi nhưng thực tế chính là bỏ đá xuống giếng, mục đích châm chọc Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết một phen. Sau khi bước đến phòng bệnh, Đường Hạo nhìn vết thương băng bó đầy vải trắng của Dương Tiêu, dáng vẻ vô cùng đau đớn, giả tạo hỏi han, ai ra ra, Dương Tiêu cậu làm sao lại biến thành cái dạng như thế này chứ? Vết thương có nghiêm trọng hay không? Hiện tại có thể bước xuống đi lại hay không? Khi nhìn thấy Đường Hạo bước vào, sắc mặt Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết lập tức có phần u ám. Đường Hạo, anh lại muốn làm gì nữa đây? Dương Tiêu vô cùng tức giận nói. Đường Hạo quả thực kinh tởm. Những chuyện bỏ đá xuống giếng tuyệt đối không thiếu phần của hắn. Đường Mộc Tuyết biết rõ Đường Hạo chạy đến đây với tâm tư như thế nào, cô lạnh giọng nói,
nơi này không hoan nghênh anh, mời anh ra ngoài. Nhìn Đường Mộc Tuyết một bộ dạng bảo vệ Dương Tiêu không rời, nội tâm Đường Hạo cảm thấy kỳ quái không thôi. Rõ ràng hôm qua hắn đã gửi cho Đường Mộc Tuyết tấm hình mờ ám giữa Dương Tiêu cùng một thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung, Đường Mộc Tuyết tại sao vẫn bảo vệ Dương Tiêu như vậy? Dựa theo đạo lý mà nói, Đường Mộc Tuyết nên nổi trận lôi đình tìm đến Dương Tiêu gây sự mới đúng. Đường Hạo không kịp nghĩ nhiều đến như vậy, dáng vẻ hòa ái thân thiết nói, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết lời này của hai người rốt cuộc có ý gì? Tôi đây đang đại diện cho toàn bộ Đường gia đến đây để an ủi thăm hỏi hai người. Xem này, tôi cũng đặc biệt mang hoa đến thăm hai người rồi đây. Vừa nói, Đường Hạo liền đặt bó hoa trắng trên đầu giường. Nhìn thấy đóa hoa màu trắng, Đường Mộc Tuyết muốn tức đến xì khói, tên Đường Hạo này chính là cố ý nguyền rủa hai người bọn mau chóng chết đi hay sao? Làm gì có người nào đến thăm người bệnh lại tặng hoa trắng chứ, đây rõ ràng chính là cố ý nguyền rủa hai người bọn họ. Không sai, mục đích Đường Hạo đến đây lúc này chính là cố ý khiến hai người bọn họ kinh tởm đây mà. Khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Đường Mộc Tuyết, Đường Hạo ra vẻ quan tâm hỏi, Mộc Tuyết, sắc mặt cô tại sao lại khó coi như vậy? Có phải tiền viện phí không đủ hay không, yên tâm tôi có tiền. Giây kế tiếp, Đường Hạo sờ soạng trong túi quần lấy ra một nắm tiền xu, tất cả đều là một đồng, một nắm cũng ít nhất có đến hơn 20 đồng xu. Đem cả nắm tiền xu để trên đầu giường, Đường Hạo bày ra dáng vẻ hào phóng, cười nhạt nói, Mộc Tuyết, đừng khách sáo. Cứ cầm lấy số tiền này mua chút đồ tâm bổ. Huyền nhìn thấy nắm đồng xu trên đầu giường, sắc mặt Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết lập tức tối sầm. Bọn họ biết Đường Hạo đây chính là cố ý đến đây châm chọc cả hai. Sắc mặt Đường Hạo lúc này, nói không hết sự châm chọc trên khuôn mặt, chỉ kém muốn nói to thành lời, ông đây chính là muốn đến khinh thường hai người các người đấy. Không phục sao, không phục thì cứ đến đây đánh ông đây. Ông đây chính là thích nhìn dáng vẻ các người muốn làm nhưng lại không làm được gì. Dương Tiêu nhìn dáng vẻ đắc ý hiện giờ của Đường Hạo cũng không hề tức giận, hắn chỉ cười nhạt một tiếng nói, Đường Hạo. Sự ngu ngốc của anh luôn tràn ngập sự sáng tạo. Anh cho rằng chỉ cần như vậy có thể chọc tức đến chúng tôi được hay sao? Chó ngoài đường phát điên chạy đến cắn chúng tôi, không lẽ tôi cùng Mộc Tuyết còn cắn trả lại nó hay sao? Nghe những lời này, trong lòng Đường Mộc Tuyết lúc này mới thoải mái hơn một chút, ánh mắt cô hiện tại khi nhìn Đường Hạo tràn ngập sự kinh tởm chán ghét, nhìn Đường Hạo lúc này chẳng khác nào nhìn thấy một con chó dữ tợn không hơn không kém. Thời điểm lúc Dương Tiêu còn trên đỉnh cao nhất, loại tiểu nhân vật như Đường Hạo đến tư cách nâng giày cho hắn cũng không có, chỉ cần không xúc phạm đến Đường Mộc Tuyết thì Dương Tiêu cũng sẽ không quá so đo tính toán với hắn. Ít nhất, tâm thái cùng đẳng cấp của hai người bọn họ cũng không giống nhau. Giữa người với người nếu như không cùng đẳng cấp với nhau, sẽ không cách nào giao tâm được, ít nhất cũng sẽ có xung đột trực diện. Cái gọi là trong bụng thừa tướng có thể chèo cả con thuyền, tuyệt đại đa số chính là chỉ kẻ trên bao dung cho kẻ dưới, chứ không phải bao dung với người cùng đẳng cấp. Cũng vì những kẻ này có thể gây ra uy hiếp đối với tể tướng. Ít nhất trong mắt Dương Tiêu, Đường Hạo cùng lắm chỉ là một tên hề chỉ biết chơi đùa trên dây, chỉ cần Đường Hạo không gây hại đến Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cũng làm biếng tranh chấp trực diện với hắn. Mày, tên phế vật nhà mày dám mắng tao là chó sao? Đường Hạo tức giận đến mức thất khiếu bốc khói. Hắn không thể ngờ đến rằng, Dương Tiêu thương thích đã thành ra như vậy, vậy mà lại dám đối với hắn như vậy. Dương Tiêu cười châm chọc nói, Đường Hạo anh lôi thôi xong chưa? Nếu đã nói xong rồi thì xin mời rời khỏi đây, tôi nhớ trước đây đã từng nói qua với anh, tôi từ trước đến đây không có thói quen nghe người khác nói nhảm. Phụt! Nhìn thấy Dương Tiêu vẫn chưa động tay nhưng đã vô cùng lợi hại phản kích lại Đường Hạo, Đường Mộc Tuyết nhịn không được bật cười thành tiếng. Trước đây đã từng lãnh giáo qua mồm mép của Dương Tiêu, cô biết rằng mồm mép của hắn rất lợi hại, nhưng không nghĩ đến lần này những lời Dương Tiêu nói càng lợi hại hơn. Khốn khiếp, đồ khốn khiếp. Liên tiếp bị Dương Tiêu sỉ nhục, Đường Hạo tức giận nắm chặt bàn tay, tức giận giống lên. Nếu như nơi này không phải là bệnh viện, Đường Hạo hung hăng tuyệt đối đấm thẳng vào mặt Dương Tiêu, phải đánh cho Dương Tiêu mặt mũi nở hoa. Đường Hạo trừng mắt đến muốn nứt ra, hắn vô cùng phiền muộn, tối hôm qua khí ga dò dỉ như thế nào lại không nỗ chết tên nghiệt chủng tỷ tiện Dương Tiêu chứ. Nghe thấy trong phòng bệnh vang lên tiếng người nói chuyện ồn ào. Một nữ y tá vừa đổi ca mặc trang phục thiên sứ áo trắng bước vào trong phòng lạnh giọng nói với Đường Hạo, anh hét lớn tiếng như vậy để làm gì chứ? Chính là sợ người khác không biết giọng anh cao sao? Không biết nơi này là phòng bệnh sao? Không biết nơi này cần giữ yên tĩnh hay sao?
con người anh như thế nào lại không có tố chất như vậy? Bị một nữ y tá nhỏ nhoi giáo huấn một trận, Đường Hạo tức đến mức muốn nổ tung tại chỗ. Vừa bị Dương Tiêu sỉ nhục một trận, sau đó lại bị nữ y tá giáo huấn, chỉ cần nhắc đến chuyện này trong lòng Đường Hạo tức giận không thôi. Ăn nói kiểu gì vậy? Có biết tôi là ai hay không? Có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi cũng đủ sa thải cô hay không? Hiện giờ ngọn lửa tức giận của Đường Hạo đều trút giận hết lên trên người nữ y tá này. Hắn tin tưởng rằng chỉ dựa vào quan hệ nhân mạch của bản thân, muốn sa thải một nữ y tá là chuyện vô cùng dễ dàng. Nữ y tá cười lạnh một tiếng nói, vị tiên sinh này, tôi chân thành nói cho anh biết, lời nói đừng quá tự kiêu tự đại, nếu không rất dễ bị mất mặt. Vậy sao, muốn hù ông đây hay sao? Ông đây muốn sa thải cô cũng chỉ cần một cú điện thoại mà thôi. Sắc mặt Đường Hạo kiêu cao ngạo mạn nói. Nữ y tá cũng tức giận, cô trừng mặt nhìn khuôn mặt đáng ghét của Đường Hạo. Được, tôi là y tá mới đến, tên Diệp Khinh Vũ, ba tôi là viện trưởng bệnh viện, anh thử gọi điện để người khác sa thải tôi xem, đừng có giống như những kẻ không ra gì khiến cho tôi xem thường anh. DMI ba là viện trưởng bệnh viện. Đường Hạo nhát thời giống như phải chịu lấy hơn hàng vạn đả kích cùng tổn hại, cả người đều chết sừng. Hắn dĩ nhiên có chút nhân mạch, nhưng nếu muốn sa thải con gái của viện trưởng bệnh viện hắn căn bản không làm được. C nhìn khuôn mặt đông cứng của Đường Hạo. Nữ y tá Diệp Khinh Vũ hừ giọng nói, tên đàn ông vô dụng, nói lời hung hăng với một người con gái, anh có biết xấu hổ hay không? Kiêu cao ngạo mạn nói. Nữ y tá cũng tức giận, cô trừng mặt nhìn khuôn mặt đáng ghét của Đường Hạo, được, tôi là y tá mới đến, tên Diệp Khinh Vũ, ba tôi là viện trưởng bệnh viện, anh thử gọi điện để người khác sa thải tôi xem, đừng có giống như những kẻ không ra gì khiến cho tôi xem thường anh. DMI ba là viện trưởng bệnh viện. Đường Hạo nhát thời giống như phải chịu lấy hơn hàng vạn đả kích cùng tổn hại, cả người đều chết sừng. Hắn dĩ nhiên có chút nhân mạch, nhưng nếu muốn sa thải con gái của viện trưởng bệnh viện hắn căn bản không làm được. C nhìn khuôn mặt đông cứng của Đường Hạo, nữ y tá Diệp Khinh Vũ hừ giọng nói, tên đàn ông vô dụng, nói lời hung hăng với một người con gái, anh có biết xấu hổ hay không? Kiêu cao ngạo mạn nói. Nữ y tá cũng tức giận, cô trừng mặt nhìn khuôn mặt đáng ghét của Đường Hạo, được. Tôi là y tá mới đến, tên Diệp Khinh Vũ, ba tôi là viện trưởng bệnh viện, anh thử gọi điện để người khác sa thải tôi xem, đừng có giống như những kẻ không ra gì khiến cho tôi xem thường anh. DMI ba là viện trưởng bệnh viện. Đường Hạo nhát thời giống như phải chịu lấy hơn hàng vạn đả kích cùng tổn hại, cả người đều chết sừng. Hắn dĩ nhiên có chút nhân mạch, nhưng nếu muốn sa thải con gái của viện trưởng bệnh viện hắn căn bản không làm được. C nhìn khuôn mặt đông cứng của Đường Hạo. Nữ y tá Diệp Khinh Vũ hừ giọng nói, tên đàn ông vô dụng, nói lời hung hăng với một người con gái, anh có biết xấu hổ hay không? Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết liếc mắt nhìn nhau, sau đó bật cười thành tiếng. Tên Đường Hạo này vốn dĩ vênh váo hống hách đến bệnh viện sỉ nhục hai người bọn họ, nhưng không ngờ rằng đến cuối cùng lại bị một nữ y tá thực tập vừa mới đến sỉ nhục ngược lại. Nữ y tá Diệp Khinh Vũ liếc mắt quan sát phòng bệnh, khi nhìn thấy trên đầu giường đặt một bó hoa trắng. Sắc mặt đột nhiên lạnh lùng nhìn sang Đường Mộc Tuyết, chị gái, bó hoa này là do anh ta mang đến tặng sao? Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết gật đầu thừa nhận. Giây kế tiếp, Diệp Khinh Vũ đột nhiên giận dữ, cô dùng bó hoa trắng trên bàn hung hăng đánh lên mặt Đường Hạo. Bó hoa trắng đánh lên khuôn mặt Đường Hạo, 7-8 phần đều rơi lên trên mặt đất, cả người Đường Hạo càng thêm ngây ngốc. Đợi đến khi Đường Hạo khôi phục thần trí, Diệp Khinh Vũ đã tức giận chỉ tay vào thẳng mặt Đường Hạo tức giận nói. Con người anh tại sao lại ác độc như vậy? Anh đây chính là đang nguyền rủa anh hùng của nhân dân chết sớm hay sao? Anh cũng thật là quá ác độc đi. Cút, cút ra khỏi bệnh viện này không hoan nghênh loại người như NHL. Giống như việc Đường Hạo khinh nhờn Dương Tiêu chính là sự sỉ nhục to lớn đối với cô vậy. Sau khi bị Diệp Khinh Vũ tức giận la mắng một phận, lúc này đầu óc của Đường Hạo mới thanh tỉnh hơn đôi chút, hắn ngoáy ngoáy lỗ tai nhìn Dương Tiêu trên giường bệnh nhíu mày nói. Cô nói cái gì? Anh hùng nhân dân, tên nhóc này mà là anh hùng nhân dân, cô có lầm lẫn hay không? Có vấn đề gì hay sao? Tối đêm qua nếu như không phải do Dương Đại ca bất chấp nguy hiểm tính mạng xông vào biển lửa, thì một đứa trẻ sơ sinh đã sớm chôn thân trong biển lửa, Dương Đại ca nếu không phải là anh hùng không lẽ là anh sao? Diệp Khinh Vũ cả người khinh thường trừng mắt nhìn Đường Hạo. Cái gì? Xông vào biển lửa cứu sống một đứa trẻ sơ sinh, thật hay giả vậy? Đường Hạo trợn mắt há miệng ngây ngốc nhìn, trong ấn tượng của hắn, Dương Tiêu 5 năm nay vô dụng đến không còn gì tệ hơn,
khí phách hai ngày nay cũng đã tăng lên không ít. Hắn không tin rằng trong xương cốt một kẻ vô dụng nhất thời cũng sẽ phát sinh thay đổi, hắn căn bản không tin được rằng Dương Tiêu lại chính là anh hùng nhân dân đã cứu sống đứa trẻ sơ sinh kia. Cô có phải nhận sai người hay không? Cô có biết rằng tên này chính là tên con rễ phế vật của Đường gia chúng tôi, cũng chính là tên con rễ phế vật đỉnh đỉnh đại danh ở thành phố Trung Nguyên này. Hắn vậy mà lại xông vào biển lửa cứu người sao? Chuyện này làm sao có thể? Đường Hạo khó tin nhìn. Con rễ phế vật Đường gia. Lời này vừa dứt, ánh mắt Diệp Khinh Vũ khi nhìn Dương Tiêu cũng tràn ngập kinh ngạc. Chỉ cần là người Trung Nguyên, gần như toàn bộ người bản địa của thành phố Trung Nguyên đều biết rằng Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân Đường Mộc Tuyết đã gả cho một tên phế vật. Diệp Khinh Vũ chưa từng ngờ đến rằng, người đang nằm trên giường lúc này chính là Dương Tiêu, tên phế vật nổi danh khắp nơi. Diệp Khinh Vũ không có khả năng lầm lẫn, rõ ràng ba của cô đã đích thân nói cho cô biết, không lẽ Dương Tiêu lúc này nằm trên giường bệnh thật sự là một tên phế vật hay sao? Không. Diệp Khinh Vũ luôn tin tưởng vào trực giác của bản thân, người có thể không màng đến an nguy của bản thân đi cứu sống tính mạng của người khác tuyệt đối không phải là phế vật. Tôi xem ra anh có phải đối với hai chữ phế vật này có hiểu lầm gì hay không, Dương Đại ca làm sao có thể là phế vật được. Anh ấy chính là anh hùng. Diệp Khinh Vũ vừa nghiêm túc vừa trang trọng nói. Đường Hạo nhất thời cười phụt ra, cả khuôn mặt châm chọc nhìn Dương Tiêu đang nằm trên giường bệnh không có ý tốt nói, hắn không phải là phế vật sao. Anh hùng sao, tôi xem tên nhóc này chính là một tên gấu chó. Đêm qua khí ga dò dỉ gây cháy nổ, tôi xem ra tên nhóc này chính là sợ đến vãi ra ngoài, phế vật chính là một kẻ hèn nhát, căn bản không thể nào là anh hùng được, nhất định là do cô đã nhận lầm người rồi. Giọng nói Đường Hạo chắc chắn, giống như Dương Tiêu không đáng nhắc đến, chính là một tên phế vật không hơn không kém. Tôi thật sự đã nhận sai người hay sao? Diệp Khinh Vũ thần sắc có chút hoảng loạn nói. Đường Mộc Tuyết đứng một bên không cách nào nhìn được tiếp, ngay lúc cô đang chuẩn bị phản bác, cửa phòng đột nhiên bật mở. Một người trung niên tiến vào phòng bệnh, thần sắc vô cùng kích động khi nhìn thấy Dương Tiêu, loạng choạng nghiêng ngả quỳ trên mặt đất, khuôn mặt cảm kích nói, người anh em Dương Tiêu, cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu, nếu như không nhờ có cậu, con gái tôi đêm qua nhất định đã chết cháy trong biển lửa rồi. Cạch L. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt khinh thường của Đường Hạo lúc này đột nhiên chấn động. Cả người lần nữa rơi vào trạng thái chết lặng. Đường Hạo mi mắt điên cuồng chớp giật, trong lòng dâng lên từng trận sóng to gió lớn. Dương Tiêu tên phế vật này vậy mà lại trở thành anh hùng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Anh này, anh nhận lầm người rồi sao? Sắc mặt Đường Hạo hoảng hốt bước lên hỏi. Người trung niên liếc nhìn Đường Hạo, tức giận nói, anh là kẻ nào? Ai là người cứu con gái tôi không lẽ tôi còn không rõ hay sao? Tiếp sau đó, người phụ nữ đêm qua một tay mang theo hoa tươi cùng giỏ trái cây bước vào phòng bệnh, sau khi đem hoa tươi cùng giỏ trái cây đặt xuống, người phụ nữ trung niên này cũng quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu. Mộc Tuyết, nhanh, sắc mặt Dương Tiêu gấp gáp nói. Đường Mộc Tuyết nhanh chân bước lên chắn trước mặt người phụ nữ trung niên, đồng thời cũng nâng bà đứng dậy, chú Vương, dì Tống, hai người đang làm gì vậy? Dương Tiêu ở rễ 5 năm nay, cũng chịu không ít ánh mắt khinh thường của người trong tòa chung cư. Cũng vì vậy mà Dương Tiêu cũng ít trò chuyện tiếp với những người hàng xóm xung quanh, cho nên cũng có rất nhiều người bản thân hắn cũng không hề quen biết, bao gồm đôi vợ chồng trung niên sống ở đối diện này, nhìn vô cùng quen mắt nhưng lại không biết đối phương tên gì. Ý thật cảm ơn, Mộc Tuyết, thật cảm ơn hai người, hiện tại chúng tôi cũng không biết nên nói gì để biểu lộ lòng cảm ơn đối với gia đình các cháu. Người phụ nữ trung niên kích động nói. Người đàn ông trung niên cũng gật đầu. Ông biết rằng chuyện đêm qua nếu không nhờ vào Dương Tiêu, thì đứa con gái bé bỏng của hai người bọn họ nhất định sẽ mất mạng trong biển lửa. Chú Vương, dì Tống, hai người quả thật quá khách sáo rồi, mọi người đều là hàng xóm sống chung một tầng lầu, theo lý thì phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Đường Mộc Tuyết an ủi nói. Đúng vậy, cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp, đây cũng là việc cháu nên làm. Dương Tiêu cười nhạt trả lời. Tận mắt chứng kiến một màn trước mắt. Khuôn mặt Đường Hạo không ngừng co giật, hắn không tin được nói, tên phế vật Dương Tiêu thật sự là anh hùng cứu người sao? Tên phế vật vô dụng này không phải nên bị dọa sợ đến vãi cả da quần sao? Không thể nào, hai người các người chính là được bọn họ nhờ vả diễn màn kịch này. Từ đầu đến cuối, Đường Hạo chưa một lần thật sự công nhận Dương Tiêu, hắn càng không tin rằng Dương Tiêu chính là loại người không tiếc mạng sống của bản thân mà giang tay đi cứu giúp kẻ khác. Sau đó, một màn Đường Hạo không thể không tin đã diễn ra.
Cạch. Ý thật cảm ơn, Mộc Tuyết, thật cảm ơn hai người, hiện tại chúng tôi cũng không biết nên nói gì để biểu lộ lòng cảm ơn đối với gia đình các cháu. Người phụ nữ trung niên kích động nói. Người đàn ông trung niên cũng gật đầu, ông biết rằng chuyện đêm qua nếu không nhờ vào Dương Tiêu, thì đứa con gái bé bỏng của hai người bọn họ nhất định sẽ mất mạng trong biển lửa. Chú Vương, dì Tống, hai người quả thật quá khách sáo rồi, mọi người đều là hàng xóm sống chung một tầng lầu, theo lý thì phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Đường Mộc Tuyết an ủi nói. Đúng vậy, cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp, đây cũng là việc cháu nên làm. Dương Tiêu cười nhạt trả lời. Tận mắt chứng kiến một màn trước mắt, khuôn mặt Đường Hạo không ngừng co giật, hắn không tin được nói, tên phế vật Dương Tiêu thật sự là anh hùng cứu người sao? Tên phế vật vô dụng này không phải nên bị dọa sợ đến vãi cả da quần sao? Không thể nào, hai người các người chính là được bọn họ nhờ vả diễn màn kịch này. Từ đầu đến cuối, Đường Hạo chưa một lần thật sự công nhận Dương Tiêu, hắn càng không tin rằng Dương Tiêu chính là loại người không tiếc mạng sống của bản thân mà giang tay đi cứu giúp kẻ khác. Sau đó, một màn Đường Hạo không thể không tin đã diễn ra. Cạch, chuyện vô cùng hệ trọng. Vừa nói, vị chỉ huy này liền vẫy tay ra hiệu, một đội viên cứu hỏa từ phía sau bước đến, tay mở ra một lá cờ thêu, trên lá cờ gắm rõ ràng viết bốn chữ lớn, tấm gương thời đại, người đề tặng chính là tổng đội cứu hỏa khu vực thành phố cổ, ngày trao tặng chính là ngày hôm nay. Nhìn bốn chữ lớn ánh vàng rực rỡ, Đường Hạo há hốc mồm, hắn triệt để hoảng loạn rồi. Đúng vậy, Đường Hạo trong giây phút này hoảng loạn không lời nào diễn tả được. Tên phế vật Dương Tiêu như vậy mà lại trở thành anh hùng sao? Dương Tiêu hiện tại có thể nhận được sự tôn kính của tất cả mọi người, đây là điều khiến cho Đường Hạo không cách nào tin tưởng được. Nữ y tá Diệp Khinh Vũ nhìn khuôn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc của Đường Hạo cười lạnh nói, mở to đôi mắt chó của anh ra mà nhìn trên lá cờ viết những gì, chính là bốn chữ tấm gương thời đại. Tôi nghĩ nếu như đêm qua anh có mặt ở hiện trường, người gặp hỏa hỏa sợ đến vãi cả da quần chắc chắn chính là anh chứ không phải ai khác rồi. Đường Hạo muốn phản bác lại những lời này, những lời không có cách nào nói lên lời. Các anh đây là muốn làm gì? Nhìn bốn chữ lớn được viết trên lá cờ, Dương Tiêu dỡ khóc dỡ cười nói. Vị chỉ huy đội cứu hỏa cười nói, Dương tiên sinh, đây là một chút thành ý của đội cứu hỏa chúng tôi. Trong những năm gần đây, người có năng lượng chính nghĩa như anh đây đã không còn nhiều nữa, năng lượng chính nghĩa cần được sự công nhận từ người khác. Đúng rồi, Dương tiên sinh đây là thẻ chứng nhận của anh. Vừa nói, liền có người đem thẻ chứng nhận của Dương Tiêu cung kính đặt lên trên bàn. Đường Hạo nhìn chăm chăm vào Dương Tiêu lúc này đang được mọi người ca tụng, trong mắt hẳn lên nét oán hận căm ghét. Hắn chuyến này đến đây vốn dĩ muốn châm chọc Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết một phen, nhưng lại không ngờ được đến cuối cùng bản thân lại tận mắt chứng kiến Dương Tiêu trở thành tấm gương anh hùng. Lúc này, Đường Hạo giống như ăn phải ruồi chết cả người đều khó chịu. Mắt thấy nhiều người đối với Dương Tiêu tôn kính vạn phần. Đường Hạo tức đến mức cả người run rẩy, hắn nắm chặt bàn tay vô cùng không cam tâm bước ra bên ngoài bệnh viện. Mẹ nó, Dương Tiêu tên vô dụng nhà người cứ đợi đó cho tao, mày căn bản cũng không phải là thứ anh hùng gì cả, mày cùng lắm chỉ là một con gấu chó không hơn không kém, sớm muộn gì cũng có một ngày, tao nhất định sẽ xé nát mặt nạ giả tạo của mày xuống. Việc đã đến nước này, Đường Hạo cũng không cách nào tin Dương Tiêu đã thật sự cứu người. Dương Tiêu cử động không tiện. Chỉ có thể để Đường Mộc Tuyết thay mình đón tiếp. Hai vợ chồng người trung niên cũng không tiện làm phiền quá lâu, chỉ trò chuyện được vài câu liền rời đi. Đến thời gian buổi chiều, Dương Tiêu lúc này mới xoay người, hắn cảm thấy phía sau lưng cũng đã khôi phục được kha khá. Cô vô cùng rõ ràng, Dương Tiêu bị thương vô cùng nghiêm trọng, đêm qua vết thương sau lưng còn máu thịt lẫn lộn, như thế nào lại nhanh chóng bình phục như vậy. Đến mức bác sĩ sau khi kiểm tra một phen cũng thầm cảm thán thần kỳ. Mọi người có điều không biết, Dương Tiêu trước đây là bảo đao của quốc gia, không biết đã từng uống qua bao nhiêu loại thảo dược quý hiếm, khả năng hồi phục của bản thân tất nhiên đã trở nên cường đại đến mức biến thái. Ngôn tình sủng. Nếu như Dương Tiêu vẫn còn trong thời kỳ đỉnh cao, căn bản không cần tiêu tốn nhiều thời gian đến như vậy. Vết thương hắn chảy ra chóc vẫy không ít, nhưng xương cốt căn bản không ảnh hưởng. Sau khi xuất viện, Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết rất nhanh liền tìm thấy hai người Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm. Hai người này tìm nhà cả một ngày, nhưng vẫn chưa tìm thấy một căn nhà thích hợp. Nếu thuê một căn nhà mới thì quá đắt, tiền thuê hàng tháng của một căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách ở khu vực ngoại thành cũng ít nhất hơn 2.000 tệ một tháng, nhưng Đường Mộc Tuyết đi làm mỗi ngày lại không tiện. Hơn nữa, trong nhà hiện tại cũng không có tiền, cuộc sống túng thiếu,
nếu thuê một căn hộ mới là chuyện vượt ngoài tầm với. Đường Mộc Tuyết thấp giọng nói, không bằng chúng ta thuê nhà ở khu nhà cũ, kinh tế hơn. Không được, tuyệt đối không được, đánh chết mẹ cũng không ở trong những căn nhà cũ. Triệu Cầm trầm giọng nói. Có tiền lệ đã xảy ra, bà cùng Đường Kiến Quốc hiện tại một chút cũng không muốn ở trong căn nhà cũ, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao? Đường Mộc Tuyết vô cùng nhức đầu, nhà mới thì không đủ tiền thuê, nhà cũ thì lại không muốn ở, không lẽ ngày ngày đều phải ở khách sạn sao? Trong lúc mọi người đang tâm phiền ý loạn, Dương Tiêu liền lên nói, không bằng để con thử xem sao. Ánh mắt ba người lập tức khóa chặt trên người Dương Tiêu. Liếc mắt nhìn Dương Tiêu, Triệu Cầm khinh thường nói, cậu muốn thử sao? Cậu thử cái gì, thêm phiền phức cho chúng tôi sao? Dương Tiêu, cậu tốt nhất thành thật một chút cho tôi, đừng kéo chân gây phiền phức cho chúng tôi, bà đây đã cảm ơn trời cảm ơn đất rồi. Đường Kiến Quốc gật đầu, trong mắt hai người bọn họ, Dương Tiêu giờ phút này so với phế vật càng vô dụng hơn, quả thật chính là một kẻ chỉ biết kéo chân gây phiền phức cho bọn họ. Triệu Cầm đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, kéo tay Đường Kiến Quốc nhìn bỉ ổi sang Dương Tiêu nói, được lắm tên phế vật, bà đây cho cậu một giờ đồng hồ, nếu như cậu không tìm được căn nhà mới, thì đừng trách bà đây trở mặt với cậu. Đường Kiến Quốc không tin được nhìn sang Triệu Cầm, Cầm Cầm, do dù cả hai chúng ta không làm được thì cũng không thể đặt hết hy vọng vào trong tay một tên phế vật được. Triệu Cầm thấp giọng nhìn Đường Kiến Quốc nói, ông có còn nhớ hay không? Khi ông khám bệnh chính là tên phế vật này đã lấy ra 10 vạn để chỉ trả tiền viện phí, tên phế vật này nhất định là kẻ có tiền, vừa đúng lúc trong tay chúng ta đều không có tiền, vậy thì cứ để tên phế vật này bỏ tiền ra, chúng ta ngược lại còn tiết kiệm được một khoản. Mặc dù Triệu Cầm đã thấp giọng nói, nhưng Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết vẫn nghe rõ không sót lời nào. Đường Mộc Tuyết lúc này tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Cô thật không ngờ đến rằng đến thời điểm này rồi mà Triệu Cầm vẫn cứ nhớ mãi không quên đến số tiền trong tay Dương Tiêu. Mẹ, mẹ làm sao có thể như thế được? Đường Mộc Tuyết vô cùng tức giận nói. Đường Kiến Quốc nghe xong, cũng vô cùng tán thành phương pháp này của Triệu Cầm. Mộc Tuyết, có vấn đề gì hay sao? Tên vô dụng này ở nhà chúng ta ăn không ngồi rồi 5 năm nay, hiện tại gia đình gặp khó khăn, chính là cơ hội cho hắn báo đáp chúng ta rồi đấy. Nghe những lời này của Đường Kiến Quốc, Đường Mộc Tuyết sốt cuộc cũng cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn đối với ba mẹ ruột của mình. Sức khỏe Dương Tiêu lúc này chỉ vừa mới có chuyển biến tốt, hiện tại còn phải chịu sự sỉ nhục của ba mẹ mình, Đường Mộc Tuyết quả thực đau lòng không thôi. Xin lỗi, Đường Mộc Tuyết giống như một đứa trẻ phạm lỗi sai ngước mắt nhìn Dương Tiêu nói. Dương Tiêu dịu dàng nói, Mộc Tuyết, ba mẹ nói không sai, hiện tại nhà chúng ta xảy ra chuyện, anh cũng không thể ngồi im không màng đến. Lời này mới đúng là lời người nói chứ. Triệu Cầm khuôn mặt cười lạnh nói, bà chính là sợ Dương Tiêu chỉ tìm những ngôi nhà cũ xưa, liền đặc biệt dặn dò, nhớ rõ, chúng ta không ở nhà cũ, chúng ta muốn sống ở trong tiểu khu cao cấp, chính là tiểu khu cao cấp không có nguy hiểm tiềm tàng. Mẹ, Đường Mộc Tuyết tức giận nói. Triệu Cầm hừ giọng nói, Mộc Tuyết, mẹ cũng là đang suy nghĩ cho cả nhà chúng ta, lỡ đâu lại phát sinh hỏa hoạn thì như thế nào? Dương Tiêu gật đầu đồng ý. Ba mẹ hai người yên tâm, con đảm bảo ngôi nhà mới của chúng ta nhất định sẽ thuộc khu vực thượng lưu nhất của thành phố Trung Nguyên. Căn nhà thượng lưu nhất, cậu cứ thổi phồng đi, đợi đến khi không có nhà để ở, lại tiếp tục tính đến chuyện của cậu. Triệu Cầm khinh thường nói. Dương Tiêu có thể thuê được một căn nhà ở tiểu khu cao cấp thì Triệu Cầm đã cảm ơn trời cảm ơn đất rồi, còn nhắc đến căn nhà thượng lưu nhất Triệu Cầm căn bản không dám xa xỉ mà hy vọng. Tâm chuyện Đường Mộc Tuyết lúc này cực kỳ khó chịu. Hiện tại cô cũng không còn biện pháp nào khác nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Dương Tiêu. Dù sao, số tiền dành dụm trước đây đều dùng để chỉ trả tiền khám bệnh cho Đường Kiến Quốc, hiện tại cộng thêm tiền viện phí của Dương Tiêu, lúc này tiền bạc trong người của Đường Mộc Tuyết cũng không còn bao nhiêu. Đường Mộc Tuyết từng nghĩ đến việc tạm ứng tiền lương, nhưng cuối cùng cô vẫn từ bỏ suy nghĩ này. Hiện tại, Đường Hạo chính là giám đốc điều hành, chỉ dựa vào sự đối đầu của Đường Hạo dành cho mình. Đường Hạo hắn ta chắc chắn sẽ không bao giờ phê duyệt tạm ứng tiền lương trước cho cô, Đường Hạo hiện tại hận nhất chính là khiến cho một nhà bọn họ đều thành chó nhà có tang. Đường Mộc Tuyết biết rõ Dương Tiêu trước đây từng là quân nhân, e rằng số tiền trên người chính là tiền dành dụm trong quân đội. Thu nhập của một người quân nhân cũng không tính là nhiều, Dương Tiêu đã mua tặng cô một chiếc xe Maserati Quattroporte, lại tạm ứng trước 10 vạn tiền viện phí cho phí điều trị của Đường Kiến Quốc, hiện tại chỉ sợ rằng trên người hắn cũng không còn bao nhiêu tiền. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm chính là thờ ơ mà đứng một bên chờ,
hai người bọn họ hiện tại đã tin việc Dương Tiêu chính là quân nhân, bọn họ hiện tại chính là muốn tiêu sạch toàn bộ số tiền trên người Dương Tiêu mới cam lòng. Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu ở rễ trong nhà bọn họ, tiền của Dương Tiêu chính là nên lấy ra cống hiến cho cái nhà này. Điện hạ, tôi vừa mua một căn biệt thự ở khu Nặc Lan Sơn, Trang, hiện tại có thể trực tiếp vào ở, điện hạ ngài trước mắt có thể đến ở tạm, căn nhà bên này đã hoàn công, hiện tại trong quá trình hoàn thiện trang trí. Lý Minh Hiên bẩm báo lại. Vất vả cho cậu rồi. Dương Tiêu gật đầu trả lời. Hiện tại tìm nhà cũng không dễ dàng gì, Dương Tiêu chỉ có thể lựa chọn chấp nhận ở tạm trong căn biệt thự Lý Minh Hiên vừa mua. Sau khi đã giải quyết xong chỗ ở, Dương Tiêu liền ngăn lại một chiếc xe taxi, ba mẹ, Mộc Tuyết, đã sắp xếp ổn thỏa. Chúng ta đi được rồi. Hừ, đợi lát nữa nếu như không phải là tiểu khu cao cấp, bà đây liền tính số với người. Triệu Cầm không hề dành cho Dương Tiêu chút mặt mũi tốt nào, liền nhanh chân bước lên xe. Sau khi bước xuống xe, Triệu Cầm triệt để ngây người. Đây không phải là khu biệt thự Sơn Trang Nặc Lan sao? Dương Tiêu cái tên phế vật này, dám đùa giỡn bà đây đúng không? Triệu Cầm nhìn sang Dương Tiêu hét lên. Nặc Lan Sơn Trang chính là khu vực biệt thự xếp thứ 2 tại thành phố Trung Nguyên, chỉ thua kém khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh. Nơi này mỗi một tòa biệt thự cũng trị giá thấp nhất cũng vài chục triệu, có thể sống ở nơi này không phải người giàu sang thì cũng là kẻ phú quý. Hơn nữa, bảo vệ nơi này cực kỳ nghiêm khắc, ra vào đều cần phải đăng ký. Trong mắt Triệu Cầm, Dương Tiêu mang bọn họ đến đây chính là cố ý muốn trêu chọc bọn họ. Đường Kiến Quốc cùng Đường Mộc Tuyết cũng chết sững, bọn họ đều không dám tin nơi ở mà Dương Tiêu vừa nói chính là nơi này. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng nói, mẹ, con như thế nào có thể trêu chọc người được? Chúng ta vào thôi. Triệu Cầm làm sao dám bước chân vào Nặc Lan Sơn Trang chứ, nơi này kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt, nếu như Dương Tiêu muốn trêu chọc bọn họ, vậy bọn họ há không phải sẽ bị bảo vệ nơi này tống cổ ra ngoài hay sao? Dương Tiêu cậu càng ngày càng quá đáng rồi đấy, cậu chính là giáp tâm muốn nhìn thấy tôi khó coi đúng không? Triệu Cầm tức đến mức muốn xông lên tát thẳng vào mặt Dương Tiêu. Bà chính là nhận định Dương Tiêu đây là đang cố ý chọc ghẹo bọn họ, khu biệt thự cao cấp như thế này bà cũng chỉ có thể ngước nhìn từ xa mà thôi. Chính vào giây kế tiếp, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục khuôn mặt vô cùng tôn kính bước đến trước mặt Dương Tiêu nói, Dương tiên sinh, rốt cuộc ngài cũng đã đến, xin mời vào bên trong. Cái gì? Nhìn thấy thần sắc tôn kính của người đàn ông trung niên, Triệu Cầm cho rằng Dương Tiêu đang bốc phét, sắc mặt bà lúc này lập tức đông cứng. Vất vả cho ông rồi. Dương Tiêu gật đầu trả lời. Hắn biết người đàn ông này nhất định chính là do Lý Minh Hiên sắp xếp, cho nên Dương Tiêu cũng không quá khách sáo với người này. Mắt thấy Dương Tiêu bước theo sau người đàn ông trung niên kia thật sự bước vào cổng lớn Nặc Lan Sơn Trang, mi mắt Triệu Cầm giật nảy điên cuồng nhanh chân chạy lên phía trước kéo lấy cánh tay người đàn ông trung niên kia, có lầm lẫn gì hay không? Ông chắc chắn là đưa chúng tôi đến đây ở hay sao? Không xêu các vị xin mời theo tôi vào bên trong. Người đàn ông trung niên gật đầu xác nhận. Trước khi đến đây Lý Minh Hiên đã giao phó rõ ràng, hắn lần này đến chính là hỗ trợ đám người Dương Tiêu có thể thuận lợi dọn vào bên trong căn biệt thự này. Nặc Lan Sơn Trang dù sao cũng là khu biệt thự cao cấp thứ 2 trong thành phố Trung Nguyên, trước khi khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh được khai phá, nơi này chính là khu biệt thự xếp thứ nhất tại thành phố Trung Nguyên. Nơi này quy định nghiêm ngặt, ra vào đều cần kiểm tra nghiêm khắc. Sau khi hỗ trợ gia đình 4 người Dương Tiêu làm thủ tục ra vào biệt thự, lúc này tất cả mọi người liền đến trước một khu biệt thự xa hoa. Căn biệt thự này nằm trong vị trí yên tĩnh nhất của Nặc Lan Sơn Trang, phong cảnh xung quanh vô cùng tao nhã xinh đẹp, từng thảm cỏ xanh mướt được bố trí hai bên đường. Biệt thự có tổng cộng 3 tầng, có khu vực để xe riêng, phía sau còn có một hoa viên không lớn cũng không nhỏ, trên sân thượng còn có bể bơi riêng, xa hoa vô cùng. Nội thất được trang trí xa hoa lộng lẫy. Phong cách Âu Mỹ phục cổ, trong phòng khách còn treo một chiếc đèn thủy tinh trong suốt, sau khi mở công tắc đèn thủy tinh thì cả căn phòng khách rộng lớn đều được chiếu bằng ánh sáng êm dịu, nguy nga lộng lẫy vô cùng. Trên tường treo vô số bức tranh phục cổ, đồ dùng trong nhà toàn bộ đều là vật xa xỉ nhất trong nước, đại đa số đều là do Lý Minh Hiên không tiếc ra giá cao yêu cầu người chế tác. Bọn họ sống cả một đời cũng chưa từng thấy qua một căn biệt thự xa hoa như vậy, nhìn hình ảnh trước mắt. Trong lòng hai người không ngừng dâng lên từng trận kinh ngạc. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc đến mức lấy tay che kín đôi môi đỏ hồng gợi cảm của mình, cô cũng bị cảnh tượng trước mắt gây choáng ngợp không thôi, cảnh tượng này cô chỉ từng nhìn thấy qua trong phim truyền hình dài tập mà thôi. Hơn nữa,
những căn biệt thự trong phim truyền hình dài tập cũng không lớn đến như vậy, nội thất trang trí bên trong cũng không xa hoa như vậy. Triệu Cầm sải bước lớn bước đến ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, cảm thán nói, cảm giác này cũng thật là quá tốt đi, bộ ghế sofa này khẳng định không ít tiền đâu, Đường Kiến Quốc, ý chúng ta rốt cuộc cũng đã trải nghiệm được cuộc sống giàu sang của kẻ có tiền. Đường Kiến Quốc cũng bước về phía ghế sofa, ngồi lên cảm nhận độ êm ái của nó, kích động đến nói không nên lời. Ông trời của tôi ơi, mau nhanh đến xem trên bộ bàn trà này được khắc logo của tập đoàn Thịnh Hoàng này. Tập đoàn Thịnh Hoàng chính là công ty chuyên làm đồ gia dụng tư danh danh tiếng lẫy lừng trong nước. Giá cả xa xỉ, chỉ cần một bộ bàn trà giá trị cũng ít nhất phải đến hơn 10 vạn đi. Triệu Cầm lại lần nữa cảm thán. Triệu Cầm lại lần nữa giống như phát hiện ra lục địa mới, kinh ngạc cảm thán liên tục. Khi bà ta bước đến phòng ngủ chính, lúc này từ trong phòng ngủ chính lại lần nữa truyền đến tiếng hét kinh ngạc của Triệu Cầm. Đây không phải là giường ngủ thương hiệu gia dụng Panian sao? Một chiếc giường cũng ít nhất phải hơn 1 triệu. Giường ngủ thương hiệu gia dụng Panian chính là thương hiệu giường ngủ xa hoa xếp thứ tự trong bảng xếp hạng thế giới. Chất liệu giường ngủ được sử dụng từ gỗ mun cùng gỗ lim chế tác thành. Trên giường có không gian ẩn có thể bố trí sắp xếp các vật dụng để trên đầu giường. Giường ngủ thương hiệu Panian chính là do đích thân một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng trong nước thiết kế. Hơn nữa sản phẩm của thương hiệu này giá trị cao nhất phải hơn 21 vạn Mỹ Kim, nếu quy đổi thành tiền nhân dân tệ chính là 142 vạn nhân dân tệ. Huyền Đường Mộc Tuyết nhìn cũng hoa cả mắt, tất cả đồ dùng được trang trí trong tòa biệt thự này gần đều là những thương hiệu hàng đầu trong nước cũng như quốc tế, có nhiều thương hiệu đến mức cô thậm chí còn không biết. Ngay giây phút này, Triệu Cầm giống như quên mất bản thân, tự xem căn biệt thự này giống như thuộc về bản thân. Bà cùng Đường Kiến Quốc điên cuồng chụp hình để đăng lên mạng xã hội khoe khoang khắp chối. Mắt thấy hai người thân ham mê hư vinh như vậy, trong lòng Đường Mộc Tuyết chính là không có bất kỳ tư vị nào. Vừa rồi bọn họ còn đối xử vô cùng khinh thường với Dương Tiêu, hiện tại Dương Tiêu đã kiếm được một căn biệt thự tốt như vậy, ngược lại đối với công lao của Dương Tiêu lại không nhắc đến một chữ. Phòng ngủ chính là của ba mẹ, các phòng còn lại các người cứ tùy tiện chọn, không cần khách sáo. Triệu Cầm sảng khoái nói. Vừa nói, Triệu Cầm liền bước đến trước những vật dụng xa xỉ quý giá không ngừng chụp hình, sau đó tiến hành kiểm định giá cả. Đường Mộc Tuyết cảm thán không thôi, liên tục nói, mẹ cẩn thận một chút, những món đồ này rất quý giá, nếu làm hư rồi chính ta không đền nổi đâu. Yên tâm đi, không làm hư được đâu, dù cho làm hư thì cũng không phải đã có tên phế vật Dương Tiêu đứng ra chịu trách nhiệm sao. Triệu Cầm hưng phấn nói. Đồng thời, trong lòng Triệu Cầm đã nhận định rằng khoản tiền trên người Dương Tiêu khi còn trong quân đội nhất định vẫn còn rất nhiều, nếu không cũng không thể thuê được một căn biệt thự lớn như vậy ở Nạc Lan Sơn Trang. Đường Mộc Tuyết thật sự là bị đánh bại trước sự vô liêm sỉ của mẹ mình, không nhắc đến khu biệt thự này là do Dương Tiêu tìm được, hiện tại nếu đồ vật có gì hư hại ngược lại chỉ muốn đổ trách nhiệm lên người Dương Tiêu, dưới thiên hạ này làm sao lại có người vô liêm sỉ đến như vậy. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, Mộc Tuyết, không sao cả. Khó được dịp mẹ vui vẻ một lần như vậy. Thả dám, cậu nhìn tôi vui vẻ chỗ nào chứ? Triệu Cầm không vui nói, tôi nói cho cậu biết, đừng cho rằng cậu có thể thuê được căn biệt thự này liền có thể khiến cho chúng tôi nhìn cậu bằng cặp mắt khác, cậu ở nhà chúng tôi ăn uống miễn phí cả 5 năm nay, đây chính là hồi báo mà cậu phải trả cho chúng tôi. Còn có Mộc Tuyết Hà, trên người tên phế vật này nhất định vẫn còn không ít tiền bạc, còn nhanh chóng nghĩ cách khiến hắn giao nộp hết ra đây. Trên người đàn ông tuyệt đối không được giữ tiền. Đường Mộc Tuyết triệt để không lời nào để nói với Triệu Cầm, loại hành vi bỏ đá xuống giếng cùng với việc ăn cơm nhà người nhưng lại chê người ta nấu không ngon có gì khác biệt chứ. Nếu như không phải Dương Tiêu, bọn họ đêm nay có lẽ phải ngủ lang thang ngoài đầu đường xó chợ, chứ đừng nói đến việc có thể ở trong một căn biệt thự xa hoa như thế này được. Hai người Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc hưng phấn đến mức hoa tay múa chân, chụp không biết bao nhiêu là hình ảnh khoe khoang trong vòng bạn bè. Lòng hư vinh cũng được thỏa mãn cực kỳ. Hành hạ cũng được kha khá, Triệu Cầm nhìn sang Đường Kiến Quốc nói, đồ quỷ chết tiệt này, vất vả cả một ngày rồi, cả người chỉ toàn mồ hôi, còn không mau đi tắm. Đường Kiến Quốc giống như nghe hiểu lời này của Triệu Cầm có ý gì, hưng phấn không thôi lập tức đứng lên bước về phía nhà tắm. Đường Mộc Tuyết cả khuôn mặt thất vọng, cô nhìn sang Dương Tiêu bất lực nói, ba mẹ chính là như vậy, anh cũng đừng chấp nhất với bọn họ làm gì. Ba mẹ của em cũng chính là ba mẹ của anh làm sao lại để ý đến những chuyện này. Không sớm nữa rồi, Mộc Tuyết em cũng chọn một căn phòng đi. Dương Tiêu cười dịu dàng nói. Nhìn khuôn mặt dịu dàng của Dương Tiêu,
trong lòng Đường Mộc Tuyết như có một dòng nước ẩm chảy qua. Cô thật sự có thể cảm nhận được, bất cứ khi nào gặp phiền phức thì người đàn ông trước mặt vẫn đáng tin cậy hơn. Được chứ, Đường Mộc Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, sau đó liền chọn một căn phòng thoáng mát, có thể nhìn ngắm được phong cảnh bên ngoài. Phòng ngủ bên cạnh cũng được bố trí nguy nga tráng lệ, diện tích cũng phải hơn 60-70 mét vuông, còn có nhà vệ sinh riêng, cũng khá tiện lợi. Nhưng trong phòng chỉ bố trí một chiếc giường chiếu tatami sang trọng hào nhoáng, điều này khiến cho khuôn mặt tinh xảo của Đường Mộc Tuyết lập tức ửng đỏ. Chỉ có một chiếc giường, không lẽ bản thân cùng Dương Tiêu thật sự phải ngủ cùng trên một chiếc giường hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Mộc Tuyết rối loạn không ngừng, khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng. Dương Tiêu có chút không biết phải làm như thế nào, bình thường hắn cũng chỉ ngủ trên nệm lót sàn, hiện tại trong một căn biệt thự sang trọng như vậy nếu như vẫn lót nệm bên dưới, quả thực có chút không thích hợp gãi đầu. Dương Tiêu chủ động mở lời, Mộc Tuyết, chỉ có một chiếc giường, cũng không có nệm lót sàn, không bằng anh đến ngủ bên phòng kế bên, tránh làm phiền em nghỉ ngơi. Nhìn dáng vẻ chân thành của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết tức đến mức hận không thể tiến lên đánh hắn một trận. Sang phòng kế bên ngủ. Không lẽ bản thân không hề có chút mê lực nào hay sao? Đường Mộc Tuyết thức đến mức tức giận mãnh liệt dâng trào, cô nhìn Dương Tiêu lạnh giọng nói, không được, đêm nay chúng ta nhất định phải ngủ với nhau. Ngủ với nhau. Dương Tiêu nhất thời há hốc miệng trừng mắt nhìn Đường Mộc Tuyết. Nhìn chằm chằm vào cơ thể nhấp nhô và gợi cảm của Đường Mộc Tuyết, hồi tưởng lại hình ảnh mờ ám trong nhà vệ sinh bệnh viện, Dương Tiêu không nhịn được nuốt nước bọt. Dương Tiêu dù sao cũng là người đàn ông đã trưởng thành. Đường Mộc Tuyết đột nhiên đưa ra yêu cầu ngủ chung như vậy, không khỏi khiến cho hắn suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, thông qua tình cảnh ái muội trong nhà vệ sinh bệnh viện, khía cạnh mà Dương Tiêu trước đây chưa từng nghĩ đến hiện tại lại biến thành một suy nghĩ to gan không ngừng xuất hiện trong tâm trí. Lần trước có cơ hội cùng Đường Mộc Tuyết ngủ chung một chiếc giường, Dương Tiêu căn bản không dám suy nghĩ nhiều, trong lòng thấp thỏm không yên, không bao lâu thì hắn liền chạy ra ngủ ngoài ghế sofa. Lần này hoàn toàn không giống như vậy. Thông qua sự tiếp xúc thân mật gần gũi trong nhà vệ sinh bệnh viện, khi Dương Tiêu nhìn thân thể gợi cảm mềm mại của Đường Mộc Tuyết trong đầu đã không ngừng xuất hiện lên những suy nghĩ đen tối. Không thể không thừa nhận, Đường Mộc Tuyết rất xinh đẹp, đẹp đến mức không có từ ngữ nào để diễn tả. Hoa hồng tuy đẹp nhưng cần có lá xanh làm nền phối hợp, những nét đẹp của Đường Mộc Tuyết chính là vẻ đơn thuần tự nhiên. Giống như ánh sáng sau cơn bão tuyết, hoa nở xuân về. Còn Đường Mộc Tuyết chính là khung cảnh tịch mịch như sương khói trong cảnh sắc này. Mặc dù những năm nay Đường Mộc Tuyết vì công việc vất vả khắp nơi, cũng không sử dụng mỹ phẩm bảo dưỡng thường xuyên, nhưng hương vị thành thục trên người cô không cách nào che giấu được. Không bằng đêm nay Dương Tiêu hắn tiến một bước đột phá mối quan hệ của cả hai. Dương Tiêu sâu sắc hiểu rõ, trong cuộc sống này đại đa số mọi việc bắt đầu chính là dựa vào nỗ lực, kết quả thì chỉ đành phó mặc cho vận mệnh, trái tim con người chính là một thứ vô cùng phức tạp. Tiến một bước sợ rằng chạm vỡ, lùi một bước lại sợ bỏ lỡ, trăm tính ngàn tính cuối cùng vẫn đứng bắt động tại vạch xuất phát. Nếu như hiện tại không nhân cơ hội quan hệ hai người đang có tiến triển mà thử nghiệm một chút, có lẽ sau này cũng sẽ không còn cơ hội nào khác. Dù sao Đường Mộc Tuyết cũng là vợ của mình, dù cho cô không để mình thực hiện được thì cùng lắm chỉ bị đánh một trận mà thôi. Những năm gần đây, ở bên cạnh canh giữ một người vợ xinh đẹp như vậy, đừng nhắc đến cuộc sống của Dương Tiêu trải qua khó khăn như thế nào. Ý thức được suy nghĩ méo mó của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết căng thẳng không thôi, khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng của cô vội vàng luống cuống giải thích, em không hề có bất kỳ suy nghĩ nào khác, anh đừng nghĩ quá nhiều, một chiếc giường lớn như vậy hai người ngủ vẫn còn dư, nếu như anh ra ngoài ngủ, ba mẹ lại cho rằng em bạc đãi anh. Được, anh hiểu rồi, Dương Tiêu gật đầu trả lời. Hắn biết rằng, phụ nữ chính là một loại động vật khẩu thị tâm phi, không muốn bản thân suy nghĩ nhiều nhưng thực ra chính là muốn bản thân suy nghĩ thêm. Nói rằng không muốn thật ra chính là muốn. Trong lòng Đường Mộc Tuyết hồi hộp không thôi, cô hiện tại xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một khe hở nhét mình vào bên trong, tự trách bản thân tại sao lại có can đảm nói ra những lời như vậy. Trên thực tế, cô dù sao cũng là một người phụ nữ bảo thủ, Đường Mộc Tuyết căn bản chưa từng nghĩ qua bản thân sẽ chủ động trong chuyện này. Đam Mỹ hát văn, thời gian cũng không còn sớm nữa, vết thương trên người anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, sớm nghỉ ngơi đi. Giọng nói Đường Mộc Tuyết như tiếng mũi kêu nho nhỏ vang lên. Được, nhìn dáng người tươi xinh quyến rũ của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu lại một nửa không chút cốt khí nuốt một ngụm nước miếng. Tắm rửa đơn giản một chút, cởi giày để bên dưới, Dương Tiêu có chút hồi hộp hai tay run rẩy lật ra tắm nệm,
nằm lên trên giường. Đường Mộc Tuyết sau khi tắm rửa xong, cũng bước lên nằm lên một bên giường, trái tim căng thẳng bất an. Lần đầu tiên, hai người lại tiếp xúc trong khoảng cách gần như vậy. Dương Tiêu vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng ai biết rằng sau khi nằm trên giường hắn lại căng thẳng đến mức giống như đã bị điểm thuật bắt động, căn bản không dám hó hé nhúc nhích. Những năm trước đây, Dương Tiêu là thanh gươm sắc bén của quốc gia, không biết đã chấp hành qua bao nhiêu lần nhiệm vụ, đã nhìn ngắm qua bao nhiêu mỹ nhân trên thiên hạ, thậm chí cũng đã thấy qua không ít những hình ảnh có chừng mực, nhưng hắn đều bắt phi sở động. Dương Tiêu chính là một người luôn biết giữ mình trong sạch, những năm niên thiếu không ngừng vì bản thân mà không ngừng trở nên mạnh mẽ cường đại, hắn chính là muốn một đám người Dương gia ở Đề Đô phải nhìn mình bằng cặp mắt khác. Hắn muốn trở nên cường đại mạnh mẽ sau đó cướp lại những thứ thuộc về ở Dương gia Đế Đô, càng muốn trở nên mạnh mẽ đến mức không ai đánh bại được, để cho mẹ ruột của mình không phải chịu bất kỳ sự ghẻ lạnh khinh thường nào từ kẻ khác. Cũng vì những điều này mà Dương Tiêu từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Cho nên, lúc này Dương Tiêu vẫn là thân thể trong sạch, chưa hề một lần tiếp xúc da thịt với nữ nhân. Trước đây cũng có vô số mỹ nữ tự chủ động ngã vào lòng hắn, cũng vì không có tình cảm nên Dương Tiêu cũng chỉ vô tình đem những mỹ nữ này đẩy ra xa. 5 năm chung sống, trong lòng Dương Tiêu đã yêu say đắm người con gái xinh đẹp cùng mạnh mẽ này. Khi tất cả những người xung quanh đều xem thường hắn, chỉ có duy nhất Đường Mộc Tuyết chưa từng khinh thường hắn. Mặc dù cô luôn có thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng chưa từng một lần la mắng giáo huấn. Trong vô hình, Dương Tiêu đã đem Đường Mộc Tuyết trở thành tình yêu cả một đời. Giây phút này, đầu óc Đường Mộc Tuyết như rơi vào một vùng trắng trống rỗng. Cô ngại ngùng khó xử, nằm trên giường đến nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích lấy nửa phần. Nghĩ đến đêm qua bản thân đã hô hấp nhân tạo cho Dương Tiêu, nhớ lại tình cảnh ái muội mờ ám trong nhà vệ sinh bệnh viện, Đường Mộc Tuyết ngại ngùng không thôi. Thật không nghĩ đến rằng, trong trái tim Đường Mộc Tuyết cô sớm đã xem Dương Tiêu trở thành một nửa trung thành, chỉ là bản thân hai người vẫn chưa đột phá bức màn ngăn cách cuối cùng mà thôi. Khoảng thời gian này, tất cả những việc Dương Tiêu làm đều khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm động không thôi, Đường Mộc Tuyết cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý đem bản thân giao cho hắn. Nếu như không phải vì Dương Tiêu chính là một tên đầu gỗ, thì những ngày trước đây hai người bọn họ có lẽ đã tiến hành việc cá nước thân mật rồi, cần gì phải chờ đến hiện tại. Đặc biệt nhất chính là đêm qua Dương Tiêu không màng đến an nguy tính mạng bản thân xông vào biển lửa cứu thoát cô, cũng như biết được thân phận trước đây của Dương Tiêu đã từng là một vị quân nhân, những điều này đều khiến cho Đường Mộc Tuyết chấn động không ngừng. Chỉ đáng tiếc người đang nằm kế bên cô chính là một tên đầu gỗ không hơn không kém, không hiểu chút phong tình nào. Cô dù sao cũng là một người phụ nữ bảo thủ, đối với chuyện này có thể làm nhiều nhất chính là đưa ra ám hiệu, căn bản không cách nào tự chủ động được. Mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết tức đến mức không nhịn được dậm chân tức giận. Không lẽ thật sự cần cô cởi sạch sẽ quần áo nhào vào lòng Dương Tiêu thì hắn mới hiểu được cô có ý gì hay sao? Nhanh, nhanh thêm chút nữa, lão Đường, bà đây yêu ông chết đi được. Trong giây lát, từ phòng ngủ chính truyền đến giọng nói của Triệu Cầm. Nghe những lời này, Dương Tiêu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiện tại cũng đủ sức tưởng tượng được lúc này Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm trong phòng ngủ chính đang làm chuyện gì. Dương Tiêu vốn dĩ nhịn đến khổ sở, nhưng không nghĩ đến ba mẹ vợ của mình lại có hành động như vậy, đây rõ ràng là đang hung hăng kích thích đến thần kinh của hắn. Đường Mộc Tuyết trong giây lát đỏ mặt tía tai xấu hổ, cô dù sao cũng là người trưởng thành, cũng hiểu rõ hiện tại trong phòng ngủ chính đang phát sinh ra chuyện gì. Điều khiến cho Đường Mộc Tuyết ngượng ngùng chính là hai người bọn họ đang làm chuyện như vậy. Có cần phải lớn tiếng gào thét như vậy hay không? Hơn nữa, những lời này cũng thật khiến người nghe ngượng ngùng xấu hổ. Phải biết rằng, hiệu quả cách âm trong căn biệt thự này vô cùng tốt, nhưng hai người bọn họ lại có thể nghe rõ ràng như vậy thì cũng đủ biết âm thanh vang vọng từ căn phòng đó phải lớn đến đâu. Tiếp theo đó, không ngừng vang lên từng đọt rên rỉ của Triệu Cầm, chuyện này kích động đến Dương Tiêu không nhẹ. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười. Ba mẹ vợ hai người đây là đang giúp đỡ con rể một tay hay sao? Nhưng đáng tiếc con rể của hai người lại không làm được gì. Khuôn mặt xinh xắn của Đường Mộc Tuyết lập tức chuyển đỏ, hô hấp gấp gáp, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Dương Tiêu cũng trở nên nặng nề hơn. Không lẽ đầu óc tên đầu gỗ này đã được khai sáng rồi sao? Ngửi thấy mùi hương cơ thể nhàn nhạt tỏa ra trên cơ thể Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu hít sâu một hơi, tự nói với bản thân tôi không vào địa ngục thì còn ai vào đây? Mộc Tuyết, tiếp đó Dương Tiêu liền lên tiếng.
Có chuyện gì sao? Đường Mộc Tuyết vô cùng căng thẳng, hai tay bấu chặt vào tấm nệm giường bên dưới. Dương Tiêu nuốt một ngụm nước miếng, cả lăm nói, Mộc Tuyết, trước đây anh từng nghe qua một câu nói, liên quan đến chuyện tình cảm. Nguyên văn chính là nếu như nàng vẫn chưa dấn thân quá sâu vào thế tục, liền nắm tay nàng nhìn ngắm khắp thế gian phồn hoa, nếu như nàng đã trải qua một đời tang thương liền mang nàng đến vòng quay ngựa gỗ, nếu như nàng chính là tình đầu ngây ngô, thì chàng sẽ cởi áo tháo dây, nếu như nàng đã nhìn thấu vô số người, vậy thì chàng sẽ là bếp than lửa hồng kề bên. Mộc Tuyết, em là tình đầu ngây ngô sao? Lời này vừa nói ra khiến cho Đường Mộc Tuyết xấu hổ ngượng ngùng. Tên đầu gỗ này, vậy mà lại nói ra những lời văn vẻ như vậy, nhưng nghe vào lại lưu manh đến vậy. Cái gì gọi là em có phải tình đầu ngây ngô hay không? Có phải nếu thật sự là tình đầu mới chớm nở thì anh sẽ cởi áo tháo dây cho em hay sao? Nghĩ đến bản thân trước đây chưa từng yêu Đường, nghĩ đến những chuyện Dương Tiêu đã làm vì mình, Đường Mộc Tuyết lý nhí như tiếng muỗi kêu trả lời, đúng vậy. Vừa dứt lời, cả khuôn mặt Đường Mộc Tuyết nóng như thiêu đốt, khuôn mặt tinh xảo ửng đỏ đến mức muốn chảy ra nước. Hô hấp Dương Tiêu càng thêm gấp gáp, Đường Mộc Tuyết vậy mà lại trả lời đúng vậy, đây không phải ra ám hiệu rằng cô đã ngầm cho phép bản thân hắn cởi áo tháo dây hay sao? Nghĩ đến đây, Dương Tiêu lập tức ngồi dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Đường Mộc Tuyết, hai bàn tay không tự chủ được mà run rẩy. Cảm nhận được hô hấp nặng nề của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy trái tim mình căng thẳng đến muốn nhảy ra bên ngoài. Loại chuyện này đối với Đường Mộc Tuyết mà nói dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời này, giây phút này hai bàn tay cô lúng túng, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Khi cô trả lời câu hỏi của Dương Tiêu, tâm lý cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đem bản thân giao cho Dương Tiêu, nhằm tránh bản thân xấu hổ ngượng ngùng, Đường Mộc Tuyết liền dứt khoát nhắm chặt hai mắt. Sau đó chuyện khiến cho cô sụp đổ đã xảy ra. Dương Tiêu đột nhiên cởi sạch tất cả quần áo trên người, sau đó thành thật nằm lại một góc giường thuộc về bản thân hắn. Khi Đường Mộc Tuyết mở mắt nhìn lần nữa, cả người cô giếng như bị sét đánh giữa trời quang, khó lòng tin tưởng được những chuyện xảy ra trước mặt. Tên đầu gỗ này vậy mà lại tự cởi sạch bản thân mình. Chứ không phải vươn tay giúp cô cởi quần áo. Anh chấm ANS có phải là đã cởi sạch quần áo? Đường Mộc Tuyết trợn mắt kinh ngạc hỏi. Dương Tiêu trịnh trọng gật đầu, câu nói vừa rồi không phải đã nói như vậy hay sao? Nếu như nàng tình đầu ngây ngô, chàng liền cởi áo tháo dây. Cho nên hiện tại anh đã cởi quần áo rồi đây. Phụt. Lời này suýt chút nữa khiến cho Đường Mộc Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, cô triệt để bị Dương Tiêu làm cho ngu ngốc luôn rồi. Quỳ lại đại ca, câu nói này có nghĩa là giúp người con gái cởi áo tháo dây, không phải kêu anh tự mình lột sạch đâu, không lẽ anh đã cởi sạch quần áo chính là đang đợi em chủ động hay sao? Giây phút này, nội tâm Đường Mộc Tuyết chính là đang dần dần sụp đổ. Cô lớn như vậy quả thật là lần đầu tiên gặp được một người đàn ông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu như Dương Tiêu. Anh chấm ANS có phải là đồ ngốc hay không? Đường Mộc Tuyết nín nhịn xấu hổ cuối cùng cũng hỏi hắn một câu. Dương Tiêu ngây ngốc tại chỗ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ? Mình đã dựa theo ý nghĩa của câu đó để thực hiện rồi, cũng đã đem bản thân cởi sạch sẽ, không lẽ còn có vấn đề gì khác hay sao? Mộc Tuyết, có vấn đề gì hay sao? Dương Tiêu kỳ quái hỏi. Đường Mộc Tuyết tức đến mức hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người sang một bên không muốn để ý đến Dương Tiêu. Có thể lý giải cởi áo tháo dây thành việc đem bản thân cởi sạch sẽ, người có đầu óc bình thường có thể suy nghĩ được như vậy e rằng cũng chỉ có người đàn ông này thôi. Thức được Đường Mộc Tuyết tức giận, Dương Tiêu cả mặt hoang mang, không lẽ do bản thân lý giải có vấn đề hay sao, không lẽ câu nói này chính là lừa gạt người khác. Chính vào ngay giây phút này, Đường Mộc Tuyết vừa tức giận vừa ngại ngùng. Cô thật sự muốn tách đầu Dương Tiêu ra làm hai để xem trong đầu hắn rốt cuộc chứa thứ gì. Nghĩ đến việc bà dì của mình đang đến, trong lòng Đường Mộc Tuyết lúc này mới thoải mái hơn một chút. Đường Mộc Tuyết vốn dĩ đã ngầm thừa nhận, thời gian bà dì đến mặc dù không thể làm việc cá nước thân mật, nhưng ít nhất mối quan hệ da thịt thân thiết của cả hai cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Đợi khoảng 1-2 ngày sau khi thời kỳ bà dì đã qua, đâm rách cửa sổ giấy này chỉ là việc thuận nước đầy thuyền mà thôi. Nhưng không nghĩ đến Dương Tiêu vậy mà lý giải sai câu nói vừa rồi, khiến cho Đường Mộc Tuyết thật sự tức giận. Không lâu sau, Đường Mộc Tuyết cảm thấy có chút khó chịu, cô liền bước vào phòng vệ sinh, khi bước đến nơi đột nhiên phát hiện ra băng vệ sinh ban đêm cũng cần phải thay rồi. Nghĩ đến tên đầu gỗ Dương Tiêu này một chút cũng không nghĩ thông suốt, Đường Mộc Tuyết cắn răng quyết tâm chuẩn bị dụ dỗ Dương Tiêu một phen. Chuyện,
Chuyện là, trên bàn có một chiếc túi bên trong có một miếng băng vệ sinh, anh giúp em lấy một miếng băng vệ huyền sinh ban đêm với. Đường Mộc Tuyết cắn răng nhẹ giọng nói. Được, Dương Tiêu đánh tay vào đầu, lúc này mới ý thức được bà dì của Đường Mộc Tuyết đã đến. Thời kỳ sinh lý của phái nữ không được làm chuyện phòng the, vừa rồi bản thân mơ màng suy nghĩ viễn vông liền đem chuyện này vứt ra sau đầu. May mắn bản thân vừa rồi không làm ra bất kỳ chuyện gì vượt quá giới hạn, nếu như thân thể Đường Mộc Tuyết xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, Dương Tiêu nhất định ăn năn hối hận không thôi. Nghe tiếng bước chân bên ngoài, trái tim Đường Mộc Tuyết đập thình thịch liên hồi. Cô đã tưởng tượng đến biểu cảm ngây ngốc của Dương Tiêu khi hắn bước vào nhà vệ sinh nhìn thấy làn da trắng trẻo mịn màng của cô. Chính ngay lúc Đường Mộc Tuyết đang suy nghĩ miên man, một âm thanh vang lên đánh vỡ dòng suy nghĩ của Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, anh mang băng vệ sinh nhét vào khe cửa cho em rồi đấy. Em nhớ tự mình lấy nhé. Cái gì, nhét vào khe cửa? Đường Mộc Tuyết liếc mắt nhìn, chỉ nhìn thấy một miếng băng vệ sinh ban đêm được nhét vào giữa khe cửa phòng vệ sinh. Nhìn chằm chằm vào miếng băng vệ sinh nhét giữa khe cửa, Đường Mộc Tuyết giống như chịu muôn ngàn đả kích trong thân thể, đôi mắt xinh đẹp lúc này chỉ biết ngây ra nhìn. Thế cô vốn dĩ muốn dụ dỗ Dương Tiêu, không nghĩ đến Dương Tiêu đến cửa phòng cũng không mở ra, hoàn toàn vượt ngoài suy tính của cô. Anh chấm ans có phải thật sự là bị ngu ngốc hay không? Đường Mộc Tuyết thật sự muốn phát điên lên rồi. Trực nam sắt thép, đúng là nhân vật điển hình của trực nam sắt thép mà. Bản thân như thế nào lại dính líu đến trực nam sắt thép này chứ? Nghe âm thanh gào thét điên cuồng của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu sợ hãi đến toàn thân run rẩy, tự vấn bản thân có phải hay không đã làm sai ở đâu. Suy nghĩ kỹ càng, khẳng định nhất định chính là do Đường Mộc Tuyết không thích người quá mạnh bạo, Dương Tiêu đột nhiên thức tỉnh, lập tức mặc lại quần áo lên người. Em không tin không trị được tên ngốc nhà anh, Đường Mộc Tuyết tức giận nói. Lúc này, Đường Mộc Tuyết sớm đã có chủ ý, đợi lát nữa bản thân sẽ cố ý giả vờ ngủ say, sau đó áp sát vào người Dương Tiêu. Dù sao quần áo Dương Tiêu cũng đã cởi sạch sẽ, nếu như không cẩn thận mà tiếp xúc da thịt, cô không tin Dương Tiêu có thể khống chế được bản thân. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, điều khiến Đường Mộc Tuyết sụp đổ chính là Dương Tiêu vậy mà lại mặc lại quần áo lên người. Ti ti Đường Mộc Tuyết vừa muốn lên tiếng, nhưng rốt cuộc bị hành vi trực nam của Dương Tiêu đánh bại. Nhìn dáng vẻ thẳng thốt của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu nghi ngờ hỏi lại, Mộc Tuyết, có chuyện gì vậy? Có gì không đúng hay sao? Không, không có gì cả. Nhìn thấy Dương Tiêu đã mặc lại quần áo, Đường Mộc Tuyết nhịn lại xúc động phun máu liền bước về giường ngủ. Dương Tiêu vô cùng bức bối, hắn có thể cảm nhận được Đường Mộc Tuyết đang muốn nói điều gì đó, nhưng đã kìm nén lại. Đường Mộc Tuyết rốt cuộc muốn nói điều gì? Dương Tiêu không cách nào biết được. Nằm trên giường, Dương Tiêu không nhịn được cảm thán, trái tim nữ nhân như mò kim đáy biển, câu nói này quả thật không sai. Đường Mộc Tuyết tức giận không thôi, nhằm biểu lộ sự tức giận của bản thân, Đường Mộc Tuyết liền xoay người cuốn cả chăn mền vào ngoài, chính là muốn Dương Tiêu biết rằng bản thân mình đang rất tức giận. Ai lại biết được câu nói kế tiếp của Dương Tiêu triệt để đánh bại Đường Mộc Tuyết? Đúng rồi, quên mất một chuyện, Mộc Tuyết em nên uống thuốc rồi. Dương Tiêu đánh nhẹ lên trán, sau đó đứng lên lấy thuốc kháng viêm cho cô. Nhìn Dương Tiêu một tay cầm một ly nước ấm, tay còn lại thì cầm thuốc kháng viêm, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết lập tức đông cứng. Nhằm biểu lộ sự tức giận của bản thân, Đường Mộc Tuyết nằm trên giường không ngừng ngọ ngoại, không nghĩ đến tên đầu gỗ Dương Tiêu này lại nói cô nên uống thuốc rồi. Sụp đổ vô cùng. Dương Tiêu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao vừa rồi Đường Mộc Tuyết lại tức giận như vậy, chắc chắn là do cô quên uống thuốc tiêu viêm. Đường Mộc Tuyết trên chân còn có vết thương, trước khi rời khỏi bệnh viện bác sĩ đã đặc biệt dặn dò Đường Mộc Tuyết phải nhớ uống thuốc tiêu viêm đúng giờ. Nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của Đường Mộc Tuyết hiện tại đang có chút ngây ngắn thất thần, Dương Tiêu liền bước về phía trước vẫy tay trước mặt cô nói, Mộc Tuyết, em nên uống thuốc rồi. Em biết rồi, Đường Mộc Tuyết cắn răng trả lời, sau đó uống viên thuốc tiêu viêm trong tay hắn. Tên đầu gỗ này như thế nào lại không suy nghĩ thông suốt chứ? Không lẽ bản thân ám thị vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Sau khi uống thuốc nằm trên giường, lúc này tâm trí Đường Mộc Tuyết rối bời, cô tỉ mỉ suy nghĩ, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ, bản thân tất nhiên phải tung chiêu thức mới rồi. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, Đường Mộc Tuyết liền giả vờ ngủ say. Nhận thấy Đường Mộc Tuyết ngủ say, Dương Tiêu liền quay sang nhìn cô, chỉ thấy tấm chăn vẫn chưa được đắp đàng hoàng, Dương Tiêu liền dịu dàng cười một tiếng. Cùng cô chung sống 5 năm nay,
Hắn vô cùng rõ ràng khi Đường Mộc Tuyết ngủ vô cùng không thành thật, luôn thích đạp chăn mền, 5 năm nay Dương Tiêu đã không biết bao nhiêu lần đắp lại chăn mền cho cô. Thật không ngờ rằng, chuyện này chính là do Đường Mộc Tuyết cố ý muốn cho Dương Tiêu đắp chăn lại cho mình. Dương Tiêu một mặt sủng nịch, nghiêng người tém lại góc chăn cho Đường Mộc Tuyết. Chính ngay giây phút Dương Tiêu nghiêng người, Đường Mộc Tuyết liền đột nhiên xoay người ôm lấy Dương Tiêu. Làm xong hàng loạt hành động này, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết lập tức nóng bừng, nhưng đây cũng là giới hạn lớn nhất mà cô có thể chủ động làm rồi, cô chính là không tin Dương Tiêu còn không hiểu được mình đây là có ý gì. Một mùi hương sữa bò đột nhiên xông đến, khiến cho cả người Dương Tiêu lập tức cứng đỏ, trong tâm trí liền chìm vào một khoảng trống rỗng. Nhìn Đường Mộc Tuyết hương sắc nghiêng trời nằm trong lòng, Dương Tiêu lúc này chìm vào tình huống khó cả đôi đường. Rốt cuộc có nên xuống tay hay không? Đường Mộc Tuyết nhẫn nhịn xấu hổ, càng ôm chặt lấy Dương Tiêu vào người, cô chính là không tin Dương Tiêu có thể kiềm chế được ma quỷ trong lòng. Bản thân cô cũng đã ra ám hiệu đến bước này rồi, cho dù kẻ ngốc nhát thiên hạ cũng phải thông suốt đi. Nhưng chuyện khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm thấy sụp đổ lại tiếp tục diễn ra, chỉ nghe thấy từ miệng Dương Tiêu lắm nhầm từng chữ, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ ẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Phụt, Đường Mộc Tuyết lúc này thật sự muốn phun một ngụm máu. Bản thân hiện tại đang ôm một cục đá hay sao? Bản thân đã ra hiệu rõ ràng như vậy, người đàn ông này lại niệm sắc tức thị không, không tức thị sắc, tên ngốc Dương Tiêu này chính là chuẩn bị xuất gia hay sao? Mặc dù Đường Mộc Tuyết quyến rũ động lòng người, nhưng Dương Tiêu vẫn nhẫn nhịn kìm lòng không làm ra những chuyện vượt giới hạn. Một mặt chính là Đường Mộc Tuyết đang trong thời kỳ đèn đỏ, không tiện làm chuyện phòng the, mặt khác, Đường Mộc Tuyết đêm nay mang đến cho Dương Tiêu một cảm giác vô cùng quái lạ, không biết có phải vì bà gì đến mà tâm trạng không được tốt hay không. Tất nhiên, nói đến cùng vẫn là do Dương Tiêu quá nhát gan, có sắc tâm nhưng lại không có can đảm. Dương Tiêu tuổi trẻ khí thịnh, cùng Đường Mộc Tuyết ra thì tiếp xúc trong khoảng cách gần gũi như vậy, cũng khó tránh xảy ra phản ứng, chuyện này khiến cho Dương Tiêu khó chịu cùng cực. Dương Tiêu lúc này chỉ đành đây nhẹ Đường Mộc Tuyết ra xa, sau đó đến gian phòng kế bên ôm về một bộ khăn trải giường mới, mỗi người một tấm chăn như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện tiếp xúc da thịt như vừa rồi. Nhìn thấy Dương Tiêu vậy mà lại tự tách mình bằng một tấm chăn, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết cứng đờ, cô thật sự bị từng hành động của Dương Tiêu làm chấn động, cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn ra sự phức tạp trong nội tâm. Tên ngốc nhất trên đời này e rằng cũng chỉ như vậy mà thôi. Tuyệt vọng, Đường Mộc Tuyết triệt để tuyệt vọng rồi. Cô liên tiếp bị những hành động kinh người của Dương Tiêu tức đến mức chút hơi sức tức giận cũng không còn, Đường Mộc Tuyết cuối cùng cũng quyết định từ bỏ việc quyến rũ Dương Tiêu. Nhưng ai có thể biết được rằng, khi Dương Tiêu đang dần dần chìm vào giấc ngủ, thì từ phòng ngủ chính là truyền đến từng trận rên rỉ của Triệu Cầm, những âm thanh này thật sự khiến cho Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết kích động không nhẹ. Trong một khoảng thời gian, nội tâm hai người đều không có chút tư vị nào, đợi đến khi âm thanh từ phòng ngủ chính triệt để ngừng lại cả hai mới có thể yên ổn yên giấc. Nhưng khi tỉnh dậy, Dương Tiêu kinh ngạc phát hiện ra rằng Đường Mộc Tuyết giống như bạch tuộc đang ôm chặt lấy cơ thể hắn. Đường Mộc Tuyết cũng mơ màng thức dậy, ý thức được tướng ngủ của bản thân không thành thật, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Dương Tiêu mắng nhẹ, anh chính là đồ ngốc. Đồ ngốc sao? Dương Tiêu cả khuôn mặt ngơ ngác nói thầm. Hắn quả thật không cách nào hiểu được tại sao Đường Mộc Tuyết lại nhận xét hắn như vậy. Nhưng hắn cũng không muốn tra hỏi cặn kẽ, chỉ nghĩ rằng phụ nữ trong thời kỳ sinh lý tính cách dễ dàng nóng giận. Sau khi tắm rửa đơn giản một phen, Dương Tiêu liền ra khỏi phòng bắt đầu làm bữa sáng. Bữa sáng vừa được chuẩn bị xong, Triệu Cầm cả khuôn mặt hồng nhuận từ phòng ngủ chính bước ra, nhìn dáng vẻ bà ta lúc này cũng có thể nhận ra được tâm trạng bà không tệ, cũng không hề mắng nhiếc Dương Tiêu. Cũng không ai biết được, đêm qua Triệu Cầm sung sướng thoải mái đến như thế nào. Trước đây, Đường Kiến Quốc vì hai chân tàn phế, nhưng năm nay đều là do Triệu Cầm chủ động, hiện tại hai chân Đường Kiến Quốc đã hồi phục, liền từ bị động giành lại quyền chủ động, Triệu Cầm đương nhiên thập phần hưởng thụ. Ba đâu, Đường Mộc Tuyết ngồi vào bàn ăn lên tiếng hỏi. Triệu Cầm xem như không có chuyện gì đáng ngại nói, ba của con bị hoảng hốt, hiện tại vẫn chưa khôi phục tinh thần, cứ để ông ấy ngủ thêm một lát, đúng rồi Dương Tiêu. Lát nữa sau khi cậu đưa Mộc Tuyết đến công ty, liền ra chợ mua thức ăn nhớ mua thêm hai quả thận tươi mới mang về đây. Vâng, được ạ, Dương Tiêu gật đầu ghi nhớ. Giờ phút này, trong lòng Dương Tiêu không nhịn được cảm thán,
phụ nữ 40 tuổi quả nhiên như sói như hổ, câu nói này quả nhiên không sêu. Sau khi ăn xong bữa sáng, Dương Tiêu liền khuyên nhủ Đường Mộc Tuyết nên xin nghỉ phép một ngày, nhưng Đường Mộc Tuyết đã từ chối, Dương Tiêu cũng không thể nói gì thêm. Hắn biết rõ Đường Mộc Tuyết sâu tận trong xương cốt chính là một nữ cường nhân, không chấp nhận được việc lười biếng. Lái chiếc xe Maserati Quattroport đưa Đường Mộc Tuyết đến trước cửa tập đoàn y dược Đường Nhân, liền nhìn thấy hai anh em Đường Hạo cùng Đường Dĩnh cũng vừa bước đến công ty. Sau khi xuống xe, Đường Dĩnh ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết liền cười châm chọc, ai ra ra, đây không phải là Đường Mộc Tuyết hay sao? Nghe nói tòa chung cư của các người đã xảy ra vụ tai nạn khí ga, vụ nổ khiến cả tòa chung cư đều biến thành bãi hoang tàn, vậy đêm qua các người đã ngủ ở nơi nào? Trong giọng nói Đường Dĩnh tràn ngập ý châm chọc, khi nghe vào đặc biệt chói tai. Đường Mộc Tuyết nhíu mày, khuôn mặt không vui nhìn sang Đường Dĩnh, chuyện này hình như không có liên quan gì đến cô thì phải. Cô biết Đường Dĩnh nhất định đang nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng châm chọc bản thân cô. Đường Dĩnh từ nhỏ đến lớn đã luôn đối đầu chống đối với cô, Đường Dĩnh này chính là hận không thể khiến cho Đường Mộc Tuyết cô sa sút đến mức như chó nhà có tang. Đường Mộc Tuyết, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, chúng tôi không hề có ý gì khác, dù sao xuất thân của chúng ta đều từ Đường gia, chúng ta đều là người một nhà, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Đường Hạo châm chọc nói thêm vài câu, đêm qua có phải ngủ tạm ở bệnh viện hay không? Tôi nhớ rằng giường bệnh một đêm khoảng 10-20 đồng. Giá tiền này so với một đêm ở khách sạn cũng đã rẻ hơn rất nhiều rồi. Đường Mộc Tuyết nhìn khuôn mặt châm chọc của hai anh em Đường Hạo cùng Đường Diệu, trong lòng cảm thấy căm ghét cùng cực. Hôm qua Đường Hạo đã sỉ nhục bọn họ như thế nào ở bệnh viện, đến hiện tại Đường Mộc Tuyết vẫn còn nhớ rõ trong lòng. Nhìn khuôn mặt xấu xí của Đường Hạo, Đường Mộc Tuyết liền cảm thấy một trận kinh tỏ ẩm. Người một nhà, các người cũng quá xem trọng tôi rồi. Đường Mộc Tuyết lạnh giọng nói. Câu nói này nói ra từ miệng Đường Hạo, châm chọc biết bao nhiêu. Đường Mộc Tuyết 5 năm rõ 10, Đường Hạo từ trước đến nay chưa từng xem cô là người Đường gia, chỉ hận không thể đè bẹp cô xuống tận đáy sâu. Đường Mộc Tuyết, cô đây là có ý gì? Không lẽ trên người cô đang chảy không phải dòng máu của Đường gia? Đường Dĩnh cười châm chọc nói, chúng tôi chính là lo lắng cho cô, tôi nhớ rằng dưới chân cầu Đại Kiều có rất nhiều dân nghèo lang thang đều cư trú dưới hầm cầu. Tôi xem ra cảm thấy rất thích hợp với người nhà các người, chỉ là cô xinh đẹp như vậy, nhất định phải cẩn thận một chút, ở nơi đó nhất định có rất nhiều kẻ lưu manh, chậc chậc. Lời này khiến cho Đường Mộc Tuyết tức giận đến mức thất khiếu xì khói, những lời này của Đường Dĩnh không ngờ rằng lại ác độc như vậy. Dương Tiêu cũng bốc lửa giận phừng phừng, nếu như Đường Dĩnh không phải là con gái, thì hắn nhất định đã tranh cãi với cô vài câu. Cái gì gọi là địa phương dưới chân cầu Đại Kiều của thành phố Trung Nguyên vô cùng thích hợp với người nhà bọn họ, cho dù có khinh người khác cũng không cần thiết phải nói những lời như vậy. Còn về những lời về những kẻ lưu manh thì càng quá đáng hơn. Đường Dĩnh, chú ý lời ăn tiếng nói của cô. Dương Tiêu lạnh giọng cảnh cáo. Đường Dĩnh liếc mắt nhìn Dương Tiêu cười châm chọc nói, như thế nào? Những lời tôi nói có gì sai sao? Tôi cũng vì tốt cho các người mà thôi, sống dưới chân cầu tiết kiệm tiền biết bao nhiêu. Hơn nữa nơi đó có nhiều kẻ lưu manh như vậy, có thể thỏa mãn được yêu cầu đặc biệt của ai đó. Cô, Đường Mộc Tuyết cả khuôn mặt tức giận trừng mắt nhìn Đường Dĩnh. Hai tay Đường Hạo ôm trước ngực, khinh thường nói, Đường Mộc Tuyết, người nhà các người hiện tại đều biến thành chó nhà có tang, còn đắc ý cái gì nữa chứ? Có một chỗ chú chân ngoác ngoải sống qua ngày đã không tệ rồi, còn kén cá chọn canh, thật là nực cười. Trong mắt hai người Đường Hạo và Đường Dĩnh, cả nhà của Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết so với chó nhà có tang cũng không có gì khác biệt, bọn họ mục đích chính là đến đây châm chọc Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết. Nhìn dáng vẻ đắc ý của hai anh em Đường gia, Dương Tiêu bình thản nói, chuyện này cũng không khiến cho hai người phải lo lắng bận tâm, chúng tôi đã mua được một căn nhà mới rồi. Cái gì, đã mua nhà? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt hai người Đường Hạo, Đường Dĩnh lập tức thay đổi. Cả nhà Đường Mộc Tuyết như thế nào? Bọn họ vẫn là rõ ràng rành mạch, Đường Mộc Tuyết căn bản không có thực lực mua nhà. Mua nhà rồi, tôi xem ra chính là đang bốc phét rồi, Đường Hạo ác ý nói. Sắc mặt Đường Mộc Tuyết cũng thay đổi, cô thật sự nghĩ không ra tại sao Dương Tiêu lại nói những điều như vậy, bọn họ căn bản chưa từng mua qua bất kỳ căn nhà nào. Tin hay không thì tùy, nửa tháng sau chúng tôi sẽ dọn vào nhà mới, đến lúc đó nếu có hứng thú các người có thể đến tham quan, hiện tại xin hai người vui lòng tránh ra một chút. Mộc Tuyết nhà chúng tôi muốn bám vân tay điểm danh. Vừa nói,
Dương Tiêu liền dịu dàng kéo tay Đường Mộc Tuyết bước vào trong công ty. Đường Dĩnh cả khuôn mặt kinh ngạc thẳng thốt hỏi, anh, bọn họ thật sự đã mua nhà rồi hay sao? Đường Hạo căm tức nhìn theo bóng lưng hai người cười, khịt mũi cười khinh thường nói, Dĩnh Dĩnh, em cứ tin vào những lời bốc phét của tên phế vật đó. Nửa tháng đúng không, chúng ta cứ chờ đến nửa tháng sau liền đến đó tham quan một chuyến, đến lúc đó những lời dối trá của tên phế vật kia tự động sẽ có bị đập tan. Được, Dương Tiêu châm chọc nói. Anh em hai người bọn họ dù cho có đánh chết cũng tuyệt đối không tin cả nhà Dương Tiêu có thể mua được nhà. Nhìn theo bóng lưng của Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết, hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh đều cười lạnh, giống như nhìn thấy hai thằng hề. Nửa tháng sau, bọn họ nhất định phải chế giễu những kẻ đó một phen. Sau khi đã cách xa hai anh em Đường ra, Đường Mộc Tuyết cả khuôn mặt phiền muộn nhìn sang Dương Tiêu hỏi, anh như thế nào lại có thể nói chúng ta đã mua nhà rồi chứ? Anh cũng không phải không biết Đường Hạo cùng Đường Dĩnh quá đáng như thế nào, bọn họ nửa tháng sau nhất định sẽ châm chọc chúng ta. Dương Tiêu dở khóc dở cười nhìn Đường Mộc Tuyết nói, Mộc Tuyết, những gì anh nói đều là sự thật, anh thật sự đã mua nhà rồi. Thật sao, anh mua nhà ở vị trí nào? Đường Mộc Tuyết nghi ngờ hỏi lại. Dương Tiêu thấp giọng nói, Mộc Tuyết, trước đây em không phải nhìn chúng một hòn đảo nhỏ thuộc khu vực ven hồ Nhạn Minh sao? Anh chính là mua ở nơi đó. Hòn đảo nhỏ duy nhất trong khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh. Nghe những lời này của Dương Tiêu, ánh mắt khi Đường Mộc Tuyết nhìn hắn cũng thay đổi. Phải biết rằng, thời gian trước đây hòn đảo nhỏ trong khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh được người trong ngành định giá 100 triệu, chuyện này thời điểm đó đã khiến cho cả thành phố Trung Nguyên dậy sóng. Hơn nữa, Đường Mộc Tuyết cũng biết rõ thân phận của Dương Tiêu. Cho dù Dương Tiêu đã từng là một quân nhân, số tiền những năm nay hắn có thể để dành có lẽ cũng đã sắp tiêu sạch rồi. Dù sao một chiếc xe Maserati Quattroport trị giá cũng gần 2 triệu, cộng thêm 100.000 tệ tiền chữa bệnh cho Đường Kiến Quốc, gộp lại cũng đã hơn 2 triệu rồi. Trong mắt Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu cho dù đã nhập ngũ vài năm cũng không có khả năng tích lũy được hơn 2 triệu. Hoặc có lẽ Dương Tiêu vẫn còn những con đường kiếm tiền khác, nhưng trong mắt Đường Mộc Tuyết, trên người Dương Tiêu dù vắt kiệt tất cả cũng chỉ hơn 2 triệu mà thôi, căn bản không có khả năng mua được một hòn đảo trị giá 100 triệu. Lại nói, chỉ tính riêng giá trị hòn đảo bên Hồ Nhạn Minh cũng đã là 100 triệu, nếu như một xây một căn biệt thự, cộng thêm việc trang trí hoàn thiện thì cũng ít nhất phải thêm vài chục triệu nữa. Đường Mộc Tuyết cũng đã từng nghe người khác nhắc qua, Lý Minh Hiên trong khoảng thời gian này đều giám sát thi công căn biệt thự trên hòn đảo đó. Cho nên, người mua lại hòn đảo nhỏ đó nhất định chính là Lý Minh Hiên, căn bản không thể nào là Dương Tiêu được. Trò đùa này đùa giỡn không vui chút nào đâu, Đường Mộc Tuyết tức giận nói. Dương Tiêu thành thật trả lời, Mộc Tuyết, anh thật sự không nói đùa với y mồ. Anh vẫn còn ngụy biện, nếu anh còn nói tiếp em nhất định sẽ thật sự tức giận. Đường Mộc Tuyết bày ra một dáng vẻ tức giận. Được, 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 anh không nói là được. Dương Tiêu lúc này không biết nên khóc hay nên cười đây. Hắn hiểu rõ, đột nhiên nói những lời này với Đường Mộc Tuyết, cô ấy căn bản không cách nào tiếp nhận được. Bản thân nhẫn nhịn sống ở Đường gia 5 năm. Từ trước đến nay chưa từng có biểu hiện xuất sắc hơn người, hiện tại liền chạy đến nói với Đường Mộc Tuyết bản thân đã dùng 100 triệu để mua căn biệt thự trên đảo tốt nhất ở thành phố Trung Nguyên, Đường Mộc Tuyết căn bản nhất thời không cách nào thích ứng được cũng là chuyện thường tình. Nếu đổi lại là bản thân hắn, e rằng đến cả bản thân Dương Tiêu hắn cũng khó lòng chấp nhận được. Có điều, tinh thần Đường Mộc Tuyết vẫn chịu hoảng hốt một trận. Cô nhớ lại đoạn ghi hình Dương Tiêu thổi tiêu nổi tiếng trên mạng. Địa điểm trong đoạn ghi hình chính là hòn đảo nhỏ trung tâm ở ven hồ Nhạn Minh. Không lẽ Dương Tiêu thật sự đã dùng 100 triệu để mua lại hòn đảo nhỏ đó? Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nhất định chính là vì Dương Tiêu quen biết với Lý Minh Hiên, cho nên mới tình cờ xuất hiện tại hòn đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh. Đường Mộc Tuyết đột nhiên nhớ đến một chuyện, đúng rồi, đêm qua em quên hỏi anh, căn biệt thự chúng ta đang ở hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là do anh thuê sao? Trong ấn tượng của em biệt thự tại thành phố Trung Nguyên chưa từng có trường hợp cho người khác thuê lại đâu. Nhắc đến chuyện này, Dương Tiêu chỉ có thể căng ra đầu trả lời, căn biệt thự thuộc sở hữu của Lý Minh Hiên. Lý công tử sao? Anh có phải lại tìm đến người bạn Đông Hải Lý gia không? Đường Mộc Tuyết nhíu mày hỏi. Dương Tiêu gật đầu trả lời, đúng vậy. Đường Mộc Tuyết uế oải thở dài một hơi, chuyện này đã làm phiền người khác biết bao nhiêu lần rồi. Sau này gặp mặt nhất định phải mời một bữa cơm, còn có sau này cố gắng hạn chế đừng làm phiền đến người bạn của anh, em nghĩ người ta bình thường cũng rất bận rộn.
Anh biết rồi, Dương Tiêu lại lần nữa gật đầu. Sau khi dặn dò Dương Tiêu khi trở về nhà phải cẩn thận, Đường Mộc Tuyết liền điểm danh vào làm. Đường Mộc Tuyết cũng đã suy nghĩ kỹ càng, chờ đến nửa tháng sau, nếu Đường Hạo cùng Đường Dĩnh vẫn còn châm chọc bọn họ, cùng lắm thì cô chỉ đành dẫn bọn họ đến căn biệt thự ở Nạc Lan Sơn Trang tham quan một chuyến vậy. Đường Mộc Tuyết không hề là một kẻ tham hư vinh, nhưng cô chính là muốn cho hai anh em Đường Hạo cùng Đường Dịch một trận ê mặt, chút giận cho bản thân. Dương Tiêu vừa cười vừa bước về cửa hàng thuốc lá, Long Ngũ đại ca, anh lại xem báo sao. Chuyện hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh gây khó dễ vào nửa tháng sau, Dương Tiêu một chút cũng không cảm thấy nao núng. Hiện tại, căn biệt thự đã được xây dựng hoàn tất, đang tiến vào giai đoạn hoàn thiện. Nhà thầu xây dựng mà Lý Minh Hiên tìm về chính là nhà thầu tốt nhất trong nước, chỉ kể đến số lượng công nhân cũng gần 1.000 người ngày đêm thay phiên thi công, muốn xây dựng một căn biệt thự cũng là việc dễ như trở bàn tay. Lại nói, trang trí hoàn thiện bên trong chính là sử dụng vật tư bảo vệ môi trường tốt nhất ở nước ngoài, căn bản không có bất kỳ chất formaldehyde, sau khi hoàn thiện cũng thuận tiện cho việc dọn vào ở. Dựa theo tính toán của Dương Tiêu, hoàn thiện cũng chỉ cần khoảng một tuần là có thể hoàn thành rồi. Sau đó, lại để chống căn biệt thự trong vòng một tuần, cho bay hết mùi hăng trong toàn tòa biệt thự là được. Nghe những lời này của Dương Tiêu, Long Ngũ liền đem tờ báo trong tay buông xuống sau đó châm chọc vài câu, thằng nhóc này, cậu bây giờ đã trở thành một vị anh hùng trong mắt người khác rồi đấy. Chuyện này đều đã được viết trên báo đây này. Là thật hay giả vậy? Dương Tiêu kinh ngạc thốt lên. Long Ngũ trực tiếp đưa tờ báo trong tay đến trước mặt Dương Tiêu, đây, không lẽ Long ca của cậu lại còn lừa gạt cậu hay sao? Tiểu tử, được đấy. Ra mặt đàn ông. Nhìn thấy nội dung được viết trên mặt báo, Dương Tiêu trợn tròn mắt nhìn. Chỉ thấy nội dung trên báo rõ ràng viết rằng khu vực chung cư cũ vì khí ga rò rỉ dẫn đến cháy nổ, một người thanh niên từng là quân nhân đã không ngại nguy hiểm xông vào biển lửa cứu sống một bé gái sơ sinh một tuổi. Tin tức này được đăng lên báo Trung ương, phía trên còn đính kèm một tấm hình của bản thân hắn. Cũng vì chuyện xảy ra vào đêm khuya nên chỉ chụp được một tấm hình bóng lưng của hắn. Nhưng chuyện này cũng mang đến cảm giác không lành cho Dương Tiêu, thân phận của bản thân hắn cũng quá đặc biệt, nếu như để kẻ thù trước đây phát hiện được, vậy đây há không phải là kiếp nạn vô cùng to lớn hay sao? Đặc biệt nếu để cho vị đại ca cùng cha khác mẹ ở đế đô Dương gia phát hiện được, việc đầu tiên làm nhất định sẽ phái sát thủ đến ám sát hắn. Dù sao thủ đoạn của người anh trai này cũng hung ác tàn nhẫn, trong mắt hắn ta tuyệt đối không chứa được một hạt cát. Ban đầu bản thân còn trẻ người non dạ, vị đại ca cùng cha khác mẹ ấy cũng không hề đặt hắn vào trong mắt, hiện tại hắn đã trưởng thành, vì vị trí gia chủ Dương gia đế đô, cho dù những chuyện điên rồ cách mấy thì vị đại ca ruột này cũng có khả năng làm ra. Thế nào rồi người anh em, có tâm sự sao? Long Ngũ nhìn biểu cảm thất thần của Dương Tiêu quan tâm thăm hỏi. Dương Tiêu bừng tỉnh mới cười nhạt một tiếng nói, không có chuyện gì cả. Long Ngũ là người tinh tế hiểu rõ, hắn cười nhẹ nói, có phải vừa rồi hai anh em Đường ra lại châm chọc chú em hay không? Hai kẻ này quả thật ngu xuẩn đến không còn lời nào để nói, đã không ít người đều có thể đoán ra được thân phận thật sự của tiểu hoàng tử Thổi Tiêu, vậy mà hai kẻ đó vẫn ngây ngốc chưa đoán ra được. Dương Tiêu cười khổ nói, không phải bọn họ không đoán ra, chính là bọn họ căn bản không chịu tin tưởng. Đúng đúng đúng, chính vì bọn họ căn bản không tin. Long Ngũ vô cùng đồng tình, anh ta tiếp tục nói, hòn đảo nhỏ của khu ven Hồ Nhạn Minh cũng là do cậu mua đúng không? Hiện tại bọn họ đối với cậu bỏ đá xuống giếng, đợi sau khi biệt thự hoàn công, cả nhà của chú em dọn vào sống trong đó nhất định làm mù mắt chó của đám người đó. Dương Tiêu lại cười khổ một tiếng, nhưng không hề có ý phủ nhận. Dương Tiêu biết rằng Long Ngũ không phải là người bình thường. Bản thân dù cho che giấu như thế nào cũng không thể thoát được đôi mắt tinh tường của anh ta. May mắn người tên Long Ngũ này không hề có định ý gì với bản thân, nếu không đây cũng là một phiền phức lớn. Long Ngũ đại ca, em vẫn còn có chuyện khác, phải đi trước đây. Cầm một bao thuốc lá sau đó chào tạm biệt Long Ngũ. Hắn hiện tại còn phải đến chợ mua vài trái thận tươi mang về tâm bổ cho Đường Kiến Quốc. Khi vừa mua được vài trái thận tươi chuẩn bị quay về thì điện thoại vang lên. Trên hiển thị người gọi đến là Đường Đường. Dương Tiêu lúc này kinh ngạc không thôi, con bé này như thế nào lại gọi điện thoại cho mình chứ? Hắn biết rõ Đường Đường từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, từ tận sâu trong xương cốt luôn coi thường hắn.